anh ta co quắp mấy cái, ngất đi. Diệp Quân Lâm. Anh thật là to gan. Cậu chủ Diệp Thần cũng dám đánh. Quan Liễu Yên hô lớn. Anh điên rồi, đánh Tổng Giám Đốc Diệp Tổng, chính là đánh vào mặt nhà họ Diệp. Đánh vào mặt nhà họ Diệp, anh hẳn là không muốn sống nữa. Những người khác hô lớn. Họ đã nâng tầm vấn đề lên với nhà họ Diệp. Muốn dùng nhà họ Diệp để trấn áp Diệp Quân Lâm. Lão tử chính là muốn đánh vào mặt nhà họ Diệp. Diệp Quân Lâm không nói hai lời, giơ tay tát vào mặt Quan Liễu Yên. Lần này tất cả đều tĩnh lặng không một tiếng động. Diệp Quân Lâm, anh làm vậy không sợ hậu quả sao? Không sợ nhà họ Diệp trả thù sao? Nhớ kỹ thân phận của anh. Ở trong mắt nhà họ Diệp, anh chỉ là đứa con hoang, không phải là thiếu gia của bọn họ. Quan Liễu Yên hét lên. Bốp! Câu trả lời cho cô ta là một cái tát. Một cái tát khiến khuôn mặt của Quan Liễu Yên sưng đỏ, chảy đa sứt thịt. Khuôn mặt cô lúc này như miếng đậu phụ, bị đánh vỡ cả da. Lúc này, Lý Tử Nhiệm gọi điện thoại tới, hỏi Diệp Quân Lâm đang ở đâu. Diệp Quân Lâm sau khi cúp điện thoại. Anh ta lạnh lùng nói, coi như các người may mắn, tha cho các người một mạng. Nhưng là mỗi người phải lưu lại ít đô. Cái gì, Quan Liễu Yên cả người hoảng sợ. Ít nhất một bàn tay hoặc một vài ngón tay. Nếu không tất cả đều phải chết. Tự mình giải quyết đứ. Diệp Quân Lâm ném con dao qua. Lưỡng lự một hồi, Quan Liễu Yên nhặt con dao lên, kiên cường chém xuống. A, cô ta hét lên như một con lợn bị cắt tiết. Những người còn lại cũng chỉ có thể làm vậy, cầm dao lên tự giải quyết. Cả căn phòng tràn ngập tiếng la hét, nồng nặc mùi máu. Diệp Quân Lâm, anh đừng có mà hối hận. Bắt đầu từ hôm nay, anh cùng nhà họ Diệp chính là kẻ thù. Cuộc chiến với nhà họ Diệp sắp bắt đầu, anh chết chắc rồi. Quan Liễu Yên hô lớn. Ừ, nhưng là cô sẽ không thấy được, lập tức công khai nói lời xin lỗi. Diệp Quân Lâm vô cùng tức giận nói. Cuối cùng, dưới sự bức ép của Diệp Quân Lâm, Quan Liễu Yên và những người khác đã tiết lộ sự thật trên mạng xã hội và công khai xin lỗi. Sau lần xuất hiện này, Quan Liễu Yên, Diệp Hiệu và những người khác đã bị toàn nghề phong sát. Thậm chí sau lưng chịu vô số tai tiếng. Từ nay về sau phải đi đứng cẩn thận, bị người khác nhận ra, sẽ bị họ đánh cho một trận. Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, những người còn lại vẫn đang la hét. Trong lòng họ tràn đầy hận thù. Diệp Quân Lâm trong tích tắc đã kéo họ từ thiên đường rơi xuống 18 tầng địa ngục. Tất cả cuộc sống của họ bị hủy hoại. Ngay sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, Diệp Thần liền gọi điện thoại tới. Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao mọi người lại ở trên mạng xã hội công khai nói lời xin lỗi? Diệp Thần lạnh giọng hỏi. Diệp Thần thiếu gia, xin hãy nghe chúng tôi giải thích. Tất cả mọi chuyện đều do Diệp Quân Lâm, chính hẳn đã bắt ép chúng tôi. Diệp Hiệu nức nở nói. Quan Liễu Yên thêm dầu vào lửa, đem mọi chuyện vừa xảy ra cùng Diệp Thần nói một lượt. Tốt, Diệp Quân Lâm, anh hành xử thật quá đáng. Tôi sẽ đích thân để mọi người biết anh là con hoang. Tôi muốn cho tất cả mọi người trong nhà họ Diệp, thậm chí người dân cả nước đều biết, tôi so với loại con hoang là anh tốt hơn ngàn vạn lần. Tôi sẽ chứng minh cho cha thấy, quyết định từ bỏ hai mẹ con các người là hoàn toàn chính xác. Diệp Thần giọng nói lạnh lùng. Có chút sát khí. Quá tốt rồi. Đám người Quan Liễu Yên vui mừng đến chảy cả nước mắt. Đám phế vật các người, tự mình kết liễu đi, không nên ép tôi phải ra tay. Diệp Quân Lâm nhanh chóng nhận được tin tức rằng Quan Liễu Yên và những người khác đã biến mất sau khi công khai xin lỗi trên mạng xã hội. Có người tìm thấy xác họ dưới sông. Diệp Quân Lâm biết ai đã làm điều đó mà không cần phải tìm người điều tra. Nhà họ Diệp thật là tàn nhẫn. Cũng không bỏ qua cho ai bao giờ. Được rồi, chờ ngày tôi cùng nhà họ Diệp tranh đấu đi. Diệp Quân Lâm trong tròng mắt tràn đầy lạnh lẽo. Sau khi Lý Tử Nhiệm được rửa sạch oan khuất, liền quay trở về công ty, sau khi xáo trộn quản lý cấp cao của công ty, mọi thứ vẫn như trước. Điểm khác biệt duy nhất là mọi người đều biết ngày cưới của cô và Diệp Quân Lâm. Cả cô và Diệp Quân Lâm đều đang tích cực chuẩn bị. Rất nhiều bạn học và bạn bè của Lý Tử Nhiệm đều đã gọi điện hỏi thăm. Có không ít người bạn từng cùng cô du học cũng gọi điện tới. Vừa vặn Lý Tử Nhiệm kết hôn cần có phù dâu, hầu hết những người bạn cùng tuổi đều đã lập gia đình và có con. Phù dâu trước mắt chỉ có mỗi Phùng Ngọc Hân,
vì vậy Lý Tử Nhiệm liền chọn một vài người bạn trong số những người đã cùng cô du học và nhờ họ làm phù dâu. Phù rể thì Lý Tử Nhiệm liền nhờ Diệp Quân Lâm thu xếp. Diệp Quân Lâm bên này nếu là có lời nhờ người làm phù rể, chắc hẳn cũng phải xếp một hàng dài. Với một nụ cười, Diệp Quân Lâm chìm vào im lặng. Suy nghĩ quay lại ngày kết hôn 6 năm trước. Phù rể của anh chính là Lê Minh Cường. Thật đáng tiếc, cậu ấy không còn ở đây nữa. Ai ra Diệp Quân Lâm thở dài một hơi. Ngoài ra, theo thứ tự, hai người phù rể còn có Vương Hữu Hoàng cùng Lê Quân Hào. Vương Hữu Hoàng cùng anh và Lê Quân Hào là bộ ba tam giác sắt. Từ trường học cho đến nơi làm việc đều là như vậy. Tuy nhiên, Vương Hữu Hoàng so với Diệp Quân Lâm năng lực có chút thua kém. Lê Quân Hào đối với anh mà nói, vừa là tình thầy trò, vừa là mối quan hệ bạn bè thân thiết. Lê Quân Hào lớn hơn anh vài tuổi, đã giúp đỡ anh không ít chuyện. Theo thông tin mà Bắc Phương điều tra được, sau khi anh bị tai nạn, Vương Hữu Hoàng và Lê Quân Hào đã cố gắng tìm rất nhiều mối quan hệ để cứu anh nhưng đều không thành. Tuy nhiên, Lê Quân Hào đã biện hộ để bản án của Diệp Quân Lâm được giảm 2 năm, mà ban đầu là bản án 8 năm. Sau đó, cả hai người đều biến mất, không biết đã đi đâu. Thời khắc quan trọng của tôi, họ phải ở đó. 6 năm trước, anh có ít anh em, chỉ có 3 người này. Nhưng như vậy là đủ rồi. Diệp Quân Lâm lập tức bố trí người đi tìm tung tích của hai người này. Rất nhanh Phương Bắc đã nghe ngóng được tin tức của Lê Quân Hào. Lê Quân Hào từng là thiếu gia lớn nhất của gia tộc Lê ở kinh đô Phương Bắc, những năm kia đặc biệt lui tới Phương Nam để bồi dưỡng bản thân. Diệp Quân Lâm xảy ra chuyện, nghe tin tức rất nhanh anh ta cũng quay trở về. Được rồi, cho tôi thông tin của anh ấy. Diệp Quân Lâm gọi điện cho Lê Quân Hào. Với vẻ hào hứng. Xin chào, bạn là... Một giọng nói lạ phát ra từ đầu dây bên kia. Quân Hào, là tôi, Diệp Quân Lâm. Cái gì, Diệp Quân Lâm? Giọng nói ngạc nhiên của Lê Quân Hào vang. Diệp Quân Lâm nở nụ cười, lão lệ thật không ngờ anh lại là thiếu gia của gia tộc Lê. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng anh xuất thân nghèo khó. Kinh đô, tôi... Vừa nghe đến kinh đô, Lê Quân Hào giọng đều thay đổi. Bởi vì gần đây anh ấy cũng biết được rằng Diệp Quân Lâm chính là đứa con hoang của Diệp Minh Thiên, nhà họ Diệp ở Hà Nội. Cho nên, anh ấy rất lo lắng sẽ bị Diệp tộc phát hiện mình cùng Diệp Quân Lâm từng có quan hệ, nói không chừng họ sẽ trút giận lên nhà họ Lớ. Đặc biệt là gần đây, nghe nói Diệp Thần muốn tự mình giải quyết chuyện này. Đây chính là một kẻ vô cùng độc ác. Nếu để anh ta biết, gia tộc Lê sẽ bị tiêu diệt. Quân Lâm, cậu có chuyện gì không? Lão Lê, tôi lại sắp kết hôn, muốn mời anh tham dự. Nhất định anh phải có mặt đấy. Lê Quân Hào do dự nói, Quân Lâm, tôi e là không được rồi. Anh ta nào dám đi? Gần đây, anh ta thấp thỏm lo lắng, sợ hãi nếu bị nhà họ Diệp phát hiện ra mối quan hệ của mình với Diệp Quân Lâm. Bởi vì Diệp Thần đã tuyên bố, anh ta sẽ trả thù tất cả những người có quan hệ gần gũi với Diệp Quân Lâm. Mặc dù mỗi người một nơi, nhưng Lê Quân Hào cùng Diệp Quân Lâm đã từng có một đoạn hữu tình. Nếu như Diệp Thần biết, hắn có thể bỏ qua cho anh ta sao? Bây giờ tránh còn không kịp, Diệp Quân Lâm lại còn mời anh ta tới đám cưới. Anh ta nào dám đi? Đây không phải rõ ràng nói cho nhà họ Diệp, anh ta cùng Quân Lâm có quan hệ. Chờ nhà họ Diệp tới tiêu diệt nhà họ Lê sao? Đối với kế hoạch hiện tại, anh ta chỉ có thể cầu mong nhà họ Diệp sẽ không biết được mối quan hệ này. Đám cưới không thể tham dự được. Mặc dù hai người họ là anh em. Nhưng trước sức ép của nhà họ Diệp và xét đến sự an nguy của gia đình, người anh này đã bỏ cuộc. Không buông tha gia tộc hủy diệt, đây là điều mà anh ta không muốn thấy nhất. Tại sao? Diệp Quân Lâm tỏ vẻ khó hiểu. Quân Lâm à, tôi đã sớm biết thân phận của cậu. Cậu cùng nhà họ Diệp ở kinh thành có quan hệ, cho nên tôi nhất định không thể tới tham dự hôn lễ. Tôi một mực xem anh là huynh đệ, cả một đời đều là anh em. Nhưng mà, tôi thật sự không thể dự đám cưới của cậu lần này. Nếu để nhà họ Diệp biết mối quan hệ của tôi và cậu, nhất định sẽ nhắm vào gia đình tôi. Tôi muốn cha mẹ có một cuộc sống khỏe mạnh, bình an. Người anh em, mong cậu hiểu cho tôi. Chúng ta đời này như vậy, kiếp sau tiếp tục làm anh em tốt. Lê Quân Hào, đã lựa chọn cha mẹ và gia tộc của mình. Lão Lục, anh sợ sau này nhà họ Diệp sẽ trả thù anh. Như vậy không sao,
không có lý do gì để tôi phải sợ. Anh có thể tới dự đám cưới của tôi. Đừng sợ nhà họ Diệp, mọi chuyện đều có tôi, để tôi xem ai dám làm cho anh khó xử. Ai động đến anh, tôi liền diệt người đó, kể cả nhà họ Diệp cũng không ngoại lệ. Diệp Quân Lâm rất nhanh liền ra Lê Quân Hào vì sao cự tuyệt. Nhưng Diệp Thần đang làm gì vậy? Có anh ở đây, Diệp Thần hay ngay cả Diệp Minh Thiên cũng đừng hòng mang sóng gió gì tới. Không, Quân Lâm, tôi không thể đánh cược. Tính mạng được, Diệp Thần dạo này đang để mắt tới tôi. Tôi thực sự khuyên cậu một câu, cẩn thận Diệp Thần, hẳn ta sắp tìm được cậu. Đây là một kẻ vô cùng lợi hại cùng ác độc, cậu có thể tránh thì liền tránh, không tránh được thì phải xem tạo hóa của cậu rồi. Sau khi nói xong, Lê Quân Hào cúp điện thoại. Diệp Quân Lâm nghe giọng điệu mù mịt, cảm thấy mất mát. Nếu Lê Quân Hào không muốn đến, anh cũng không thể bắt ép. Anh tôn trọng sự lựa chọn của Quân Hào. Lựa chọn bố mẹ và gia đình là đúng. Nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp thực sự có thể khiến cho Lê Quân Hào sợ hãi như vậy sao? Nhưng có thể hiểu được, xét cho cùng nhà họ Diệp dù sao cũng là vạn tộc đứng đầu đệ nhất thế gia. Ai cũng không dám đắc tội với hắn. Bắc Phương ở bên cạnh nói, chiến thần đại hạ, Diệp Thần tung ra một tin nhắn. Hẳn sẽ tìm từng người có liên quan đến anh. Đứa nhỏ này đại khái là muốn diệt trừ tất cả những người có quan hệ mật thiết với anh. Chẳng trách lão Lục sợ như vậy, hóa ra là Diệp Thần. Diệp Quân Lâm từ trong mắt ánh lên tia lạnh lão. Diệp Thần vì muốn diệt trừ anh, mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Còn phải đối phó với tất cả những người có quan hệ với anh. Diệp Thần, tự tìm đường chết sao? Toàn bộ nhà họ Diệp anh cũng không để vào mắt, huống chỉ là một tên Diệp Thần. Phương Bắc, giúp tôi tìm phương thức liên lạc đến Diệp Thần, tôi muốn cùng hẳn đối thoại. Phương Bắc rất nhanh đã tìm được số điện thoại của Diệp Thần. Diệp Quân Lâm lập tức gọi điện thoại. Giọng nói của Diệp Thần từ bên kia truyền đến, xin chào, ai vậy? Tôi là Diệp Quân Lâm. Sau khi Diệp Quân Lâm tiết lộ thân phận, đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề. Thật lâu sau, một giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến anh. Anh dám liên lạc với tôi. Diệp Quân Lâm cười, tại sao tôi không dám liên lạc với cậu? Anh ta thực sự tự coi mình là một nhân vật lớn. Ông nội cũng không dám nói chuyện với anh ta như thế này. Tốt, 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 tôi thật là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, anh sẽ liên lạc với tôi. Diệp Thần đối diện bật cười. Làm sao, anh là hướng tôi cầu xin tha thứ. Anh có nhận thức được sự ngu ngốc của mình không? Biết rằng không thể đối đầu với nhà họ Diệp, tôi có thể chấp nhận lời cầu xin của anh, nhưng anh phải quỳ xuống. Ha ha ha, Diệp Thần hỏi. Cầu xin tha thứ. Hẳn là cậu nên cùng tôi cầu xin tha thứ đi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Không phải cầu xin tha thứ, vậy anh tìm tôi làm gì? Phía đối diện giọng rõ ràng mang vẻ kinh ngạc. Tôi nghe nói cậu muốn loại bỏ tất cả mọi người có liên quan đến tôi. Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng vậy, tôi phải loại bỏ tất cả những người liên quan đến anh. Tôi phát hiện ra Lê Quân Hào ở Kinh Đô từng là anh em với anh, tôi thứ nhất tìm anh ta khai đao. Anh nghĩ thế nào? Diệp Thần nở một nụ cười tà mị. Cậu dám? Diệp Quân Lâm cả giận nói. Tôi có cái gì không dám? Còn muốn để anh ta tham dự hôn lễ của anh? Không thể nào, có tôi ở đây, anh ta dám tham gia hôn lễ của anh sao? Diệp Thần cười nhạt. Diệp Quân Lâm cười sâu hơn, được rồi, vậy cậu cứ chờ xem. Tôi càng muốn anh ấy tham gia hôn lễ. Ngoài ra, nếu cậu dám động đến một sợi tóc của những người xung quanh tôi, tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Diệp Quân Lâm tôi nói được làm được. Ha ha ha. Đối diện Diệp Thần đương nhiên không đem những lời cảnh cáo của Diệp Quân Lâm để vào tai. Trên đời này còn có người cảnh cáo Diệp Thần tôi. Anh là người đầu tiên ở Việt Nam. Diệp Thần cười chế nhạo. Diệp Thần ở Kinh Thành như đảng Thái Tử. Cha anh ta là người thừa kế gia tộc nhà họ Diệp, gia tộc đệ nhất thế gia. Mẹ anh ta là công chúa của Long gia tộc. Có thể nói Diệp Thần có dòng máu mạnh nhất và cao quý nhất. Tổ hợp gen mạnh nhất của hai gia tộc đệ nhất. Anh ta đã được tất cả mọi người yêu quý từ khi còn nhỏ, muốn cái gì có cái đó. Hơn nữa năng lực siêu cao, Diệp Thần uy danh khắp kinh thành có ai là không biết. Cõi đời này thật đúng là không có người có thể uy hiếp anh ta. Anh ta là đại diện cho đại hạ và nhị hạ đệ nhất thế gia.
Loại lai lịch này là duy nhất trong toàn trường đại học. Ai dám lộn xộn với anh ta? Diệp Quân Lâm, anh chỉ là một đứa con hoang, lại muốn cùng tôi tranh đoạt. Hãy tự hỏi bản thân, có xứng không? Có đủ tư cách không? Mẹ tôi là viên ngọc quý trong tay nhị hạ đệ nhất thế gia, là người có dòng máu tối cao. Chỉ có bà ấy mới đủ tư cách gả cho cha, gả cho nhà họ Diệp. Mẹ anh thân phận thấp kém cùng huyết thống hạ đẳng, không xứng gả vào nhà họ Diệp, lại càng không đủ tư cách làm thê thiếp cho cha tôi, bàn về năng lực, anh chỉ là một ông chủ quèn. Tôi so với anh mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Tập đoàn Minh Cường, tôi chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể nghiền nát. Anh, một cái giống hoang dã mang huyết thống hèn mọn, dám so đo với tôi. Tôi muốn thay cha chứng minh, lúc ban đầu bỏ rơi các người là đúng. Dòng máu cao quý mạnh hơn dòng máu hèn mọn, tôi như rồng trên trời, còn anh, chỉ là một cân bò sát trên mặt đất, vĩnh viễn cũng phải ngửa mặt trông lên sự tồn tại. Diệp Thần điên cuồng hét lên. Tốt, rất tốt, vậy cậu có thủ đoạn gì cứ việc ra tay. Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, nhà họ Diệp huyết mạch cao quý có bao nhiêu trọng lượng. Diệp Quân Lâm mỉm cười, anh ngược lại rất là mong đợi thấy nhà họ Diệp như rồng bay trên trời. Cho dù có giống như lời hắn nói, bản thân cũng mạnh hơn gấp ngàn lần. Hừm, Diệp Quân Lâm, hãy chờ đấy, tôi sẽ khiến anh quỳ trên mặt đất, phục tùng tôi. Diệp Quân Lâm sau khi cúp điện thoại. Trung Phương mặt đầy âm trầm, thỉnh cầu nói, chiến thần, tôi bây giờ lập tức lên đường, chạy tới kinh thành giết chết tôi cuồng ngạo này. Diệp Quân Lâm sâu sắc nhìn Trung Phương một cái. Nếu là bàn về thực lực, Trung Phương nhất định có thể ở đại hạ đệ nhất thế gia giết chết Diệp Thần, còn có thể lui về toàn thân. Nhưng là, chuyện của nhà họ Diệp, anh muốn tự mình giải quyết. Anh muốn đích thân đánh bại Diệp Thần. Để cho Diệp Minh Thiên biết, cho toàn nhà họ Diệp biết. Cái gọi là giống loài hoang dã. Trong mắt bọn họ so với huyết thống cao quý của bọn họ còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Khiến họ hối hận về quyết định của mình, để Diệp Minh Thiên nằm trên mặt đất sám hối. Khiến cả nhà họ Diệp phải hối hận, hãy cho thế giới biết rằng những người bình thường cũng có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Mà này, Diệp Thần sẽ bắt đầu với nhà họ Lê. Vừa rồi hắn ta đã cảnh cáo tôi như vậy, hắn đã nói thì nhất định sẽ làm được. Diệp Quân Lâm nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người hỏi. Bắc Phương tra một chút, có người của tôi gần kinh thành không? Diệp Quân Lâm ra lệnh. Trong suốt 6 năm qua, Diệp Quân Lâm đã xây dựng nhiều thuyết huyết quân cùng nhiều tiểu đội. Tuy số lượng ít nhưng mỗi đội đều vô cùng mạnh mẽ. Báo cáo chiến thần, Long Kỳ cấm quân ở kinh thành. Bắc Phương rất nhanh tra được tin tức. Tốt, ra lệnh Long Kỳ cấm quân âm thầm bảo vệ nhà họ Lê. Không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Diệp Quân Lâm hạ lệnh. Bắc Phương sau khi truyền lệnh, liền nói, chiến thân, tôi vạn lần không nghĩ tới, Long Kỳ cấm quân ở kinh thành lại có một người đến từ nhà họ Diệp. Sau khi nghe xong, Diệp Quân Lâm cười, đệ tử nhà họ Diệp này của cấm kỳ Long tộc sợ rằng chính là thiên tài hào kiệt của nhà họ Diệp. Nhưng đó chỉ là một trong những thuộc hạ của Diệp Quân Lâm. Đại hạ kinh thành. Nhà họ Lê. Lê Quân Hào đang quỳ trong phòng nghị sự vào lúc này. Các trưởng bối nhà họ Lê thay nhau mắng mỏ. Nhìn những việc mà anh làm đi, kết bạn với một đứa con hoang. Anh biết anh hại nhà họ Lê thế nào không? Diệp Thần vừa mới phát lệnh, hắn sắp tới nhà họ Lê tộc chúng ta. Nhà họ Lê tôi xuất thân từ quân đội thể gia, mấy năm trước còn được phong Côn Luân. Không ngờ thế hệ của anh không chỉ phá bỏ thân phận này mà còn tiêu diệt cả gia tộc. Mọi người trong nhà họ Lê đều than khóc. Côn Luân phong ấn được in đặc biệt để kỷ niệm khi Côn Luân chiến thần đánh bại 18 quốc gia vài năm trước. Con dấu Côn Luân được phát hành như một phần thưởng cho các gia đình quân nhân có đóng góp xuất sắc. Nhà họ Lê cũng có một chiếc và luôn tự hào về nó. Con dấu Côn Luân có công dụng gì? Gặp phải kẻ hoang đàng như vậy, sắp bị tiêu diệt rồi. Sao lại làm quen với đứa con hoang như vậy? Nhà họ Lê chửi rủa. Lê Quân Hào cũng muốn khóc. Nhà họ Lê ở kinh thành mà nói, chẳng qua chỉ là một gia tộc có 18 dòng họ. Cùng đệ nhất thế gia so sánh thì gần như con kiến nhỏ. Rất nhanh, có mấy chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà họ Lê. Một người đàn ông đẹp trai vô song bước xuống xe, nhưng dáng vẻ yêu nghiệt. Anh ta quanh thân đi theo trên trăm vị siêu cấp cao thủ, trong bóng tối lại là cất giấu mấy trăm cao thủ, đồng loạt bảo vệ cho tính mạng của anh ta, ngoài ra
có những đoàn xe đang chờ ở các con phố xung quanh, và họ chắc chắn sẽ đến trong vòng 5 phút. Chỉ có một người mới có thể khoa trương như thế. Nhà họ Diệp Diệp thân. Anh ta đến để diệt trừ gia tộc nhà họ Lê. Anh ta bây giờ chính là bảo bối của hai đệ nhất thế gia. Không ai muốn anh ta làm bất cứ điều gì. Vì vậy, sự bảo vệ này là một điều tất nhiên. Thậm chí, bên cạnh Diệp Thần còn có mấy thế thân, thời khi Ác Mấu Cleos, họ đều phải thay anh ta đi chết. Diệp Thần đẩy đẩy gọng kính vàng, cả người tràn đầy một loại khí chất quý tộc đặc biệt. Trong mắt anh ta, con người chỉ được chia làm hai loại, một loại là những người thân thiết với anh ta, loại còn lại là đám người của chủng tộc thấp hèn. Gần như ngoại trừ nhà họ Diệp và nhà họ Long ra, thì tất cả những người khác trong mắt anh ta đều loại người thấp hèn. Diệp Quân Lâm, chẳng phải mày nói muốn bảo vệ nhà họ Lê sao, còn muốn cho Lê Quân Hào đi tham gia hôn lễ của mày. Hôm nay tao sẽ trực tiếp san bằng nhà họ Lê, đánh gãy tay chân Lê Quân Hào, để tao xem hắn ta là còn đi tham gia hôn lễ của mày kiểu gì. Diệp Thần là loại người nói được làm được, nói rằng sẽ lấy nhà họ Lê khai đao đầu tiên, thì bây giờ liền làm luôn. Âm Diệp Thần tao nhã phất tay, đám thuộc hạ lập tức san bằng cửa lón nhà họ Lê, hơn trăm người đồng loạt xông vào trong. Khi người nhà họ Lê nhìn thấy Diệp Thần giết tới thì tất cả đều quỳ trên đất, ngay cả phản kháng cũng không dám. Cha của Lê Quân Hào là Lê Văn Viễn dập đầu nói, cậu thần, xin .xin hãy cho thêm một cơ hội .con trai còn nhỏ không hiểu chuyện. Xin hãy tha thứ cho nó. Xin cậu thần tha thứ. Nhà họ Lê chúng tôi nguyện ý dâng lên tất cả. Chỉ cần một câu nói của cậu thần, toàn bộ gia sản nhà họ Lê đều sẽ là của cậu. Tiền cũng đều là của cậu. Tất cả người nhà họ Lê đều đồng loạt hô lên. Vì để bảo vệ gia tộc, bọn họ liều. Ha ha, một cái nhà họ Lê nho nhỏ mà có thể lọt vào mắt tôi sao? Tôi thiếu chút gia sản này của mấy người. Mấy người đang xem thường tôi sao? Diệp Thần cười lạnh nói. Tất cả người nhà họ Lê đều bị dọa sợ mất mật. Đúng thật, Diệp Thần muốn gì có nấy. Cái gì cũng không thiếu cải hôm nay tôi đến đây, là để khiến cho cả nhà họ Lê biến mất. Muốn trách thì trách mấy người có quan hệ với đồ con hoang Diệp Quân Lâm kia. Tôi đã nói rồi, chỉ cần là người có quan hệ với anh ta, thì tôi đều muốn diệt trừ. Diệp Thần cười hết sức biển thái. Cậu thần, tôi sai rồi, tôi không nên có quan hệ với anh ta. Cầu xin cậu hãy tha cho người nhà tôi. Lê Quân Hào cầu xin nói. Nếu mày ngay tại đây chửi Diệp Quân Lâm là đồ con hoang 100 lần thì tao sẽ tha cho tụi mày một mạng. Diệp Thần nghiền ngẫm thích thú mà cười lên. Tôi không làm được. Lê Quân Hào buông bỏ. Nếu làm không được, vậy thì biến mất đi. Diệp Thần phất tay, những cao thủ phía sau anh ta liền dồn dập rút đao ra giết lên. Nhà họ Lê sắp bị diệt rồi. Khoan, để tôi xem ai dám động vào nhà họ Lê. Chính ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì một tiếng hét to truyền đến. Rào rạt, rào rạt. Chỉ thấy trên mái nhà và đầu tường nhà họ Lê đều xuất hiện từng tốp chiến sĩ mặc đồ tác chiến màu đen. Trên bộ đồ đen của bọn họ đều có biểu tượng hình rồng. Trên mặt mỗi người đều đeo mặt nạ phòng đan. Hả, là đội quân kỳ mã thuộc cấp dưới của chiến thần Côn Luân. Sao lại xuất hiện ở đây? Với kiến thức của Diệp Thần, đối với quân đội trực thuộc của chiến thần Côn Luân anh ta đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Bởi vì chiến thần Côn Luân là mục tiêu cuối cùng của anh ta. Từ sau khi chiến thần Côn Luân ngang nhiên xuất hiện, thì Diệp Cuồng Lan và Diệp Minh Thiên đã nói với anh ta. Phải lấy chiến thần Côn Luân làm mục tiêu. Tuy Diệp Thần con là vô địch trong đám người cùng lứa. Nhưng nếu so với thành tựu của chiến thần Côn Luân thì còn cách xa lắm. Thành tích mà Diệp Thần làm ra chẳng qua chỉ như trò chơi con nít mà thôi. Vì vậy bắt đầu từ lúc đó, Diệp Thần liền lấy chiến thần Côn Luân làm mục tiêu. Mỗi ngày đều nghĩ xem phải làm sao để kéo ngắn sự chênh lệch giữa mình và chiến thần Côn Luân. Muốn vượt qua một người thì phải hiểu hết tất cả của người đó. Vì vậy đối với tất cả những gì của chiến thần Côn Luân anh ta đều hiểu rất rõ, tôi là Diệp Thần của nhà họ Diệp, xin chào các vị đại nhân của đội quân Kim Mã, không biết các vị đến đây là có ý gì? Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, mau chóng rút lui ngay, cậu không thể động vào nhà họ Lê. Một người mở miệng nói. Hả, là anh Long sao? Diệp Thần nghe ra được, đây là tiếng của anh họ anh ta, Diệp Long. Dương Long là con trai của bác cả anh ta,
ở trong đội quân Kim Mã. Là niềm kiêu ngạo của bác cả, cũng là niềm kiêu ngạo của nhà họ Diệp. Gia tộc có mạnh đến mấy thì cũng sẽ vì có con cháu có thân phận là thuộc hạ thân cận của chiến thần Côn Luân mà cảm thấy kiêu ngạo. Anh Long, em hiểu rồi, bây giờ em sẽ lập tức rút ngay. Tuy Diệp Thần có thân phận đỉnh cấp, nhưng đối mặt với quân đội thân cận của chiến thần Côn Luân thì anh ta không dám có bất cứ xung đột gì. Vì vậy liền lập tức dẫn người rời đi. Nhưng anh ta rất tò mò. Sao nhà họ Lê lại có quan hệ với quân đội Kỳ Mã của chiến thần Côn Luân được chứ? Ngay cả Lê Quân Hào cũng rất khó hiểu. Đây là chuyện gì thế này? Ngay cả quân đội Kỳ Mã cũng tới rồi. Vậy mà chỉ trong chớp mắt liền khiến đám người Diệp Thần rút lui. Lẽ nào là Diệp Quân Lâm? Trước đó Diệp Quân Lâm từng nói với anh ta, anh sẽ toàn lực bảo vệ nhà họ Lê, một cái nhà họ Diệp thôi, anh không sợ. Lẽ nào thật sự có liên quan tới anh ấy? Diệp Thần cùng có cùng ý nghĩ như vậy. Trước đó không lâu anh ta còn nói chuyện điện thoại với Diệp Quân Lâm. Trong điện thoại Diệp Quân Lâm còn cảnh cáo anh ta. Đồng thời cũng nói rằng anh ta không thể động vào nhà họ Lê được. Không ngờ quân đội Kỳ Mã thật sự đến rồi. Lẽ nào anh là chiến thần Côn Luân? Sau khi trong đầu nảy ra suy nghĩ này, Diệp Thần liền sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Điều này sao có thể? Nếu Diệp Quân Lâm là vị này thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Anh ta không dám nghĩ tới loại đả kích này và những ảnh hưởng mà nó đem tới. Nhưng chắc chắn không phải. Mỗi thời đại của nước Lạc Việt đều có nhiều anh hùng như vậy, mấy ngàn năm phải có tới bao nhiêu người. Nhưng chiến thần mới hơn 20 tuổi thì chỉ có một vị như vậy. Không chỉ là thực lực cá nhân, mà càng là một vị chiến thần được tạo nên từ vận khí của một quốc gia. Theo những gì người lớn trong nhà họ Diệp nói, nước Lạc Việt tích lũy mấy ngàn năm vận khí mới có thể cho ra được một vị chiến thần trẻ tuổi như vậy. Người này quá xuất sắc. Tuyệt đối có được huyết thống cao quý nhất, chính tông nhất của Lạc Việt, và càng là cả người đều được bao phủ bởi vận khí mấy ngàn năm của Lạc Việt. Dòng tộc đệ nhất của Lạc Việt còn không có được một vị như vậy, càng huống gì là một đứa con hoang. Hắn ta dựa vào cái gì chứ? Điều này tuyệt đối không thể nào. Cho dù thế nào, loại người có huyết mạch thấp hèn như Diệp Quân Lâm tuyệt đối không thể có liên quan gì tới chiến thần Côn Luân được hết. Vậy tại sao đội quân Kỳ Mã lại muốn bảo vệ nhà họ Lê? Diệp Thần chưa rời đi. Anh ta đang đợi Diệp Long. Không bao lâu, Diệp Long liền đi đến trong bóng râm. Anh Long! Diệp Thần tôn kính gọi. Cho dù Diệp Long cồn xa xa không bì kịp anh ta, nhưng chỉ với danh xưng đội quân Kỳ Mã này thôi thì cũng là đã đủ rồi. Thần! Sau này không được động vào nhà họ Lê. Diệp Long dặn dò nói. Diệp Thần gật gật đầu, đã rõ. Sau đó anh ta liền đổi chủ đề, anh Long, nhà họ Lê này có bối cảnh thế nào? Vậy mà lại để đội quân Kỳ Mã tự mình tới bảo vệ anh cũng không biết, đội quân Kỳ Mã nhận lệnh làm việc. Nhưng mà nhà họ Lê cũng từng là dòng họ Tòng Quân, còn từng đạt được con dấu Côn Luân, e là có liên quan tới chuyện này. Diệp Long nói. Ồ, thì ra là vậy. Diệp Thần nói, nhà họ Lê vậy mà từng được ban tặng con dấu Côn Luân. Diệp Thần biết năm xưa sau khi chiến thần Côn Luân đánh bại 18 nước thì đã đặc biệt chế tạo ra một con dấu Côn Luân dùng để ban thưởng cho những dòng họ đã có những cống hiến siêu việt. Nhà họ Diệp đã có đến mấy mươi cái. Nhà họ Diệp vẫn luôn lấy đó làm vinh quang. Vì dù sao cũng là dòng họ nhận được con dấu Côn Luân nhiều nhất trong cả nước Lạc Việt. Nhưng anh ta không ngờ nhà họ Lê cũng có một cái. Đây gần giống như một tấm bùa hộ mạng vậy. Đội quân Kỳ Mã bảo vệ đều là hợp tình hợp lý. Diệp Long cũng không ở lâu, rất mau liền rời đi. Nhà họ Lê vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Vốn tưởng rằng hôm nay triệt để tiêu rồi. Nhưng ai ngờ quân đội thân cận của chiến thần Côn Luân lại đột nhiên xuất hiện. Cậu Hạo, thủ lĩnh nhà chúng tôi đã nói. Sau này nhà họ Diệp sẽ không làm khó mấy người nữa, cậu muốn làm gì cũng không có ai quản. Sau khi đội quân Kỳ Mã nói xong liền lập tức rời đi. Người nhà họ Lê cũng lập tức nhanh chóng phản ứng lại. Lẽ nào là đo con dấu Côn Luân? Phải biết rằng người có được con dấu Côn Luân cũng không có nhiều. Khó trách ngay cả đội quân Kỳ Mã cũng tới bảo vệ. Trong lòng Lê Quân Hạo vui mừng. Làm gì đều không có ai quản. Vậy thì anh ta phải tới tham gia hôn lễ của Diệp Quân Lâm thôi. Dù sao bây giờ Diệp Thần cũng sẽ không làm khó anh ta nữa.
Lê Quân Hạo lập tức gọi điện thoại cho Diệp Quân Lâm, nói cho anh biết chuyện mình sẽ đến tham gia hôn lễ. Sau khi Diệp Quân Lâm nhận được điện thoại của Lê Quân Hạo, anh liền lộ ra nụ cười. Một tên Diệp thần mà cũng dám ngăn cản anh em tao tới tham gia hôn lễ. Ha ha, thật là ấu. Diệp Quân Lâm cười lên. Người mình muốn bảo vệ, thì ai có thể cản nổi. Diệp thần ở tận kinh thành xa xôi cũng rất buồn rầu. Vốn định dùng nhà họ Lê khai đao, cho Diệp Quân Lâm một lời cảnh cáo. Nhưng ai mà ngờ nhà họ Lê lại có con dấu Côn Luân chứ? Ngay cả đội quân Kỳ Mã cũng xuất động rồi. Như này cũng quá may mẫn rồi đó. Trong mắt Diệp thần hiện lên ánh sáng lạnh, anh ta lạnh giọng nói, nhưng mình không tin những người có quan hệ tốt với Diệp Quân Lâm đều có may rét mắn như vậy. Diệp Quân Lâm, mày cứ đợi đó. Diệp thần không tin điều này. Không thể nào những người có liên quan tới Diệp Quân Lâm đều có con dấu Côn Luân được. Cũng không thể nào mỗi người đều có thể được chiến thần Côn Luân bảo vệ nhỉ. Càng ngày càng gần ngày cưới. Diệp Quân Lâm đã làm rất nhiều thiệp mời, tất cả đều gửi đi. Tuy là kết hôn lại, nhưng anh vẫn xem nó như lần đầu tiên. Bên phía Lý Tử Nhiệm cũng y như vậy. Hai phù dâu khác mà cô mời đã đến nơi. Hai người họ từ nước ngoài trở về. Lý Tử Nhiệm gọi thêm Diệp Quân Lâm cùng nhau đến sân bay đón người. Sân bay quốc tế Nam Giang. Từ trên chuyến bay từ nước ngoài đến có hai cô gái đi xuống. Mặc trên người một thân đồ hiệu trang sức xa xỉ, khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều cố ý tạo ra một số lễ nghi quý tộc. Hai người kiêu ngạo như hai con chim công. Cứ như sợ mọi người không biết hai người vừa từ nước ngoài về vậy. Rất hiển nhiên, hai người bạn thân này của Lý Tử Nhiệm bị văn hóa nước ngoài hôn đúc cùng bồi đắp lâu ngày. Nên đã dưỡng thành thói quen ra vẻ cao quý hơn người. Chắc là nhìn người trong nước đều không thuận mắt, cứ luôn cảm thấy bọn họ thấp hơn mình một đẳng cấp. Diệp Quân Lâm có thể sâu sắc cảm nhận được ánh mắt của hai người họ khi nhìn mình. Nguyên à, vốn dĩ hai đứa mình không định tới tham gia hôn lễ của cậu đâu. Hà Vũ Trúc với Trần Nhã Vân nói. Sắc mặt Lý Tử Nhiệm hơi thay đổi, hả? Tại sao vậy? Nguyên à, nói thật, cậu có bộ dạng xinh đẹp nhất, nhưng ánh mắt thì lại kém nhất. Bọn mình không vừa lòng với chồng cậu, vừa mới đầu bọn mình tưởng rằng cậu lại đổi một người khác. Nhưng ai ngờ vẫn là anh ta. Hà Vũ Trúc lạnh giọng nói. Trần Nhã Vân cũng bất lực thở dài, Nguyên à, cậu cũng từng đi du học rồi, cũng từng tiếp nhận sự hun đúc của văn hóa nước ngoài. Cộng thêm điều kiện của cậu, vậy ánh mắt của cậu phải nên cao tới tận trời mới đúng. Sao lại chọn anh ta chứ? Xem ra đây chính là cái không tốt của trong nước. Nếu Nguyên vẫn luôn ở nước ngoài thì ánh mắt tuyệt đối sẽ không như thế này, Hà Vũ Trúc nói. Trần Nhã Vân cũng lập tức hùa theo, ừ, không sai. Hoàn cảnh trong nước thật là hại người, vẫn là nước ngoài của chúng ta tốt hơn. Nếu vẫn luôn ở nước ngoài thì Nguyên sẽ chọn anh ta sao? Không thể nào, người mà Nguyên chọn chắc chắn là tốt nhất, tuyệt đối không phải loại phế vật bỏ đi này. Trần Nhã Vân còn trừng Diệp Quân Lâm một cái. Nghe thấy những lời này Diệp Quân Lâm liền không vui. Anh lạnh giọng nói, xin hỏi, các cô còn là người lạc Việt không? Mở miệng ngậm miệng đều là nước ngoài tốt, nước ngoài thật sự tốt sao? Diệp Quân Lâm ghét nhất chính là đám người tôn sùng nước ngoài coi rẻ nước mình này. Rõ ràng sống ở nơi an toàn nhất hạnh phúc nhất toàn thế giới. Lại cảm thấy lạc Việt chỗ này không tốt chỗ kia không tốt. Chỉ cần là của nước ngoài thì thứ gì cũng tốt. Không khí của nước ngoài thơm hon, chăng ở nước ngoài to hơn. Những người từng sống bên nước ngoài kia đều luôn có cảm giác hơn người. Cảm thấy người lạc Việt đều là loại người thấp hèn. Hai người bạn này của Lý Tử Nhiệm chẳng phải cũng thế sao? Nghe thấy tiếng trách mắng của Diệp Quân Lâm, Hà Vũ Trúc và Trần Nhã Vân liền lập tức bất mãn. Nước ngoài đúng là tốt hơn lạc Việt, đây là sự thật không cần bàn cãi. Đám người ngu xuẩn các người, chắc không phải ngu ngơ mà cảm thấy rằng lạc Việt rất tốt đấy chứ. Tôi nói cho anh biết, đem so với nước ngoài, thì chả là cái đếch gì cả. Anh hỏi tôi có phải người lạc Việt không? Tôi nói cho anh biết, tôi thật sự không muốn làm người lạc Việt nữa rồi. Gần đây tôi vẫn luôn đang xin thủ tục đi cư, đợi sau khi làm thủ tục xong thì tôi liền lập tức ra nước ngoài định cư. Ai muốn làm người lạc Việt nữa chứ? Nước ngoài không tốt hơn sao? Hai người Hà Vũ Trúc và Trần Nhã Vân cười lạnh nói. Đối với lạc Việt, hai người họ thật sự là thấy chỗ nào cũng không ưa.
cảm thấy vừa xuống máy bay thì ngay cả không khí cũng trở nên đục ngầu. Nếu không phải tại thân phận hiện giờ của Lý Tử Nhiệm thì bọn họ mới không thèm ngàn dặm xa xôi tới đây làm phù dâu đâu. Hai người nhìn Lý Tử Nhiệm nói, Nguyên, cậu cũng mau di cư đi. Với thân phận hiện giờ của cậu, nếu sống ở nước ngoài thật là thoải mái chết mất đúng vậy, môi trường cùng với các phương diện khác ở nước ngoài đều tốt hơn nhiều so với ở trong nước đó biết không? Mau di cư đi, lấy được quốc tịch nước ngoài thì cậu đến đó liền sung sướng rồi. Lý Tử Nhiệm từ chối nói, mình sinh ra ở Lạc Việt, sống tại Lạc Việt, sẽ không di cư đâu. Ra nước ngoài thì nhiều nhất cũng chỉ là mở mang tầm mắt thôi. Lý Tử Nhiệm cũng rất không tán đồng với quan điểm của hai người này. Nhưng dù sao cũng là phù dâu do Minh tìm đến, cô không tiện nói thẳng ra cho lắm. Ai ra, Nguyên à, thật sự tiếc quá đi. Loại nhân tài như cậu mà ở lại trong nước thì đúng là một tổn thất mà. Hai người bất lực cảm thán nói. Hai người Hạ Vũ Trúc thật ra là đại diện cho rất nhiều người. Bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi đều ngưỡng mộ nước ngoài. Tranh nhau ra nước ngoài định cư. Cảm thấy tất cả mọi thứ ở nước ngoài đều tốt. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, hai người bỏ cái ý nghĩ này đi. Vợ tôi không thể nào di cư ra nước ngoài đâu. Lạc Việt chúng ta lãnh thổ rộng lớn, có lịch sử mấy ngàn năm, tốt biết bao chứ. Cần thiết phải đi ngưỡng mộ nước ngoài sao? Ha ha, Lạc Việt có chỗ nào tốt chứ? Ha ha, anh xem đi, Nguyên chịu sự hun đúc của loại văn hóa cổ hủ kia lâu rồi nên mới chọn anh làm chồng. Nếu như ở nước ngoài thì tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này xảy ra. Nguyên chắc chắn sẽ chọn một ông chồng xuất sắc hơn anh gấp trăm lần. Thế này mà còn tốt. Hà Vũ Trúc cười lạnh nói. Lý Tử Nhiệm vội vàng ngăn lại, được rồi, phải chọn người thích hợp nhất. Hà Vũ Trúc trừng Diệp Quân Lâm một cái mới không nói nữa. Trần Nhã Vân nói, Nguyên, đã tìm được phù rể chưa? Trước đó mình nghe nói tập tục hôn lễ của Lạc Việt còn có cả loại tập tục để phù rể bắt bạt phù dâu. Đúng đúng đúng, có rất nhiều video khi kết hôn, phù rể đều động chân động tay với phù dâu. Người nước ngoài cho rằng chúng ta đều là như vậy, thật khiến tụi mình mất mặt chết mất. Hà Vũ Trúc trao mày nói. Lý Tử Nhiệm cười cười, Quân Lâm đã tìm xong phù rể rồi. Bọn họ chắc chắn đều có phẩm chất chính trực, sẽ không xảy ra loại tình huống vậy đâu. Phù rể do anh ta tìm. Hai người Hạ Vũ Trúc nghi ngờ mà nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Vậy chẳng phải đều không khác gì anh ta, thậm chí còn kém hơn anh ta sao? Mình ghét nhất chính là đám đàn ông này của Lạc Việt, đúng kém xa so với nước ngoài. Không được, phù rể phải do bọn mình sắp xếp. Thái độ Hà Vũ Trúc và Trần Nhã Vân kiên quyết nói, Nguyên, để bọn mình chọn phù rể cho. Lần hôn lễ này của cậu nổi tiếng như vậy, rất nhiều người đều nhìn vào. Bộ mặt bên ngoài là rất quan trọng, để bọn mình chọn mấy người mẫu nước ngoài làm phù rể cho. Đúng, chỉ có người mẫu nước ngoài mới xứng được với hai phù dâu bọn mình. Hai người càng nói càng hăng. Tiếp tục nói nữa có khi còn đổi cả chồng cho Lý Tử Nhiệm. Mấy người sắp xếp phù rể. Không được, thà không cần hai người làm phù dâu, chứ phù rể còn không cần hai người tới sắp xếp. Càng huống gì là một đám người nước ngoài. Thái độ Diệp Quân Lâm rất kiên quyết. Lý Tử Nhiệm thấy hai bên đều sắp cãi nhau. Cô liền lập tức an ủi đám người Hà Vũ Trúc. Được, chúng tôi có thể không sắp xếp phù rể. Nhưng Diệp Quân Lâm, anh bắt buộc phải cho chúng tôi xem phù rể mà anh đã chọn trước, chúng tôi đồng ý rồi mới được. Hà Vũ Trúc nói. Trần Nhã Vân nói theo, đúng, có xứng với tụi mình hay không trước hết không cân bàn, nhưng ít nhất phải để tụi mình xem qua trước đã, ai biết được phù rể đo anh ta tìm là loại chó mèo gì chứ. Lý Tử Nhiệm bất lực nói, Quân Lâm, anh cứ gọi phù rể do anh chọn qua đây xem thử đi. Vậy được, để anh gọi bọn họ cùa. Bốn phù rể của Diệp Quân Lâm chính là bốn người bọn Tây Phương, Nam Phương, còn Bắc Phương là một vị phù dâu khác. Nguyên, cậu sắp xếp bọn mình tới chỗ nào vậy? Hà Vũ Trúc hỏi. Sắp xếp tại một khách sạn 5 sao. Lý Tử Nhiệm nói. Trần Nhã Vân hỏi, là khách sạn quốc tế sao? Lý Tử Nhiệm lắc đầu. Không phải, là khách sạn trong nước, nhưng cũng là 5 sao. Vậy không được, bọn mình quen ở nước ngoài rồi, nếu không phải khách sạn của nước ngoài, hoặc biệt thự phong cách nước ngoài thì bọn mình ở không quen đâu. Đúng đó, phong tục văn hóa hoàn toàn không giống. Như vậy có ảnh hưởng rất lớn đến bọn mình. Hai người Hạ Vũ Trúc nói. Khó chiêu,
thật đúng là khó chiêu. Ngay cả nơi ở cũng phải chọn lựa như vậy. Được được được, mình sắp xếp khách sạn nước ngoài cho hai cậu. Quản lý và phục vụ đều là người nước ngoài vậy được chưa? Lý Tử Nhiệm không muốn vì chuyện này mà mất vui, nên chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy còn tạm được. Lúc này hai người Hạ Vũ Trúc mới đáp ứng. Buổi tối, hai người Hạ Vũ Trúc nói ăn không quen đồ ăn trong nước, cứ nhất định phải đi nhà hàng Tây. Ăn được đồ Tây, hai người rất vừa lòng, đồng thời còn liên tục tán thưởng đồ ăn nước ngoài tốt. Cực kỳ cao quý, còn trong nước thì thấp kém. Không lâu sau năm người Tây Phương liền tới nhà hàng Tây. Lý Tử Nhiệm nhìn thấy là mấy người này, thì cô liền rất vừa lòng. Cho dù không biết bọn họ làm nghề gì, nhưng mỗi lần gặp cô thì họ đều rất khách khí. Quân Lâm, anh giới thiệu một chút đi. Diệp Quân Lâm nhanh chóng giới thiệu 5 người Tây Phương một lượt. Khoan đã, đây cũng là Phù Dâu. Nhìn nhà quê mùa quá đi, nhìn cứ giống như đàn ông. Vậy mà đều là Phù Dâu như bọn mình. Khi Hà Vũ Trúc và Trần Nhã Vân nghe thấy Bắc Phương cũng là Phù Dâu thì sắc mặt hai người liền lập tức thay đổi. Phùng Ngọc Hân là Phù Dâu. Bọn họ liên miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng Bắc Phương này nhìn lạnh như băng, trang điểm cun ngầu, bọn họ thật sự không chấp nhận nổi. Thật ra Bắc Phương rất xinh đẹp, ít nhất đẹp hơn hai người này nhiều. Nhưng cô ấy xuất thân từ bộ đội, trên chiến trường cũng là sự tồn tại như một nữ diêm vương. Chắc chắn không thể giống với những cô gái bình thường được. Nhìn đúng là có vẻ giống đàn ông. Nguyên, mình còn tưởng rằng Phù Dâu cuối cùng cậu chọn trách cũng xuất sắc lắm cơ. Không cần phải giống bọn mình, nhưng ít nhất cũng phải không kém quá nhiều chứ. Thế này cũng xứng làm Phù Dâu. Hai người nói thẳng không thèm che giấu. Dầm, Bắc Phương đột nhiên đập bàn. Phập, Bắc Phương cầm lên một con dao gọt trái cây cắm vào bàn, con dao đâm vào bàn hết một nửa. Các người nói nhảm nhiều quá, các người nói ai giống đàn ông? Bắc Phương lạnh lùng hỏi. Kẻ thù trên chiến trường còn không khiến cô ta phải chịu ủy khuất bao giờ. Ngoài đời chỉ là hai người phụ nữ sao có thể bắt nạt được cô ta chứ? Bắc Phương cầm dao xoay một cách linh hoạt. Giống như có thể xuyên thủng cổ của hai người Hà Vũ Trúc bất cứ lúc nào. Hà Vũ Trúc cùng Trần Nhã Vân bị dọa sợ ngay lập tức. Hai người trố mắt nhìn nhau, cười câu tài nói, thật ra thì chị cũng không tệ. Chúng tôi rất hài lòng, các cô bị Bắc Phương dọa sợ. Không dám nói gì nữa. Hai người này cũng chỉ bắt nạt được kẻ yếu hơn mình. Lý Tử Nhiệm càng thỏa hiệp với họ, bọn họ yêu cầu cũng càng nhiều. Đối với những người bạo lực hung dữ giống như Bắc Phương, các cô sợ hãi im lặng ngay lập tức. Chủ yếu là do Lý Tử Nhiệm coi trọng tình nghĩa, lại nhờ các cô giúp làm Phù Dâu, cho nên Lý Tử Nhiệm mới mở một con mắt nhắm một con mắt nhân nhượng. Nếu không với tính cách ngay thẳng của Lý Tử Nhiệm thì gặp chuyện như bây giờ cũng đã xóm đuổi bọn họ đi rồi. Phù rể thì đổi đi, tôi không muốn nhóm này. Nhìn chẳng ra sao cải không dám đắc tội Bắc Phương, Hà Vũ Trúc lập tức chuyển mục tiêu tới trên người nhóm người Tây Phương, dùng bọn họ để xả giận. Trần Nhã Vân gật đầu một cái, không sai, Phù rể thật sự nhìn không được. Cậu nhìn 4 người này, đơ đơ, đen đen, còn cắt đầu tóc kiểu này, nhìn như trâu vậy. Thật quá kém cỏi, đứng chung phối hợp với Phù Dâu xinh đẹp như chúng tôi nhìn kém quá xa. Họ không xứng, chủ yếu là do mấy người Tây Phương ăn mặc giản dị, cũng để tóc ngắn đầu đỉnh. Thêm nữa họ đều có khí thế dữ dẫn, làm người ta cảm thấy không thân thiện, không dễ dàng khiến người ta có cảm giác muốn thân cận. Các cô xác thật là coi thường hỏi từ nhiệm cậu nên nghe lời chúng tôi, chọn mấy người mẫu nước ngoài, người ta nhìn vào đều khen ngợi, cậu cũng có thể diệt, hiểu không? Trần Nhã Vân đề nghị. Đúng vậy, hôn lễ của cậu nhất định mọi thứ đều phải là tốt nhất. Từ nhiệm cậu nói xem mấy người này có chỗ nào tốt, có điểm nào xứng để làm phù rể. Hà Vũ Trúc cười lạnh nói. Lý Từ Nhiệm lúng túng cười cười, tớ cảm thấy vô cùng tốt, bọn họ đều là anh em tốt cũng là bạn thân của Quân Lâm. Bọn họ làm phù rể rất hợp lý mà. Trên mặt hai người Hà Vũ Trúc lập tức tỏ thái độ không được. Bọn họ nhất định không thể làm phù rể. Bọn tôi kiên quyết không đồng ý loại người này làm phù rể. Ánh mắt của bọn họ đều không có ý tốt. Tôi cũng hoài nghi trong lòng bọn mang ý nghĩ xấu xa, loại người như vậy không xứng với chúng tôi. Nhóm người Tây Phương rất tức giận. Loại đàn bà ngu xuẩn chanh chua như thế này, đúng là thiếu giáo dục mà.
cho bọn họ vài bạt tai vào mặt là sẽ lập tức đàng hoàng ngay. Nhưng những đám này là bạn của Lý Tử Nhiệm. Bọn họ giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Phùng Ngọc Hân cũng bất đắc dĩ thở dài nói, cậu cứ kệ đi. Chỉ là phù rể và phù dâu thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Vậy mà Hà Vũ Trúc cười lạnh nói, Tử Nhiệm, chúng tôi có thể không tự mình lựa chọn phù rể, nhưng ít nhất phải tìm người khiến cho chúng tôi hài lòng. Nếu nhất định phải chọn bọn họ làm phù rể, vậy hai chúng tôi cũng sẽ không làm phù dâu nữa. Trần Nhã Vân cũng gật đầu một cái, không sai. Nếu cậu cố ý muốn chọn bọn họ, chúng tôi cũng sẽ không làm phù dâu. Cậu đi mà tìm những người khác đi. Hừ. Lý Tử Nhiệm lập tức nói, đừng mà, mọi người bình tĩnh giữ hòa khí, thương lượng một chút nữa đi. Lý Tử Nhiệm không nghĩ hai bên khó chịu, cố hết sức hòa giải để giải quyết trong hòa bình. Nhưng loại thỏa hiệp như thế này, chỉ sẽ khiến cho bọn họ lấn tới tệ hại hơn. Không được, Tử Nhiệm cậu phải lựa chọn. Hoặc là chọn bọn họ làm phù rể, hoặc là chọn chúng tôi làm phù dâu. Hai nhóm người cậu chỉ có thể chọn một. Hai người Hà Vũ Trúc đi tới trước mặt Lý Tử Nhiệm, muốn cô đích thân phải đưa ra lựa chọn. Tôi, đây không phải là muốn làm khó Lý Tử Nhiệm sao? Cô làm sao biết lựa chọn như thế nào mới tốt chứ? Được. Không muốn làm phù dâu thì cút. Không ai cần các cô. Đang lúc ấy, Diệp Quân Lâm đột nhiên nổi giận, quay sang phía hai người kia, quát lên. Diệp Quân Lâm đột nhiên lên tiếng, dọa tất cả mọi người giật mình. Ông đây nhịn các cô rất lâu rồi. Tôi dành cho các cô sự tôn trọng, còn các người thì sao? Hùng hổ dọa người, bày cái vẻ mặt đanh đá chua ngoa như bà la sắt ấy ra cho ai xem. Không muốn làm phù dâu thì cút ngay lập tức. Chúng tôi không mướn mấy người. Chẳng lẽ các người cảm thấy không có các người làm phù dâu thì chúng tôi không kết hôn được à? Diệp Quân Lâm lớn tiếng nói. Hà Vũ Trúc cùng Trần Nhã Vân đều ngẩn ra. Lý Tử Nhiệm từ đầu đến cuối cũng không nói gì. Kết quả Diệp Quân Lâm lại nổi giận. Ước chừng một phút sau, hai người mới một trước một sau kịp phản ứng lại. Cái gì, anh dám đuổi chúng tôi cút đi? Hai người không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Quân Lâm. Đúng vậy, không muốn làm phù dâu thì cút. Tử Nhiệm mời các người là vì coi hai cô như là bạn thân thiết, còn các người thì sao, các cô xem mình đối xử với cô ấy như thế nào. Yêu cầu vô lý đủ thứ, chuyện ăn ở đi lại chúng tôi cũng nhịn cho qua. Còn muốn chọn phù rể hợp ý mình. Hôm nay là lễ cưới của Tử Nhiệm hay là các người kết hôn? Các người có tôn trọng Tử Nhiệm một chút xíu nào sao? Các người xem cô ấy như bạn bè sao? Chúng tôi mời các người tới làm phù dâu, không phải là mời các người tới làm tổ tông của chúng tôi. Hôn lễ của chúng tôi đến phiên các người ở nơi này chỉ chọn tới chọn đi à? Có phải là còn phải đổi cả chú rể thì các cô mới vừa lòng? Diệp Quân Lâm liên tục đặt câu hỏi. Hai người đều bị Diệp Quân Lâm hỏi dồn dập khiến cho bối rối. Hai người Hà Vũ Trúc cùng Trần Nhã Vân đứng dậy, nhìn Lý Tử Nhiệm hỏi, cậu cũng không muốn để cho chúng tôi làm phù dâu sao? Cuối cùng cậu vẫn sẽ chọn bọn họ đúng không? Lý Tử Nhiệm, nếu cậu thật sự xem chúng tôi là bạn bè, thì cậu phải thay chúng tôi nói chuyện. Nếu thật sự coi chúng tôi làm bạn bè, cậu cũng biết phải chọn người nào. Hai người bức bách Lý Tử Nhiệm làm ra lựa chọn. Lý Tử Nhiệm mặt lạnh, lạnh lùng nói, các cậu nếu là xem tôi là bạn bè, cũng sẽ không khiến tôi phải làm loại lựa chọn này. Các người đều không coi tôi là bạn bè, tôi cũng không cần phải coi các người là bạn bè nữa. Các cô đi đi. Lý Tử Nhiệm cứng không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Hai người không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Tử Nhiệm. Không nghĩ tới cô sẽ đưa ra quyết định như vậy. Chủ yếu là hai người các cô hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Lý Tử Nhiệm nên mới có thể càn rỡ như vậy. Nào biết trong khoảng thời gian này, Lý Tử Nhiệm lại có biến hóa lớn như vậy. Chỉ là phương diện tính cách, cũng đã thay đổi không ít rồi. Được, được lắm. Cô lại không chọn chúng tôi làm phù dâu. Cô sẽ hối hận. Hà Vũ Trúc cả giận nói. Đúng, không sêu không có chúng tôi, cô còn có phù dâu ư. Diệp Quân Lâm cười, con cóc ba chân khó tìm, nhưng là phụ nữ hai chân không phải có rất nhiều sao. Nếu muốn tìm phù dâu thì vẫn còn cả đống người để bọn tôi lựa chọn. Diệp Quân Lâm đã nghĩ xong nên tìm ai làm phù dâu rồi. Nhóm người chính Thiết Hàm. Có người nào lại không tốt hơn hai người đàn bà chanh chua này chứ? Nếu không phải Lý Tử Nhiệm niệm tình hai người bọn họ là bạn học cũ,
có thể đến phiên bọn họ sao? Hừ, Lý Từ Nhiệm, cô nghĩ cô là cái thá gì? Đây là lần thứ hai của cô đấy, lần thứ hai rồi cô hiểu không? Còn làm long trọng như vậy, cô thật sự là không sợ mất mặt. Đúng, cứ làm như mình làm nhân vật nổi danh nào vậy. Nếu như tôi là cô, tôi chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết, còn làm hôn lễ. Không biết xấu hổ sao? Hai người dứt khoát xé rách ra mặt, cười lạnh nói. Ở đây là Lạc Việt, kết hôn lần hai còn tổ chức long trọng như vậy, không sợ người ta chê cười sao? Cuộc sống ở Lạc Việt thật sự làm sao có thể so với nước ngoài được? Không cảm thấy mất mặt sao? Cút nhanh đi. Lý Tử Nhiệm giận đến hét lớn. Cô đuổi chúng tôi đi thì chúng tôi phải đi theo ý cô sao? Chúng tôi cứ ở lì đây không đi, cô có thể làm gì nào? Phải đi cũng là chúng tôi tự nguyện đi, mà không phải là các người đuổi chúng tôi đi. Hai người Hà Vũ Trúc cười lạnh nói. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, không chịu cút đi thì tôi sẽ ném các cô ra ngoài. Được, tôi đã sớm nhìn khó chịu hai người đàn bà điên này rồi. Đông Phương ồm ồm nói. Ngay cả Phùng Ngọc Hân đều có loại xung động muốn ném ngay hai người này ra ngoài. Chớ đừng nói chỉ là nhóm người nóng tính bưu hãn như Tây Phương. Tính khí bọn họ vốn dĩ đã nóng nảy rồi. Các người dám. Thách các người dám đụng vào một đầu ngón tay của chúng tôi đấy. Hai người Hà Vũ Trúc nói. Quả nhiên đàn ông Lạc Việt đều là một đám người thô lỗ, tên nào cũng giống như người cổ đại man dợ, không có chút lễ nghi phép nào. Ngay cả lễ nghỉ tối thiểu cũng không có. Đề nghị các người học một chút văn minh của đàn ông nước ngoài, ai người ta cũng là quý ông lịch lãm, tuyệt đối sẽ không giống như các người. Giống người cổ đại man dợ, đáng ghét. Hai người nhìn về phía mấy người Đông Phương nói. Nhiều năm sinh hoạt ở nước ngoài, các cô đã thấm nhuần văn hóa bên đỏ khiến các cô cảm thấy mình sang hơn người Lạc Việt, lộ ra sự cao ngạo từ trong xương. Đối với tất cả mọi thứ ở Lạc Việt, các cô đều xem thường. Bất kỳ đồ vật nào cũng đều phải so sánh một phen. Nhất là con người. Các cô sẽ cho rằng người nước ngoài cao quý sang trọng hơn. Dưới tình huống này, loại thành kiến này sẽ tăng lên rất nhiều. Nhìn đám người này, tôi còn tưởng tôi đang không phải ở nước mình, mà là xã hội nguyên thủy chứ. Đều là một đám người man dợt. Diệp Quân Lâm ánh mắt run lên, ném bọn họ ra ngoài. Nhận được mệnh lệnh, Đông Phương không nhịn nữa, một tay xách một người, lập tức đi ra phía ngoài. Buông tôi ra. Hai người giấy giụa kịch liệt. Nhưng là vô dụng. Dâm. Cuối cùng Đông Phương cũng ném các cô như hai con chó chết ra ngoài cửa. Hai người bị ngã đau điếng, trực tiếp sững sờ. Các cô bị xem như là rác rưởi ném ra ngoài. Các người chờ đó cho tôi, các người đều là những người hạ đẳng nghèo khổ chỉ có thể ở Lạc Việt, lũ người man dợ, tôi phải đưa các người ra ánh sáng, phải công bố hành vi này ra toàn thế giới. Hai người còn mang một ô. Quốc gia quê mùa rách nát này trên căn bản là không xứng với chúng ta mau rời khỏi địa phương dã man này. Hai người hùng hùng hổ hổ rời đi. Còn tuyên bố phải về để báo thù. Diệp Quân Lâm lại ném cho Tây Phương một ánh mắt. Tây Phương hơi động tay một chút, hiệu suất làm việc vô cùng nhanh chóng, hai người bọn họ đã lập tức bị đưa đi xuất cảnh rồi. Các cô đúng là bị cố tình đuổi ra nước ngoài. Trước khi đi, hai người còn mảng, yên tâm đi, loại địa phương rách nát rác rưởi như thế này chúng tôi cũng sẽ không quay trở lại đâu. Một đám người man dợ, cả đời này chỉ có thể làm người hạ đẳng. Cho đến khi xuống máy bay, đã tới được nước ngoài, tâm tình của hai người mới thoải mái một chút. Rốt cuộc đã đến nước ngoài rồi, rốt cuộc cũng hít thở được nguồn không khí ngọt ngào. Nhìn thử xem, trăng của nước ngoài cũng sáng hơn lớn hơn nữa. Hà Vũ Trúc phát ra mấy tiếng nỉ non hưởng thụ. Vừa rời đi địa phương man dợ chưa khai hoang như Lạc Việt, tâm tình của tôi lập tức thay đổi tốt hơn. Không khí bên này quá mát mẻ trong lành. Cũng không phải sao. Nhìn những khuôn mặt chẳng đen rõ ràng góc cạnh quen thuộc này, đúng là tâm tình tốt lên rất nhiều. Cái đám người da vàng hạ đẳng ở Lạc Việt kia, tôi vừa nhìn đã thấy ghét cay ghét đắng rồi. Hai người điên cuồng phát tiết cơn giận của mình, các loại ô ngôn uế ngữ tất cả đều phun ra không suy nghĩ. Hai người rời khỏi sân bay, cũng không trực tiếp đón xe trở về. Mà là đi bộ trở về. Các cô tuyên bố phải dùng không khí mới mẻ của nước ngoài lọc sạch sẽ thứ không khí bị nhuộm đến đục ngầu mà các cô hít phải ở Lạc Việt cùng vận xui mà Lạc Việt đem đến cho các cô. Ở trong mắt hai người,
Lạc Việt đã hèn mọn đến cực điểm rồi. Đời này tôi cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mình là người Lạc Việt nữa, đối với chúng ta mà nói đây chính là sự sỉ nhục. Trần Nhã Vân lạnh lùng nói. Tôi là người nước ngoài, thượng đẳng quý tộc. Lạc Việt không xứng. Hà Vũ Trúc cũng phụ họa nói. Đúng lúc ấy thì đối diện có mấy người ngoại quốc đi tới. Vẻ mặt đầy hung hăng, đặc biệt là khi nhìn thấy hai người phụ nữ Kiều Mi, mấy người ngoại quốc kia hai mắt lập tức sáng lên. Mấy người rút con dao nhỏ cầm trong tay ra, nhanh chóng đi về phía các cô, bao vây hai người lại. Thình thịch, thấy một màn này, hai người trong lòng lập tức hoảng hốt. Bọn họ nấy giờ chỉ lo phát giận, không chú ý tới những người này. Mặc dù các cô vừa mới luôn miệng nói nước ngoài tốt, nhưng các cô lần đầu tiên tới nước ngoài đã gặp phải cướp bóc rồi. Sau đó ở trong vòng mấy năm, lại liên tục gặp phải hơn mấy chục lần cướp bóc, thậm chí là ngay cả khi ở khu trung tâm phồn hoa. Buổi tối ở nước ngoài, các cô không dám ra cửa. Tối nay các cô đã quên mất chuyện này. Hê hê! Rất nhanh mấy người ngoại quốc đã vây kín bọn họ lại. Những người ngoại quốc này nhìn hai người Hà Vũ Trúc cười hê hê nói. Tối nay bọn họ vừa muốn cướp tiền vừa muốn cướp sắc. Những người nước ngoài lịch lãm mà hai người Hà Vũ Trúc vừa miêu tả lúc này đang đánh giá các cô như một món hàng, nước miếng đều sắp chảy ra tới nơi. Lạc Việt có kém cỏi thế nào trong miệng các cô đi chăng nữa, thì cũng sẽ không xuất hiện tình trạng vừa mới xuống sân bay đã bị cướp bóc. Càng không có chuyện không thể ra ngoài vào buổi tối khi ở khu trung tâm. Đây chính là cái mà các cô gọi là sự tốt đẹp của nước ngoài đấy. Người nước ngoài đều là cao quý thượng đẳng. Đàn ông lại là quý ông lịch lãm. Sau đó thực tế cũng không phải là như vậy. Chúng tôi cho các anh tiền. Hai người Hà Vũ Trúc cuống quýt rút tiền và thẻ ở trong túi ra, đưa cho những người này. Hê hê! Những người ngoại quốc này giật lấy số tiền rồi lại tiến lên bắt cóc hai người Hà Vũ Trúc đưa đi. Hai người căn bản là không thể phản kháng được. Rất nhanh hai người đã bị đám người ngoại quốc này dẫn tới một nơi vô cùng tăm tối. Rớt, sột soạt, chẳng mấy chốc, từ bên trong đã truyền ra âm thanh quần áo bị xé nát. Thả chúng tôi ra, các người đám người dơ bẩn này sẽ không được chết tử tế. Đám người ngoại quốc các người chính là một đám cầm thú, người cổ đại không tiến hóa hoàn toàn. Đám súc sinh các người, hoàn toàn không thể so sánh với đàn ông Lạc Việt. Vẫn là Lạc Việt tốt hơn nhiều. Ta muốn về Lạc Việt, nước ngoài tất cả đều là rác rưởi. Hà Vũ Trúc cùng Trần Nhã Vân gào thét lên từng tiếng thê thảm. Chẳng bao lâu, âm thanh thảm thiết của các cô đã bị tiếng cười thô bỉ của các quý ông nước ngoài kia bao phủ. Đây chính là cái gọi là nước ngoài tốt. Người nước ngoài cũng tốt. Chỉ có ở thời điểm nguy nan, mới nghĩ tới nơi sinh thành dưỡng dục bọn họ tốt như thế nào. Bình thường thì chỉ biết bôi nhọ, hạ thấp Lạc Việt thôi. Nhất là thời điểm ở nước ngoài, bọn họ cũng không dám thừa nhận thân phận của mình là người Lạc Việt. Chỉ biết nói mình là người ở mấy nước láng giềng của Lạc Việt, ngụy trang bản thân thành người của quốc gia khác, cũng không dám nói tiếng Việt. Bởi vì thừa nhận thân phận là người Lạc Việt sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy mất mặt. Sự ra đi của Hà Vũ Trúc cùng Trần Nhã Vân cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người. Hai người phù dâu còn lại cũng mau chóng tìm được rồi. Trịnh Thiết Hàm và Giám đốc phòng kế toán Lâm Ngọc Lan. Ai mà chẳng tốt hơn, phù hợp hơn so với Hà Vũ Trúc và Trần Nhã Vân chứ? Còn dám xem thường phù rể. Năm đại chiến vương dưới quyền chiến thần Côn Luân. Trên chiến trường, bọn họ chính là tượng trưng cho vô địch. Thân phận một khi lộ ra, không chỉ là Lạc Việt mà toàn thế giới cũng phải run rẩy sợ hãi. Còn không xứng với các người à? Làm sao có thể? Ngày cưới tới gần. Lý Tử Nhiệm cùng Diệp Quân Lâm đã gửi hết thiệp mời đi rồi. Khách quý mà Diệp Quân Lâm mời không chỉ có Tân Uyên cùng Tổng Chỉ huy của chín chiến khu lớn. Còn có một vài người bạn tốt của anh cũng sẽ tới tham gia, để cho Diệp Quân Lâm chân chính kích động là ân sư của anh, Trung Long Xuyên cũng tới tham gia. Ban đầu sau khi nhập ngũ, cũng chính Trung Long Xuyên đã phát hiện ra Diệp Quân Lâm là một hạt giống tốt, một tay dạy dỗ giúp đỡ anh. Lý Tử Nhiệm cũng mời rất nhiều bạn tốt. Cô cho là Diệp Quân Lâm mời bạn đều là người bình thường. Nhưng cô lại không thể biết được, những người sắp tới tham gia hôn lễ của Diệp Quân Lâm ai ai cũng đều là người quyền cao chức trọng. Chỉ cần để lộ danh hiệu ra, toàn bộ Lạc Việt cũng sẽ đều trở nên khiếp sợ, thậm chí nước ngoài cũng sẽ khiếp sợ.
Nếu là những người này đồng loạt xuất hiện, toàn thế giới cũng sẽ điên mất. Diệp Quân Lâm nhìn Lý Tử Nhiệm cười nói, trong hôn lễ anh sẽ cho em biết, chồng của em thật lợi hại. Rất 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 lợi hại. Trong hôn lễ, Diệp Quân Lâm sẽ bộc lộ thân phận của mình. Công khai hết thảy với Lý Tử Nhiệm cùng với hai nhà Trịnh, Đoàn. Thấy dáng vẻ của Diệp Quân Lâm tràn đầy tự tin, Lý Tử Nhiệm cũng rất mong đợi. Bí mật mà cô một mực chờ đợi rốt cuộc sắp được hé mở giờ khắc này, cô đã chồng chờ quá lâu rồi. Từ thời điểm Diệp Quân Lâm ở Từ trở đi, Lý Tử Nhiệm luôn ngóng trông. Có một ngày tuyết tràn ngập nhân gian, Diệp Quân Lâm mang theo sự vinh dự đầy mình trở về. Chỉ vì bảo hộ mình một đời bình an. Xem xét dựa theo tình huống trước mắt, nguyện vọng của cô càng ngày càng đến gần. Diệp Quân Lâm cất giấu rất nhiều bí mật trong người. Đến hôn lễ ngày đó, anh sẽ công bố. Cô chờ đợi, cô giữ vững niềm tin vào anh là đúng. Tin tức Diệp Quân Lâm còn sống cùng với tin tức đám cưới của anh cuối cùng vẫn là truyền đến tai gia tộc họ Diệp ở thủ đô. Toàn bộ gia tộc họ Diệp ở thủ đô đều chấn động từ trên xuống dưới. Thậm chí có thể nói là toàn bộ con cháu họ Diệp ở Lạc Việt, toàn bộ đều khiếp sợ. Dù sao anh cũng là con riêng của Diệp Minh Thiên, chủ nhân nhiệm kỳ tiếp theo của gia tộc họ Diệp ở thủ đô. Sắp tới chính là ngày làm lễ cho Diệp Minh Thiên kế thừa chức vị gia chủ. Giờ phút quan trọng như thế này lại tuồn ra chuyện này sẽ có ảnh hưởng thật sự rất lớn. Gần như là tất cả nhà họ Diệp đều nổ tung, toàn bộ Lạc Việt cũng ồn ào náo nhiệt bàn luận tin tức này. Một thời gian trước, sau khi nhà họ Diệp liên tục ám sát thất bại, lúc ấy đã không giết được Diệp Quân Lâm rồi. Vào giờ phút quan trọng như thế này, thì càng không có cách nào động tới anh. Ở thủ đô, trong gia tộc họ Diệp truyền ra giọng nói tức giận của Diệp Cường, các người đã biết đến sự tồn tại của đứa con hoang này từ lâu rồi, tại sao không nói cho tôi? Hắn ta trách cứ nhóm người Diệp Vân. Rõ ràng đã sớm biết đến sự tồn tại của Diệp Quân Lâm, lại một mực giấu giếm. Hơn nữa bản thân bọn họ cũng không xử lý xong xuôi được chuyện đó, nên mới tạo thành loại tình huống như ngày hôm nay. Toàn bộ đều đi chết đi cho tôi. Diệp Cường liên tục gầm thét lên. Sự việc lần này sẽ làm cho cả nhà họ Diệp mất hết cả mặt mũi. Gia chủ, tình huống khá tốt. Đứa con hoang này không phải kẻ vô tích sự. Hắn ta là ông chủ tập đoàn Minh Cường, thậm chí ngay cả hàng trăm danh môn vọng tộc lớn ở Hải Phòng cũng phải nghe hắn tai Diệp Vân lập tức giải thích. Diệp Cường sau khi nghe, sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút. Nhưng là chỉ có chút điểm thành tích nho nhỏ này cũng chẳng là gì ở trước mặt nhà họ Diệp. Ông chủ của một cái tập đoàn thì như thế nào? Hải Phòng thì như thế nào? Chỉ một người hầu nhỏ bé của nhà họ Diệp, cũng có thể ép cho Hải Phòng không ngóc đầu lên được. Con hoang thì vẫn là con hoang. Diệp Cường cả giận nói. Đúng, không sai, hắn ta sở dĩ có thể có chút thành tích này. Là bởi vì trên người hẳn ta đang chảy dòng máu cao quý của nhà họ Diệp, nếu không hẳn ta đã sớm chết đói ở đầu đường rồi. Già bé lớn trẻ ở nhà họ Diệp đối với chuyện này vô cùng bất mãn. Ở trong một sơn trang cực kỳ xa hoa ở nơi nào đó của thủ đô. Trong một gian phòng sách, trên vách tường đeo đầy chữ thư pháp.cao cấp nhất cùng quý giá nhất, giá cả của mỗi một bức tuyệt đối đều là mấy chục triệu thậm chí mấy tỷ. Trong phòng còn bày các loại thơ cùng tranh thời cổ xưa. Tất cả đồ vật cất giữ ở đây nếu lộ ra nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc với mức độ quý giá của chúng. Một món trong đó cao đến 2700 triệu USD nhưng là ở trong phòng sách này, chúng lại bị trưng bày một cách tùy ý. Nơi này càng giống như là một tiệm cất giấu đồ cổ vậy. Nhưng mà này chỉ là một gian thư phòng. Một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, tuấn mỹ vô song đang luyện tập thư pháp. Một bút rạch thẳng một nét cong lại mang theo khí thế rào rạt như rông bay. Diệp. Ông ta đang viết một cái chữ Diệp. Chữ Diệp này thể hiện tâm tình của ông ta vào thời khắc này cùng với thế cục sắp tới. Bởi vì ông ta sắp trở thành gia chủ của gia tộc họ Diệp vào nhiệm kỳ kế ở thủ đô. Chức gia chủ sắp tới tay, tâm tình của ông ta đã là nôn nóng không kịp chờ đợi. Ông ta chính là Diệp Minh Thiên. Cha ruột của Diệp Quân Lâm. Viết xong chữ này. Khóe miệng của ông ta cong lên một nụ cười đắc ý. Chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ đi lên vị trí cao nhất Lạc Việt, vị trí người trưởng quản thế gia lớn mạnh nhất. Lúc ông ta tiếp nhận và trở thành gia chủ, cũng là lúc trăm ngàn gia tộc khác quỳ lạy dưới chân ông ta. Khi đó, ông ta sẽ trở thành người có quyền thế nhất Lạc Việt, cũng là người tôn quý nhất.
có người đã từng hỏi tôi, muốn Giang Sơn hay là muốn mỹ nhân? Nụ cười của Diệp Minh Thiên chợt đọng lại, lạnh lùng nói, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Còn ra thể thống gì? Người hầu vừa muốn nói, từ phía sau đi tới một người phụ nữ, tức giận nói, xảy ra chuyện lớn, ông còn có tâm tình ở chỗ này viết chữ. Người phụ nữ này người ăn mặc sườn xám xa hoa, cả người từ trên xuống dưới tản ra tới khí chất sang trọng bẩm sinh. Quý như châu báu là hình dung tốt nhất đối với bà ta. Mặc dù lớn tuổi, nhưng là phong thái còn như cũ, nhất là khí chất cao quý căn bản không cách nào so sánh. Long Thanh Tình, vợ chính hiện tại của Diệp Minh Thiên, cũng là mẹ của Diệp Thần. Bà ta có xuất thân từ thế gia đứng thứ hai ở Lạc Việt, nhà họ Long, là hòn ngọc quý trên tay chủ nhân nhà họ Long. Cũng là người phụ nữ duy nhất được mọi người công nhận là xứng với Diệp Minh Thiên. Thanh Tình, chuyện như thế nào? Diệp Minh Thiên hỏi, còn nhớ chuyện hơn 20 năm trước sao? Long Thanh Tình trợn mắt nhìn ông ta một cái. Dầm! Chuyện hơn 20 năm, ông ta nào dám quên? Lúc ấy tuổi trẻ không hiểu chuyện, không cẩn thận cùng Chí Oánh rơi vào lưới tình. Thiếu chút nữa làm hỏng tương lai của ông ta. Ông ta có thể không nhớ sao? Chuyện hơn 20 năm cũng đã xử lý thỏa đáng rồi mà. Còn chuyện gì nữa? Diệp Minh Thiên mặt đầy nghi ngờ hỏi. Còn chuyện gì nữa? Ông không phải đã nói con tiện nhân Chí Oánh kia cả đời đều sẽ bị nhốt ở thành Trường Giang sao? Vĩnh viễn sẽ không bước ra ngoài một bước sao? Long Thanh Tình hỏi. Đúng vậy, tôi hiểu cô ta. Cô ta tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi thành Trường Giang dù chỉ một bước, tôi còn để cho người lập một khối mộ bia ở trước mặt cô ta nữa. Diệp Minh Thiên nói. Long Thanh Tình giống như nổi điên gầm thét lên, chết tiệt. Bây giờ mộ bia bị đánh nát, con tiện nhân Chí Oánh này cũng rời đi. Người ta căn bản không quan tâm tới ông. Cái gì, cô ta rời khỏi thành Trường Giang rồi ư, còn đem mộ bia đánh nát. Cái này, điều này sao có thể? Diệp Minh Thiên mặt đầy kinh ngạc, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Còn cả cái đứa con hoang kia, ông không phải nói cũng đã xử lý thỏa đáng rồi sao? Không phải đã chết rồi sao? Càng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp đối với nhà họ Diệp sao? Long Thanh Tình hỏi tiếp. Trong mắt Diệp Minh Thiên lộ ra thân sắc kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, bà. Bà có ý gì? Chẳng lẽ đứa bé kia còn sống? Còn không phải sao? Nó còn sống rất khỏe mạnh nữa. Chính nó đã dẫn con tiện nhân Chí Oánh kia rời khỏi thành Trường Giang. Chẳng những như vậy, nó còn giết Diệp Sung, lại để cho nhà họ Diệp ở Sapa tay không quay về. Thậm chí Diệp Vân tự mình dẫn người đi giết nó, cũng bị nó cắt đứt tay chân. Năm đó ông không phải đã nói đứa nhỏ này không thể nào sống được sao? Nó tại sao vẫn còn sống? Còn trưởng thành tới cấp độ như hiện tại, đối với nhà họ Diệp đây là sự uy hiếp không nhỏ. Ông và tôi cũng như danh tiếng của toàn bộ nhà họ Diệp đều bị hủy hoại cả rồi. Đây là một sự sỉ nhục to lớn. Long Thanh Tình giận điên lên, tức tối ném mấy cái bình gốm thanh hoa giá trị hơn 100 triệu rơi xuống đất. Diệp Minh Thiên căn bản không có tâm trạng đau lòng mấy cái bình gốm đó. Diệp Minh Thiên mặt đầy nghỉ hoặc, không thể nào, đứa nhỏ này không thể nào còn sống. Diệp Minh Thiên nhớ lại nói, ban đầu mặc dù tôi đồng ý với Chí Oánh sẽ tha cho đứa nhỏ này, cũng chỉ là vì lừa gạt cô ta, đứa bé kia tôi đã giết chết rồi. Thật ra thì, tôi đem đứa bé kia vứt bỏ ở nơi núi sâu hoang dã, không nói tới chết rét chết đói, thì chỉ cần bất cứ một con chó hoang nào cũng có thể cản chết nó. Nó không thể nào còn sống. Long Thanh Tình tức giận nhìn ông ta, nói, nhưng thực tế thì đứa con hoang đó vẫn còn sống thật tốt. Đây là chuyện gì chứ? Là tự tay tôi vứt đứa bé kia ở vùng núi sâu mà. Diệp Minh Thiên cảm thấy nghi ngờ. Đúng rồi, tôi nhớ đến một người. Nhất định là hẳn ta đã động tay chân vào chuyện này. Diệp Minh Thiên kinh hãi hô lên. Người đâu, gọi quản gia đến đây. Diệp Minh Thiên phẫn nộ gầm lên. Chẳng mấy chốc, một lão già có mái tóc hoa râm xuất hiện. Xoạt xoạt, lão quỳ xuống trước mặt Diệp Minh Thiên và Long Thanh Tình. Dường như chính lão cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Diệp Nguyên là quản gia của gia đình Diệp Minh Thiên, phụ trách những công việc hàng ngày trong gia đình. Không giống như Diệp Vân chủ yếu sẽ ở bên cạnh Diệp Minh Thiên với nghĩa vụ bảo vệ. Năm đó Diệp Minh Thiên và Chí Oánh yêu nhau, chính Diệp Nguyên đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Là lão một mực che giấu hoặc đã làm gì đó.
Nếu không, tình yêu của hai người từ lâu đã bị phát hiện rồi. Diệp Nguyên rất coi trọng con người của Trí Oánh. Lão không chỉ thuyết phục Trí Oánh và Diệp Minh Thiên ở bên nhau, thậm chí còn khuyên bảo Diệp Minh Thiên đừng bỏ rơi vợ con mình. Diệp Nguyên, ông biết rồi đúng không? Diệp Minh Thiên tức giận nói. Diệp Nguyên là người hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cậu chủ, Diệp Nguyên tôi biết rõ. Diệp Nguyên nói. Ông nói đi, đã có chuyện gì xảy ra? Diệp Minh Thiên nhìn chằm chằm Diệp Nguyên, liệu liệu mà giải thích ra cho tôi, vì sao đứa bé kia lại còn sống? Diệp Nguyên thở dài cất lời, tôi đã quay lại sau khi cậu bỏ rơi đứa bé trên núi, cậu chủ. Tôi không thể nhẫn tâm mà nhìn đứa bé đó chết đi như vậy được. Đó là một sinh mệnh khỏe mạnh, đáng được sống trong cuộc đời này, hơn nữa nó còn là máu mủ của chính cậu. Long Thanh Tình lập tức lên tiếng cảnh cáo ông, vớ vẩn. Diệp Minh Thiên chỉ có một máu thịt duy nhất, chính là thần nhi. Loại kia là cái gì? Chỉ là một đứa con hoang, làm sao có thể xứng đáng mang họ Diệp được? Ở đây sẽ không có ai thừa nhận nó là cốt nhục của Diệp Minh Thiên hết. Diệp Nguyên hít sâu một hơi rồi nói tiếp, dù sao, tôi cũng không thể nhãn tâm mà nhìn thấy cốt nhục của cô Oánh chết trên núi được. Vì vậy tôi mới quyết định ôm đứa bé đi, đưa đứa bé đến phố Giang Bắc. Coi như cho đứa bé một cơ hội được sống, nếu may mắn thì sẽ được ai đó nhận nuôi, còn nếu như chết vì lạnh cóng, thì cũng chỉ là do ý trời. Thế mà số mạng không nhỏ đâu, lại được nhà họ Diệp ở Giang Bắc nhận nuôi. Xem ra là còn chưa tới số mà điều này. Chính Diệp Quân Lâm cũng không ngờ tới, rằng có một người như vậy cứu mạng anh. Nếu không có Diệp Nguyên cứu anh đến Giang Bắc, chắc chắn khi đó Diệp Quân Lâm sẽ chết trong núi, không cách nào có thể sinh tồn được. Hồng hộc, sau khi nghe Diệp Nguyên giải thích, Diệp Minh Thiên há miệng thở hổn hển. Thì ra là ông, là chính ông đã hại tôi. Từ lâu tôi đã cho rằng đứa bé này đã chết. Diệp Minh Thiên đập bàn hét lớn. Soạt soạt. Ông ta hất tung mọi đồ đạc trên bàn một cách mất bình tĩnh. Toàn bộ những đồ vật quý giá trên bàn đều rơi xuống đất vỡ vụn. Diệp Nguyên, ông có biết, nếu như nó còn sống sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào không? Nó chỉ đem lại sự xấu hổ mà nhục nhã mà thôi. Đầu óc ông bị nước tràn vào sao? Tại sao lại hành động như vậy? Diệp Minh Thiên tức giận nói. Long Thanh Tình tiến lên, hung hăng giáng một bạt tai lên mặt Diệp Nguyên, tên quản gia ngu xuẩn. Sao ông không chết luôn đi? Hóa ra chính ông là người để tên xúc sinh đó sống sót, hóa ra ông lại cứu sống nó. Giờ thì tốt rồi, đứa con hoang này xuất hiện, tất cả Lạc Việt sẽ biết hết. Rồi mọi người sẽ biết Diệp Minh Thiên có con ngoài giá thú. Nhưng vậy thì làm sao Minh Thiên có thể làm chủ gia tộc này được? Người của nhà họ Diệp làm sao mà cúi đầu trước mặt Minh Thiên nữa? Nhà họ Diệp có gánh nổi sự sỉ nhục này không? Đối mặt với sự nhục mạ của Long Thanh Tình, Diệp Nguyên vẫn một mặt kiên định đáp lời, tôi biết hậu quả này, nhưng đây là một sinh mệnh, là tính mạng của một cơn người, một đứa trẻ mới được sinh ra. Cứ như vậy mà trơ mắt nhìn đứa trẻ không có tội tình gì đó chết đi, tôi không làm được. Đừng nói là trước kia, nếu hiện tại đặt tôi vào hoàn cảnh đó, tôi cũng sẽ làm giống như vậy mà thôi. Nhìn thấy Diệp Nguyên có thái độ này. Diệp Minh Thiên và Long Thanh Tình bỗng nhiên ngây ngẩn, đến lúc này mà ông vẫn không biết bản thân mình đã làm sai sao. Ông muốn chết sao? Long Thanh Tình cất sao giọng rít lên, bà ta muốn giết vị ân nhân của Diệp Quân Lâm này. Tôi cho rằng đây không phải là một tội lỗi. Danh tiếng con người, làm sao có thể quan trọng bằng tính mạng chứ? Huống chỉ đó lại là mầm mống của cậu chủ. Dù cậu có nói thế nào, thì dòng máu đang chảy trong người cậu Quân Lâm, vẫn là dòng máu của cậu chủ mà thôi. Diệp Nguyên vẫn nói ra những lời cứng rắn. Tôi phải giết ông. Long Thanh Tình nổi giận mà xông lên. Suốt. Bà ta rút một cây đao từ phòng làm việc, lao đến chém về phía Diệp Nguyên một cách bất ngờ. Diệp Nguyên bình tĩnh mà nhắm mắt lại, lão đã sẵn sàng cho việc chết rồi. Không được. Diệp Minh Thiên bỗng nhiên ngăn cánh tay của Long Thanh Tình lại. Diệp Nguyên cười trong lòng. Lão đã quá hiểu con người của Diệp Minh Thiên rồi. Ông ta là con người độc ác. Nhẫn tâm lại kiêu ngạo. Nếu không thì sao có thể bỏ đi chính con ruột của mình, ném trong rừng sâu núi thẳm chứ? Một tay ngăn cản Long Thanh Tình giết mình, không phải là vì tham mình một mạng đâu. Diệp Thanh Minh vốn dĩ không bao giờ coi những người như lão là con người bình thường, cùng lắm chỉ coi như một tên hầu thấp kém. Thậm chí, muốn giết thì cứ giết, muốn chết thì phải chết. Tại sao ông không để cho tôi giết chết lão già này đi?
giữ lại cái loại người hầu vô dụng này thì còn có ích lợi gì cho chúng ta? Long Thanh Tình tức giận mà phun ra mấy từ ngữ khó nghe. Bà giết lão ta, thì chúng ta phải giải thích thế nào với ba mẹ và tất cả người nhà họ Diệp đây? Diệp Minh Thiên nói ra, Diệp Nguyên vẫn chỉ cười trong lòng. Chắc chắc rồi, quả nhiên giữ lại một mạng già này tức là vẫn còn có việc để dùng. Muốn lão thay ông ta gánh tội, Long Thanh Tình sắc mặt thay đổi, bà ta cũng tỏ vẻ đồng tình, đúng là thật sự phải có một lời giải thích với nhà họ Diệp. Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thể đối mặt mà thôi. Nếu nhà họ Diệp có hỏi về chuyện này, thì chỉ đơn giản lôi lão ta ra chịu đòn, để lão ta nhận sự trừng phạt của nhà họ Diệp. Đúng, không sai, dù sao, nếu lão gia vi phạm nội quy nhà họ Diệp, thì cuối cùng vẫn là chịu chết, lão ta vẫn phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình mà thôi. Diệp Minh Thiên thò ơ mà liếc nhìn Diệp Nguyên. Không được, một chút thôi tôi cũng không muốn nhịn cơn tức này. Long Thanh Tình vẫn không có dấu hiệu giảm đi ngọn lửa trong lòng. Vậy chặt đứt hai cánh tay của lão ta đi. Trong con ngươi của Diệp Minh Thiên lúc này nổi lên một tầng sát ý. Phập, phập, Long Thanh Tình đưa tay nâng lên cây đao chém xuống, không không khí tóe ra hai tia máu. À, ngay lập tức, tiết hét đờ lương của Diệp Nguyên truyền ra mà tan nát cõi lòng. Diệp Minh Thiên tiếp tục an ủi Long Thanh Tình, Thanh Tình, đã hết giận chưa? Nếu như chưa hết giận thì chém đứt luôn hai chân của lão đi. Trong con mắt của những người thuộc gia tộc này, mạng người rẻ mặt không hơn gì cỏ rác. Những người hầu, người giúp việc, thậm chí còn thấp kém hơn. Tôi hết giận thì sao? Tôi hết giận thì con đàn bà và đứa con hoang kia xử lý thế nào? Long Thanh Tình hỏi. Tôi cũng muốn giết chết hai con người xúc sinh đó ngay lúc này. Nhưng không thể nào, hiện tại đã có quá nhiều người bị ể rồi, nếu như giết chết bọn chúng, nhà họ Diệp của chúng ta sẽ bị coi thường. Diệp Minh Thiên bất lực mà thở dài. Long Thanh Tình gật đầu, hừ, dù sao cũng không thể giết chế bọn chúng được, có quá nhiều ánh mắt đang để ý đến nhà chúng ta. Không chỉ Lạc Việt, thân chỉ là toàn bộ phía đông này. Nếu thu dọn không cẩn thận, xảy ra bê bối, lúc đó trở tay không kịp. Tôi có thể làm được gì, bây giờ chứ? Diệp Minh Thiên ủ não ưu sầu. Nếu như không còn cách nào khác, thì đưa nó về nhà họ Diệp đi. Cách này sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều. Một người làm cất tiếng. Vừa dứt lời, Long Thanh Tình đã tát vào mặt cô ta, mày đang nói cái gì vậy? Đưa thằng xúc sinh đó về sao? Bà ta tức giận giống lên. Tên xúc sinh đó có tư cá gì mà bước chân vào nhà họ Diệp? Nó chỉ là một đứa con hoang, mà đòi bước chân vào đây sao? Tôi không đồng ý, cho dù là cả nhà họ Diệp, cũng sẽ không có ai đồng ý đâu. Ngay cả Diệp Minh Thiên cũng nói theo, không sai. Dù sao, cả cuộc đời này, nó cũng không có tư cách bước vào cửa nhà họ Diệp chí ít thì khi tôi vẫn còn đang đứng ở vị trí này trong nhà họ Diệp, tôi sẽ không đồng ý. Nếu muốn bước chân vào đây, được thôi. Dùng sức mà nói, chỉ cần được toàn bộ dòng họ Diệp thừa nhận, thì nó mới có thể bước vào. Long Thanh Tình liên tục gật đầu, loại con hoang này không có năng lực sao? Tôi thật muốn nhìn xem có thể lợi hại đến trình độ nào. Có thể dựa vào thực lực của bản thân để tiến vào nhà họ Diệp. Tôi nghĩ so với tôi và Diệp Thần, hắn còn kém xa lắm. Có điều nếu hắn âm thầm làm việc, yên lặng cố gắng, thật ra lại có thể bước vào cửa lớn nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Minh Thiên nói, loại con hoang này dù kém như thế nào, suy cho cùng vẫn chảy dòng máu của ông ta. Máu mủ của ông ta có thể kém sao? Không có khả năng, Diệp Quân Lâm đã như vậy. Bất luận là kẻ nào thì hắn cũng không để vào mắt. Bao gồm cả nhà họ Diệp, hắn cũng không để trong mắt. Lúc này Diệp Thần đã trở lại. Cái gì, ngay cả nhà họ Diệp mà cũng không để trong mắt. Diệp Minh Thiên và Long Thanh Tình kinh ngạc nói. Theo như những gì họ nhớ, trong quan niệm của họ, nhà họ Diệp chính là vua trong các nhà giàu có gia thế của Lạc Việt. Tuyệt đối không có bất luận kẻ nào không để nhà họ Diệp trong mắt. Hoặc là đầu óc có bệnh, hoặc là không sợ chết. Thần, cái loại hoang đã đó thật sự nói như vậy. Long Thanh Tình hỏi, ba, mẹ, thật ra ngay từ đầu con đã biết chuyện của hắn, chỉ là con không nói với hai người mà thôi. Hắn đã khiêu khích nhà họ Diệp không đưới một lần, thậm chí còn nói chuyện khiêu khích nhà họ Diệp với con. Diệp Thần vừa nói ra lời này, Diệp Minh Thiên và Long Thanh Tình lập tức hỏi cái gì? Vậy mà hắn còn nói với con? Đúng vậy, con không ngờ rằng hắn lại liên lạc với con.
Con còn nghĩ là hắn muốn xin lỗi, đâu biết rằng hắn vừa khiêu khích lại cảnh cáo con. Con bảo con nói với ba là, hẳn và Trí Oánh vẫn còn sống rất tốt, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đánh tới nhà họ Diệp, đến lúc đó cho chúng ta hối hận cũng không kịp. Diệp Thần nói toàn bộ lời nói khiêu khích gần đây của QDL. Sau khi nghe xong, Diệp Minh Thiên lập tức nổi giận. Bịch! Ông ta đánh lên vách tường. Răng rắc, ngay tức khắc, trên vách tường xuất hiện vết nứt như hình mạng nhện. Láo xược, quá láo xược, tôi chưa bao giờ gặp qua một học trò ngạo mạn như vậy. Vốn định đi cửa sau một chút, không đủ tư cách, cũng cho hẳn tiến vào nhà họ Diệp. Không ngờ rằng vậy mà lại không nhìn nhà họ Diệp, còn muốn đánh đến nhà họ Diệp, làm cho chúng ta hối hận. Diệp Minh Thiên gần như giống lên. Long Thanh Tình cũng phần nộ đến cực điểm, loại con hoang này không chỉ khiêu khích thần của chúng ta, lại còn khiêu khích nhà họ Diệp. Hắn có tư cách gì? Khác không nói, nhưng mà thần tùy tiện thôi cũng làm ra thành tựu mà hẳn cả đời cũng không với tới. Loại con hoang này, cả đời chỉ có thể ở sau lưng thần của chúng ta mà hèn mọn ngước nhìn. Diệp Minh Thiên phụ họa nói, nhưng mà thật ra, cho dù hắn lợi hại, cũng chỉ có thể ở dưới chân của thần mà đau khổ giấy giụa thôi. Niềm kiêu hãnh lớn nhất đời này của Diệp Minh Thiên chính là Diệp Thần. Căn cứ vào cách nói của người lớn trong nhà họ Diệp, Diệp Minh Thiên đã sinh ra thiên tài giỏi nhất nhà họ Diệp trong nghìn năm qua. Một đứa con hoang như Diệp Quân Lâm có thể so với thần của ông ta sao? Hoàn toàn không thể. Diệp Thần cười cười, ba, mẹ, hai người đừng nổi giận. Con chỉ xem chó hoang bất lực đang sủa thôi. Hai người hài lòng gật gật đầu. Ba, mẹ, hai người yên tâm, chuyện này con tự mình giải quyết. Con sẽ chứng minh cho hai người. Trước đây ba vứt bỏ hai mẹ con họ là chính xác. Loại con hoang như hẳn rất kém cỏi. Con vẫn mạnh hơn hắn. Diệp Thần quát. Tốt, đây mới là con của ba. Không phải loại con hoang có thể so sánh được. Diệp Minh Thiên vô cùng vui vẻ. Yên tâm đi, ba, chờ con gặp được hẳn, con sẽ cho hẳn biết lớn mạnh là gì, con muốn cho hắn tự tỷ đến không thể tồn tại trên đời này. Trong đôi mắt Diệp Thần như hiện lên mũi tên lạnh L và O. Diệp Minh Thiên và Long Thanh Tình nhìn Diệp Thần. Trong mắt đầy sự vui vẻ và mừng rỡ. Đây chính là người mà họ kiêu ngạo, chính là con trai của họ, là người được xưng tụng là thiên tài mang dòng máu mạnh nhất trong suốt nghìn năm. Là người vừa sinh ra đã là bậc bề trên. Là người trải qua những tháng ngày được bồi dưỡng, khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Được, thần, con đi về phương Nam đi. Mấy năm nay con vẫn luôn ở thủ đô rồi, nơi này cũng hạn chế việc con phát triển. Con xông pha ra ngoài xã hội một lần đi. Diệp Minh Thiên nói. Do thân phận của Diệp Minh Thiên rất cao quý, không chỉ ở thủ đô, dù là nơi nào cũng có cả nghìn người bảo hộ. Đây chính là bảo bối của nhà họ Diệp. Bọn họ không dám để Diệp Minh Thiên ra ngoài, sợ ông ta gặp nguy hiểm. Long Thanh Tình gật đầu, cũng phải, để cho thần xông pha bên ngoài một lần. Để cho đám ếch ngồi đáy giếng kia biết thế nào mới là thiên tài. Ngay sau đó, bà ta lại nói, nhưng mà, thần nhất định phải được đảm bảo vệ toàn. Phải, trên cơ bản, tôi sẽ phái 10 cao thủ bảo hộ con. Cam đoan con trai chúng ta sẽ không bị sao cả, Diệp Minh Thiên nói. Long Thanh Tình nghe vậy mới yêu tâm, để tôi nhỏ ba đưa đến một đám cao thủ của nhà họ Long cho thân tùy ý dùng. Diệp Thần cười, ba, mẹ, hai người không tin vào năng lực của con sao? Chỉ cần mình con thôi, phương Nam cũng không ngóc đầu lên được. Hai người không cần phái người bảo vệ con mà. Thực lực của con thì người làm ba mẹ như chúng ta sao có thể không biết. Tuyệt đối là người trẻ tuổi mạnh nhất, nhưng thân phận của con đặc thù, là người xuất thân từ hai gia tộc đứng đầu, con tuyệt đối phải được an toàn. Một chút bất chắc cũng không được. Diệp Minh Thiên nói. Ba, con biết, hai người cứ chờ tin tốt đi. Diệp Quân Lâm rất nhanh sẽ tổ chức hôn lễ, vào lúc đó con sẽ cho tên đó một phần lễ mừng lón. Được, chúng ta chờ con giải quyết chuyện này. Con phải làm cho Diệp Quân Lâm kia hiểu rằng cả đời này nó không có tư cách cười nhạo nhà họ Diệp chúng ta dù chỉ một chút. Không thể bước vào cống nhà họ Diệp. Diệp Minh Thiên cười to nói. Mẹ, sao đại tổng quản lại thế này? Nhìn đại tổng quản bên cạnh, Diệp Thần tò mò hỏi. Long Thanh Tình nói hết mọi chuyện cho hắn ta nghe. Nghe xong, sắc mặt Diệp Thần châm xuống, tiêu sái bước đến trước mặt Diệp Nguyên. Răng rắc, một cước giấm nát cánh tay cụt. Ngay tức khắc, máu tươi chảy ra.
Gạch dưới Diệp Nguyên kêu thảm thiết. Mặt lão trắng bệch nhìn Diệp Thần. Đây là người còn tàn nhẫn hơn cả Diệp Minh Thiện. Người này hoàn toàn thừa kế sự tàn nhẫn của Diệp Minh Thiên và Long Thanh Tình. Rơi vào tay người này chỉ có sống không bằng chết. Kết cục của lão cũng đã được định sẵn. Chết đi vẫn tốt hơn. Diệp Nguyên đột nhiên đứng dậy muốn đâm chính lão. Bịch. Nhưng Diệp Thần đã một cước đá bay lão. Muốn tự sát, không thể, rơi vào tay tôi, còn lâu mới chết được. Diệp Thần cười cười. Không, cậu Minh Thiên xin hãy cho tôi chết đi. Tôi nguyện lấy cái chết đền tội. Diệp Nguyên bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Diệp Minh Thiên lại lạnh lùng. Diệp Thần biến thái cười tươi, đừng, sao lại xin chết? Phải xin sống chứ. Kể ra thì, lão là ân nhân cứu mạng của Diệp Quân Lâm nhỉ. Thế lão chờ tên đó đến cứu đi. Lão nói xem, liệu tên Diệp Quân Lâm đấy có đến cứu lão không nào? Diệp Thần quay đầu nhìn hai người Diệp Minh Thiên, ba, mẹ, hai người mang đại tổng quản đi đi, con muốn dùng lão đối phó với Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm ở bên này tất nhiên là không biết nhà họ Diệp đang ầm ĩ vì sự xuất hiện của anh. Ngay cả Diệp Minh Thiên và Diệp Cuồng Lan cũng biết sự hiện hữu của anh. Càng không biết Diệp Thần đang chuẩn bị ngửa bài để đối phó với mình. Bởi anh còn đang bận chuyện hôn lễ. Phòng cưới ở Giang Bắc đã rất ổn rồi. Diệp Quân Lâm vừa lòng, đây mới là dáng vẻ của gia đình. Tâm trạng anh đang rất tốt. Ngay lập tức Lê Quân Hào cũng ra Giang Bắc. Là anh em với nhau mà. Hai người đã 6 năm không gặp, tất nhiên là cảm động không thôi. Người anh em, hôn lễ của cậu anh tất nhiên muốn chúc mừng nhưng mà. Lê Quân Hào hơi do dự. Sao vậy, anh Hào có chuyện gì thì nói thẳng đi. Diệp Quân Lâm nói. Anh vừa tới thủ đô, giờ thì ai ở thủ đô cũng biết đến sự tồn tại của cậu rồi. Nhà họ Diệp đối với chuyện của cậu thì ầm ĩ, sớm muộn gì cũng tới tìm cậu thôi. Hơn nữa Diệp Thần cũng không bỏ qua cho cậu đâu. Bị nhà họ Diệp nhìn chằm chằm cũng không phải chuyện gì tốt. Người anh em ạ, đến lúc đó em cầu xin nhà họ một chút đi. Không cầu xin được tiến vào cửa lớn nhà họ Diệp nhưng xin nhà họ Diệp bỏ qua cho cậu. Lê Quân Hào đề nghị. Bị Diệp Thần ghim, chắc chắn không thể yên ổn. Vận khí của họ lại tốt, vừa mới có con dấu của Côn Luân. Xin nhà họ Diệp tha. Diệp Quân Lâm vui vẻ. Ừ, phải. Đến lúc đó cậu hãy quỳ xuống dập đầu, nói vài câu hay. Nhà họ Diệp sẽ không làm khó cậu. Dù sao thì mọi người đều biết cậu tồn tại rồi, nhà họ Diệp cũng không làm gì được cậu. Ánh mắt Diệp Quân Lâm lạnh lẽo, em quỳ xuống được nhưng nhà họ Diệp nhận được sao? Chiến thần Côn Luân quỳ, đâu phải ai cũng nhận được. Kể cả nhà họ Diệp, ai, Quân Lâm cậu đấy, cái gì cũng tốt chỉ có là quá cứng đầu. Tiêu chuẩn nhận thức của cậu về chuyện của người khác cũng không thể thay đổi. Lên Quân Hào thở dài, để anh tìm thím, nhờ thím đến cầu xin lúc đó vậy. Lê Quân Hào cũng chỉ vì lo lắng cho Diệp Quân Lâm. Chỉ cần anh chịu thua nhà họ Diệp thì nhà họ Diệp tuyệt đối sẽ không gây khó dễ. Thôi, khỏi cần, chuyện của nhà họ Diệp em tự biết. Diệp Quân Lâm định sau khi ổn định việc tổ chức hôn lễ xong thì mới đưa mẹ đến nhà họ Diệp ở thủ đô. Không còn gì khác ngoài hỏi Diệp Minh Thiên một câu vì sao. Đi thôi, chúng ta đến chỗ Minh Cường. Sau đó hai người đến trước mộ Lê Minh Cường. Ngôi mộ hiện đã được tu sửa tốt bởi Chín Bé và những người khác. Này chỉ là trước mắt, anh em chúng ta sắp đoàn tụ rồi. Lê Quân Hào đặt một bình rượu trước bia mộ và thở dài. Hữu Hoàng kia tôi vẫn luôn tìm kiếm, và tôi sẽ tìm thấy sớm thôi. Diệp Quân Lâm tiến lại gần. Vương Hữu Hoàng không biết trốn ở đâu khiến Bắc Phương tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy. Cậu đã tìm rất lâu. Dừng lại đi, cậu không tìm thấy đâu, Hữu Hoàng gạch bỏ hộ khẩu rồi, giờ đã là một người khác, khó tìm lắm. Lê Quân Hào nói. Chẳng lẽ anh biết à? Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng vậy. Lúc đầu, ba người có quan hệ tốt nhất. Sau khi cậu và Lê Minh Cường gặp tai nạn, Hữu Hoàng cảm thấy mình thật vô dụng và không thể giúp được gì. Vì đau lòng nên em ấy đã gạch hộ khẩu và sống một cuộc sống ẩn danh. Lê Quân Hào giải thích. Diệp Quân Lâm cao hứng, anh Hào, đưa em đi gặp Hữu Hoàng. Được rồi nhưng anh không muốn quấy rầy em ấy. Tốt hơn là để cho anh em các cậu đoàn tụ, tôi cũng nhờ em ấy thuyết phục cậu làm cho nhà họ Diệp mềm lòng. Các cậu là anh em hẳn sẽ nghe lời em ấy.
Lê Quân Hào nói. Suy nghĩ của Lê Hào Quân rất đơn giản, để Vương Hữu Hoàng thuyết phục Diệp Quân Lâm chịu thua nhà họ Diệp. Nếu Diệp Quân Lâm cứ tiếp tục như vậy, anh ta sợ rằng đám cưới sẽ trở thành đám tang. Vì vậy, cần thuyết phục Diệp Quân Lâm càng sớm càng tốt. Khi thời cơ đến thì quỳ xuống lại nhà họ Diệp sẽ không làm khó. Sao mà Diệp Quân Lâm không hiểu ý Lê Quân Hào? Nhưng anh đâu cần phải cúi đầu trước nhà nhân cất cánh, xung quanh có hàng chục chiếc hộ tống. Ngoài ra còn có một đội xe hàng trăm chiếc trên bộ hướng đến Giang Bắc. Đây là sự xếp đặt của Thái tử Lạc Việt. Khi anh ta di chuyển, có hàng vạn người bảo hộ, vì sợ rằng có điều gì đó sẽ xảy đến với anh ta. Diệp Trung Lâm đích thân đến Giang Bắc bày trận lớn như vậy, nhưng không có tin tức nào xuất hiện. Đây là thế mạnh của nhà họ Diệp, có thể phong tỏa mọi tin tức. Và còn nhiều hơn thế. Những người từ nhà họ Diệp ở kinh thành phía Nam từ lâu đã được sắp xếp để tiến vào Giang Bắc. Vì mở đường cho Diệp Thần nên mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận vô cùng. Khi Diệp Quân Lâm thấy ta đây tận mắt, tên đó sẽ biết trời xanh là như thế nào. Hẳn chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Diệp Thần đang ở trong máy bay chế nhạo. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Diệp Thần tò mò. Thử hỏi toàn bộ Lạc Việt liệu có ai tốt hơn anh ta. Ngoại trừ một người, Chiến Thần Côn Luân. Đây là người mà Diệp Thần không thể tiếp cận, chỉ có thể thu hẹp khoảng cách. Thành tích của người ấy thực sự quá cao. Trong trận chiến tranh giành của các vị thần, một năm đấm sắt đã đánh bại 18 người ở cường quốc cấp thần, và đứng vững trên 18 quốc gia. Chắc chắn là người đầu tiên từ xưa đến nay. Rất khó để có thể đạt được thành tích này. Đôi khi Diệp Thần cũng đau lòng đến phát khóc. Bước chân của Chiến Thần Côn Luân khó theo kịp quá. Đôi khi, thật tốt khi đứng thứ hai. Có lẽ Chiến Thần Côn Luân xem mình tựa như Diệp Quân Lâm trong mắt, nhỉ? Diệp Thần lẩm bẩm. Không, Diệp Quân Lâm không xứng so với mình. Thằng đó không đủ tư cách. Diệp Thần đột nhiên hét lên. Diệp Nguyên lúc này đang bị trói ở trên ghế ngồi, đột nhiên nở nụ cười, vậy cũng không hẳn. Ừ hai. Nghe vậy, Diệp Thần sửng sốt, lão nói cái gì nếu cho cậu Quân tài nguyên và môi trường giống như cậu thì cậu cũng không hẳn là đối thủ của cậu Quân. Diệp Nguyên cười nói, cậu Quân dù bị vứt bỏ giữa đường cũng đã đạt được thành tựu rồi. Nếu được như cậu chắc chắn sẽ không kém cạnh gì đâu. Mỗi lời Diệp Nguyên nói ra đều như một nhát dao cứa vào Diệp Thần. Mắt anh ta như sắp bay ra ngoài. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Nguyên không tin, lão nói Diệp Quân Lâm sẽ ngang tôi. Đúng, đúng vậy, nếu cậu Quân có môi trường như cậu, thật sự không tệ hơn cậu. Thậm chí còn tốt hơn cả cậu đấy. Diệp Nguyên bật cười. Cái gì, lão nói tên đó sẽ tốt hơn tôi. Diệp Thần sắp bùng nổ. Nói Diệp Quân Lâm kia không đủ tư cách so sánh với tai. Nói đi. Diệp Thần bóp cổ Diệp Nguyên ép lão phải nói. Cậu Quân tốt hơn cậu. Diệp Nguyên nhìn anh ta cười nói. Phập, phập. Chỉ nhìn thấy Diệp Thần cầm lấy cái nĩa và đâm vào người Diệp Nguyên một cách dữ dội, máu bắn tung tóe. Diệp Nguyên miệng ứa ra máu, cả người co giật. Bây giờ thì nói đi, ai mới là người mạnh? Diệp Thần giống như một kẻ điên. Cậu chủ Lâm Lâm mạnh nhất, tôi ủng hộ cậu chủ Lâm Lâm. Diệp Nguyên nói tiếp. Nhìn thấy Diệp Thần muốn giết chết Diệp Nguyên, những người khác vội vàng ngăn cản. Cậu chủ Diệp Thần không thể giết, không phải cậu còn muốn dùng lão ta để đối với Diệp Quân Lâm sao? Diệp Thần lúc này mới tỉnh táo lại. Không lâu sau đó, Diệp Thần đến Giang Bắc. Thời điểm Diệp Thần đặt chân tới Giang Bắc đã nở nụ cười, đây là vùng đất ở bên ngoài sao? Thật sự giống như một vùng hoang vu cằn cõi. Đáng thương cho những người này chưa từng thấy một vùng đất tốt đẹp thật sự. Trong mắt tôi chỉ có thủ đô mới là vùng đất thiên đường. Cậu chủ Diệp Thần, điều đó là đương nhiên, không đâu có thể so với thủ đô, chênh lệch thật sự quá nhiều. Người bên cạnh nói. Diệp Thần cười nói, vậy thì tôi đã hiểu tại sao Diệp Quân Lâm sau khi đạt được một chút thành tựu lại trở nên kiêu căng ngạo mạn như thế. Lớn lên trong môi trường như thế này. Cậu ta dễ dàng coi nơi này là tất cả, nhưng cậu ta không biết rằng thế giới bên ngoài còn rộng lớn hơn, còn có nhiều người tài giỏi hơn, đó mới thật sự là thiên đường. Quân Lâm, tôi đã đến rồi, tôi sẽ xuất hiện trong đám cưới của cậu. Còn sẽ tặng cậu món quà lớn đầy bất ngờ. Khi đám cưới ngày càng đến gần, Diệp Quân Lâm vẫn hồi hộp như lần đầu. Rốt cuộc, trong đám cưới này,
anh sẽ thú nhận thân phận của mình với Lý Từ Nhiệm và hai nhà họ Đoàn và họ Trịnh. Chiến thần, tất cả mọi thứ cho đám cưới đều đã sắp xếp tốt rồi. Theo chỉ thị của anh, tuyệt đối không xa hoa lãng phí, nhưng tất cả vẫn sẽ rất hoành tráng. Tây Phương phụ trách bố trí hội trường đám cưới. Rất tốt. Diệp Quân Lâm hài lòng gật đầu. Lần này, anh sẽ tổ chức cho Lý Từ Nhiệm một đám cưới mà cô sẽ không bao giờ quên. Nhưng nhất định không được chỉ quá nhiều tiền chỉ để tạo bầu không khí. Chẳng hạn, chiếc nhẫn và vòng cổ anh chuẩn bị cho Lý Từ Nhiệm đều được mài nhẫn từng chút một bằng vỏ đạn. Đây là món quà anh đã chuẩn bị từ rất lâu. Đám người Tân Uyên đêm nay sẽ tới đây. Lần này Tổng Tư lệnh 9 quân khu lớn cùng 4 người hộ vệ đều ở đây. Các anh em tốt này đều đã lâu không gặp. Diệp Quân Lâm cười, buổi tối, tôi sẽ tự mình đi đón bọn họ. Ngày hôm sau chính là đám cưới nên hôm nay họ hàng, bạn bè đều đã đến đông đủ. Mặc dù Ngô Thị Lan và những người khác của nhà họ Trịnh không muốn đến, nhưng họ vẫn phải đến. Trước đó Diệp Quân Lâm đã hứa với họ rằng anh sẽ nói với họ một số bí mật ngay trong đám cưới. Họ muốn xem Diệp Quân Lâm sẽ mang đến bất ngờ gì. Diệp Quân Lâm, chúng tôi chấp nhận đến đây, không có nghĩa là chúng tôi sẵn lòng gả Từ Nhiệm cho anh. Chúng tôi muốn xem thử xem anh sẽ mang đến cho chúng tôi những bất ngờ gì trong đám cưới. Nếu chúng tôi không hài lòng, anh đừng mong có thể cưới được Từ Nhiệm. Ngô Thị Lan đe dọa. Đoàn Hồng Thái lạnh lùng quát, đúng vậy, không sai. Nếu như cậu lừa gạt chúng tôi, sau này đứa nhỏ trong bụng Từ Nhiệm sẽ lấy hợ Đoàn, cho dù là họ Triệu, cũng sẽ không thể nào lấy họ Diệp. Bọn họ đã nghĩ kỹ rồi. Nhưng chỉ cần Diệp Quân Lâm dám lừa gạt bọn họ, phương pháp của bọn họ nhiều vô số kể. Diệp Quân Lâm cười nói, ba mẹ, mọi người đều chuẩn bị tinh thần đi. Tôi sợ đến lúc tôi nói ra, mọi người lại không chịu nổi, ngất đi thì phải làm sao? Rốt cuộc mọi người cũng đã lớn tuổi rồi. Ngô Thị Lan hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm, hừ, ngày mai tôi muốn xem thử coi cậu có thân phận gì. Có thể làm tôi ngất đi được hay sao? Mọi người đều cảm thấy không đồng tình, không có ai coi trọng Diệp Quân Lâm hết. Nhưng Diệp Quân Lâm còn có thể nghĩ đến việc tiết lộ thân phận của mình. Cảnh tượng một nhóm người phải quỳ xuống thật sự rất hoành tráng. Lý Từ Nhiệm nhìn Diệp Quân Lâm. Cô rất mong đợi. Cái ngày cô chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng tới rồi. Chờ người cô yêu đạp đám mây ngũ sạc đến đón cô đi, trong sân, người vui vẻ nhất là Trí Oánh. Khuôn mặt bà hồng hào, hết sức hưng phấn. Tham gia hôn lễ của con trai, vốn là điều đời này bà không nghĩ tới. Ngô Thị Lan đang chăm chú xem xét lại quá trình hôn lễ sẽ diễn ra. Cô cũng muốn tham dự hôn lễ, còn muốn nói chuyện với chúng nó. Ngô Thị Lan nhìn Trí Oánh hỏi. Vâng thưa dì. Trí Oánh gật đầu đáp. Khó mà làm được. Cô vừa muốn xuất hiện thì người khác đã biết cả rồi. Bây giờ thân phận của Từ Nhiệm là gì? Thân phận của cô là gì? Có biết bao người nhìn chăm chằm vào hôn lễ ngày mai không? Thậm chí có rất nhiều người chỉ muốn bới ra cái xấu của Từ Nhiệm. Cô phải hiểu việc Diệp Quân Lâm có mẹ như vậy, sẽ mang đến sự phiền phức cho Từ Nhiệm. Thế nhưng bọn họ vẫn cởi bỏ đồng phục, thay thành trang phục bình thường. Tự móc tiền túi ngồi khoang phổ thông, cũng không còn làm phô trương nữa. Mọi thứ đều hạ thấp và đơn giản nhất có thể. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ đặc quyền nào, cũng không chiếm dụng tài nguyên công cộng. Lần này... Họ tham dự đám cưới của Diệp Quân Lâm với tư cách là anh em, bạn bè. Những người họ hàng phía sau Trương Văn Thao lạnh lùng nói, nếu muốn đánh giá một người thì phải nhìn vào môi trường và những người xung quanh người đó. Từ góc độ này, cuộc hôn nhân của Từ Nhiệm hoàn toàn không môn đăng hộ đối. Không phải sao, tôi cá là sau lưng Diệp Quân Lâm chẳng có nhân vật có thân thế to lớn nào đâu. Trong số những người thân và bạn bè của Diệp Quân Lâm đến dự đám cưới, chỉ có Âu Văn Hào là Ngô Thị Lan có thể nhận ra. Những người khác, hai gia đình Đoàn và Trịnh thực sự chỉ muốn đuổi đi. Tần Uyên và những người khác nhìn thấy Diệp Quân Lâm ở nhà có địa vị như vậy có chút tức giận. Chiến thần uy nghiêm mà bị bắt nạt thế này sao? Dám phản nghịch, tất cả mọi người đều không có ai đồng ý. Đừng lo lắng, tôi sẽ nói với họ mọi chuyện vào ngày mai. Diệp Quân Lâm cười nói. Ngay cả bản thân anh cũng rất mong chờ. Sau khi trở về nhà, Diệp Quân Lâm nhiệt tình giới thiệu Lý Từ Nhiệm với Tần Uyên và những người khác. Con chào bác gái, chào chị dâu. Em là Từ Nhiệm,
đến từ Tây Cảnh. Tôi là Ngụy Hiểu Thiên, đến từ Bắc Cảnh. Tôi là Sở Giang Hà, đến từ Đông Cảnh. Tôi là Tiêu Tuyệt Trần, đến từ Nam Cảnh. Tôi là Trần Hạc Hiên, đến từ Trung Cảnh. Tổng tư lệnh của 9 chiến khu lớn lần lượt tự giới thiệu. 4 người bảo vệ cổng cũng tự giới thiệu. Cổng Đông Mục Giã Long. Cổng Tây Ân Thiên Lôi. Cổng Nam Tào Cao Phi. Cổng Bắc Khương Võ Đạo. Biên giới Lạc Việt có 9 khu vực chiến sự lớn, cũng như 4 cửa khẩu chính, 4 cửa khẩu Đông, Tây, Nam và Bắc. Khu vực biên giới cửa khẩu quốc gia là nơi được canh phòng cẩn mật nhất. Qua mấy ngàn năm, vô số kẻ thù xâm lược đã bị chặn tại chính bõn cửa lớn này. 4 người này là 4 người bảo vệ cửa khẩu của Lạc Việt, bảo vệ lãnh thổ Lạc Việt khỏi kẻ thù ngoại bang. Tiếp theo, những người anh em khác của thế nhưng bọn họ vẫn cởi bỏ đồng phục, thay thành trang phục bình thường. Tự móc tiền túi ngồi khoang phổ thông, cũng không còn làm phô trương nữa. Mọi thứ đều hạ thấp và đơn giản nhất có thể. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ đặc quyền nào, cũng không chiếm dụng tài nguyên công cộng. Lần này, họ tham dự đám cưới của Diệp Quân Lâm với tư cách là anh em, bạn bè. Những người họ hàng phía sau Trương Văn Thao lạnh lùng nói, nếu muốn đánh giá một người thì phải nhìn vào môi trường và những người xung quanh người đó. Từ góc độ này, cuộc hôn nhân của Từ Nhiệm hoàn toàn không môn đăng hộ đối. Không phải sao, tôi cá là sau lưng Diệp Quân Lâm chẳng có nhân vật có thân thế to lớn nào đâu. Trong số những người thân và bạn bè của Diệp Quân Lâm đến dự đám cưới, chỉ có Âu Văn Hào là Ngô Thị Lan có thể nhận ra. Những người khác, hai gia đình Đoàn và Trịnh thực sự chỉ muốn đuổi đi. Tân Uyên và những người khác nhìn thấy Diệp Quân Lâm ở nhà có địa vị như vậy có chút tức giận. Chiến thần uy nghiêm mà bị bắt nạt thế này sao? Dám phản nghịch, tất cả mọi người đều không có ai đồng ý. Đừng lo lắng, tôi sẽ nói với họ mọi chuyện vào ngày mai. Diệp Quân Lâm cười nói. Ngay cả bản thân anh cũng rất mong chờ. Sau khi trở về nhà, Diệp Quân Lâm nhiệt tình giới thiệu Lý Từ Nhiệm với Tân Uyên và những người khác. Con chào bác gái, chào chị dâu. Em là Từ Nhiệm, đến từ Tây Cảnh. Tôi là Ngụy Hiểu Thiên, đến từ Bắc Cảnh. Tôi là Sở Giang Hà, đến từ Đông Cảnh. Tôi là Tiêu Tuyệt Trần, đến từ Nam Cảnh. Tôi là Trần Hạc Hiên, đến từ Trung Cảnh. Tổng tư lệnh của 9 chiến khu lớn lần lượt tự giới thiệu. 4 người bảo vệ cổng cũng tự giới thiệu. Cổng Đông Mục Giã Long. Cổng Tây Ân Thiên Lôi. Cổng Nam Tào Cao Phi. Cổng Bắc Khương Võ Đạo. Biên giới Lạc Việt có 9 khu vực chiến sự lớn, cũng như 4 cửa khẩu chính, 4 cửa khẩu Đông, Tây, Nam và Bắc. Khu vực biên giới cửa khẩu quốc gia là nơi được canh phòng cẩn mật nhất. Qua mấy ngàn năm, vô số kẻ thù xâm lược đã bị chặn tại chính bõn cửa lớn này. 4 người này là 4 người bảo vệ cửa khẩu của Lạc Việt, bảo vệ lãnh thổ Lạc Việt khỏi kẻ thù ngoại bang. Tiếp theo, những người anh em khác của. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Mẹ không dự đám cưới nữa à? Hai người Diệp Quân Lâm không thể tin nhìn Chí Oánh. Chí Oánh lẩm bẩm, đúng vậy, mẹ không được khỏe nên sẽ không tham dự lễ cưới của con được. Mẹ, mẹ có sao không? Cả Diệp Quân Lâm và Lý Từ Nhiệm đều lo lắng. Không sao, mẹ có chút không thoải mái, hai con mau nhanh đi chuẩn bị đi. Chí Oánh lắc đầu. Hai đứa đi nhanh đi, đằng này có rất nhiều việc. Nếu nó không tham dự thì không tham dự thôi, Ngô Thị Lan lạnh lùng nói. Hai người Diệp Quân Lâm cũng không để ý lắm. Sau khi bọn họ rời đi, Ngô Thị Lan mỉm cười, chuyện này, con không tham gia hôn lễ là chuyện tốt. Còn không phải hay sao, nếu phải đi tham gia hôn lễ đó thì thật xấu hổ, hôn lễ như vậy thì chỉ có làm mất mặt hai nhà Trương và Đoàn chúng ta mà thôi. Trước những lời chỉ trích của hai nhà Trương và Đoàn, Chí Oánh chỉ biết im lặng chịu đựng. Bà trốn trong góc, lặng lẽ ngắm đám cưới. Đám cưới của con trai bà, nhưng bà lại phải lén lút xem. Vào đêm trước đám cưới, tất cả khách mời đều đã có mặt. Thậm chí còn có không ít phóng viên đến. Điều này không phải do Diệp Quân Lâm sắp đặt. Bọn họ đến là vì Lý Từ Nhiệm. Dù sao Lý Từ Nhiệm hiện đã là một doanh nhân nổi tiếng, đám cưới của cô chắc chắn sẽ được theo dõi và đưa tin. Ngô Thị Lan và những người khác tụ lại một nơi, nhìn các khách mời thở dài, đã lời cho tên Diệp Quân Lâm rồi. Bây giờ nói cái gì nữa cũng vô ích, chỉ có thể hy vọng rằng Diệp Quân Lâm có thể cho chúng ta một chút bất ngờ thôi. Đoàn Hồng Thái lắc đầu, ba mẹ, con khuyên ba đừng ôm hy vọng quá nhiều.
với sự hiểu biết của con về Diệp Quân Lâm, anh ta sẽ không có điều bất ngờ gì cho chúng ta đâu. Thôi, cứ chờ xem đi, không còn cách nào nữa. Ngày trọng đại của Lý Tử Nhiệm, nhưng những người thân của cô lại không hề vui chút nào. Hôm nay, Diệp Quân Lâm mặc bộ vest đỏ, rất hợp với dáng của anh. Chiến thần, bộ đồ còn lại cũng đã chuẩn bị xong rồi, Tây Phương ở bên cạnh nói. Bộ trang phục còn lại đương nhiên là quân phục chiến thần 5 sao của Diệp Quân Lâm. Bộ quân phục 5 sao duy nhất của Lạc Việt. Đến lúc đó anh sẽ xuất hiện trước mặt Lý Tử Nhiệm trong tư thế hoàn hảo nhất. Nói với cô, đây là chồng của em. Ngay cả bốn người Tây Phương cũng sẽ mặc quân phục. Đó mới đúng là trang phục lộng lẫy. Được rồi, đến khi nào cần đổi trang phục thì báo tôi. Ở phía bên kia, Lý Tử Nhiệm mặc một chiếc váy cưới lớn màu đỏ của Lạc Việt. Vẻ đẹp khiến người ta phải nghẹt thở và choáng ngợp. Theo tuyên bố của Diệp Quân Lâm, người Lạc Việt không mặc trang phục phương Tây, họ phải mặc trang phục đặc trưng của Lạc Việt. Lý Tử Nhiệm vừa bước ra, hội trường vang. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, từ trên xe vô số quý tộc bước xuống, cùng đi vào hội trường lễ cưới. Hải Phòng Cố Hướng Tiền thay mặt cho nhà họ Cố, chúc mừng anh Diệp Quân Lâm và cô Lý Tử Nhiệm tân hôn hạnh phúc. Hải Phòng Hồ Huyền Minh thay mặt nhà họ Hồ chúc mừng. Hải Phòng Kiều Huân Hoàng thay mặt nhà họ Kiều chúc mừng. Những người này đã tiết lộ danh tính của họ ngay khi vừa mới xuất hiện. Ôi! Nghe đến đó, Ngô Thị Lan và những người khác như phát điên. Điều này. 10 gia tộc hàng đầu ở Hải Phòng đều đến đây. Ngay cả Cố Lão cũng đích thân đến đây. Chuyện này thật quá tốt. Nhưng đó chỉ mới là dạo đầu thôi. Theo sau còn có các phương tộc và các nhà quyền quý cùng nhau đến dự lễ cưới. Tương đương với toàn bộ những gia tộc hàng đầu tại Hải Phòng đều đến chúc mừng. Đây là, tình huống như thế nào đây? Hai nhà Đoàn và Trịnh chỉ biết nhìn nhau. Họ thậm chí còn không biết những người này. Mà họ cũng không có tư cách để biết. Kết quả toàn bộ những người này đều đến chúc mừng. Chẳng lẽ là vì Diệp Quân Lâm? Hải Phòng nhà họ Chí đến chúc mừng. Cuối cùng, Chí Đông Phương, Chí Nam Yên và những người khác cũng đến. Hôm nay, Diệp Quân Lâm vẫn rất hoan nghênh bọn họ đến lễ cưới. Khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm và những người quyền quý tại Hải Phòng đến gặp nhau, Ngô Thị Lan và những người khác muốn phát điên. Đây là điều bất ngờ mà Diệp Quân Lâm dành cho họ. Quá đủ rồi. Chí Oánh đâu rồi? Chí Đông Phương nhìn xung quanh tìm kiếm. Có người nói, thật xấu hổ, nhà mẹ đẻ bên kia không thích cô Chí, còn cố tình ngăn cản cô ấy dự hôn lễ. Khi nghe điều này, Diệp Quân Lâm và Chí Đông Phương đều tức giận. Đặc biệt là Chí Đông Phương giống lên, cái gì? Con gái của Chí Đông Phương tôi không đủ tư cách dự hôn lễ. Mấy người có thân phận gì, cao quý bằng con gái của tôi sao? Nghe vậy, Ngô Thị Lan và những người khác mới hiểu ra. Hóa ra mẹ của Diệp Quân Lâm có lai lịch lớn như vậy. Hóa ra là con gái của Chí Đông Phương, vương tộc tại Hải Phòng. Hóa ra Diệp Quân Lâm có thân phận như vậy. Thảo nào anh nói muốn cho họ sự bất ngờ lớn. Thế nhưng, đối với hai nhà họ Đoàn và Trịnh, họ không thể với tới được nhà họ Chí. Bất ngờ đã khiến họ thỏa mãn rồi. Nhưng làm sao họ biết được, so với sự bất ngờ thực sự mà Diệp Quân Lâm đã chuẩn bị phía sau thì ra thế nhà họ Chí chẳng đáng là gì cả. Mau mời cô Chí ra đây. Chúng ta làm sao có thể ngăn cản cô ấy dự hôn lễ? Không có chuyện đó đâu. Ngô Thị Lan và những người khác ngay lập tức nhiệt tình mời Chí Oánh ra ngoài. May mắn thay, Chí Oánh không hề so đo với bọn họ. Gia đình tôi thật không ngờ thân phận của cô lại là vậy. Sao lúc trước cô không nói với chúng tôi? Thái độ của Đoàn Hồng Thái, Trịnh Nhã Uyên, Ngô Thị Lan và những người khác đối với Chí Oánh thay đổi 180 độ so với trước đây. Đoàn Hồng Thái thậm chí còn vỗ vai Diệp Quân Lâm và nói, Quân Lâm, sự bất ngờ mà con mang đến thật sự quá lớn, anh thật xứng đôi với Tử Nhiệm. Rất xứng đôi, trước đây, chúng tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Đoàn Trịnh hai nhà mồm năm miệng 10 vội vàng nói. Tư cách cháu trai nhà họ Chí của Diệp Quân Lâm đã quá đủ rồi. Hơn 100 người từ các nhà hào môn thế gia tại Hải Phòng đích thân đến dự tiệc là điều mà họ không thể nào tưởng tượng nổi. Thân phận đại cậu chủ này thật sự quá được. Thế nhưng, thật ra những quyền quý Hải Phòng đến cũng không phải là do họ để ý nhà họ Chí với họ vẫn chưa đủ tư cách đâu. Họ đến là vì Diệp Quân Lâm.
Diệp Quân Lâm cười nói, ba mẹ, đây không phải là bất ngờ con nói đến, bất ngờ thực sự vẫn còn ở phía sau đó. Diệp Quân Lâm rất vui vẻ, nếu đây là một bất ngờ, thì yêu cầu về bất ngờ cũng thấp quá rồi. Ô, chẳng lẽ còn có điều gì khiến chúng ta ngạc nhiên hơn nữa? Ánh mắt của Đoàn Hồng Thái và những người khác sáng lên, vô cùng kích động. Nhóm người Ngô Thị Lan cũng rất mong chờ. Diệp Quân Lâm còn có danh tính khác nữa sao? Hoặc là có thể còn có những người có danh vọng khác lớn hơn đến đây để dự đám cưới? Tôi đã nói Quân Lâm có thể làm được mà, mấy người lúc trước còn không tin tôi. Bây giờ nhìn xem, nó vô cùng xứng đáng, tôi rất xem trọng nó. Đoàn Hồng Thái cười lạnh, chế giễu những người khác. Đúng vậy. Đứa nhỏ Diệp Quân Lâm lạ này có ai mà không xem trọng nó chứ? Hai gia đình Đoàn và Trịnh hoàn toàn thay đổi cách nói chuyện của họ, liên tục tìm lý do để biện minh. Chỉ vì thân phận cháu ngoại nhà họ Chí của Diệp Quân Lâm mà có sự thay đổi lớn đến như vậy. Lý Tử Nhiệm ở bên cạnh nghe được cảm thấy rất khó chịu. Cô không muốn Diệp Quân Lâm dựa vào thân phận này để thay đổi, mà cô muốn anh cố gắng vươn lên từ nỗ lực của bản thân mình. Nhưng hết lần này tới lần khác người nhà của họ lại tán thành việc này. Lý Tử Nhiệm xem trọng tính cách của Diệp Quân Lâm, hy vọng sự bất ngờ mà anh mang đến cho cô đến từ sự cố gắng của anh. Thay vì dựa dẫm vào người khác, nếu cái gọi là bất ngờ của Diệp Quân Lâm là như thế này, Lý Tử Nhiệm sẽ rất thất vọng. Sau đó Phó Thương Long, thủ lĩnh của Liên minh Phương Nam, và bốn vị thiên vương đến để ăn mừng. Điều này càng khiến gia đình Đoàn Trịnh càng thêm phấn khích. Đây đều là những người mà bọn họ luôn ngưỡng mộ. Tiếp theo, lại có người xuất hiện. Hóa ra là Diệp Trung Lâm của nhà họ Diệp tại Thiên Phủ và cháu của ông ta. Đùng! Thân phận của người này vừa xuất hiện đã chèn ép cả hội trường. Ngay cả ông Cố và những người khác cũng không thể ngồi yên. Lần lượt đến gần để chào hỏi. Danh tính của người này thật khủng khiếp. Ngô Thị Lan và những người khác đều run rẩy chân như thể đang bị tiêm trì, không thể cử động được chút nào. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ cũng quá lớn đi. Đây là cấp đô hoàng tộc, trên cả vương tộc rồi. Họ cũng đến chúc mừng Diệp Quân Lâm. Danh tính của anh thật ra là thế nào? Quả nhiên còn nhiều điều bất ngờ ở phía Xô. Đoàn Hồng Thái lau mồ hôi lạnh. Quân Lâm à, con làm cho mọi người thật nở mày nở mặt. Sau này, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều cho con quyết định. Đúng vậy, mọi chuyện của hai nhà Đoàn Trịnh sau này sẽ giao cho con hết. Đoàn Văn Chấn và Trịnh Quốc Thắng cũng lên tiếng hứa hẹn. Lúc này, khả năng nịnh hót của bọn họ được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trong khi mới vừa rồi còn không cho Chí Oánh tham gia hôn lễ. Trong hội trường này chỉ có Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh là không thoải mái. Hai người nhìn nhau thở dài. Nhà họ Diệp ở Thiên Phủ đến đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Họ không biết mối quan hệ giữa nhà họ Diệp của Thiên Phủ và Diệp Quân Lâm, họ chỉ cho rằng đó là do thủ đô phái nhà họ Diệp đến. Lý Tử Nhiệm không coi đây là chuyện vui gì. Diệp Quân Lâm cười nói, ba... Đây không phải là bất ngờ mà con chuẩn bị, còn cách xa lắm. Đứa nhóc này, tại sao đây không phải là bất ngờ chứ? Đây là hoàng tộc còn đến đây thì còn gì lớn hơn nữa chứ? Đoàn Hồng Thái cười, Diệp Quân Lâm cũng mỉm cười. Thân phận của Diệp Trấn Lâm cũng chẳng có gì. Ở bên này, Tần Uyên tổng tư lệnh của 9 đại chiến khu và tứ đại thủ hộ, chẳng lẽ không đè bẹp được cả hội trường này sao? Nếu Quân Lâm nói có bất ngờ, thì còn nghỉ ngờ gì nữa, cứ chờ xem thôi. Ngô Thị Lan trừng mắt liếc Đoàn Hồng Thái. Cả nhà Đoàn và Trịnh đều mong chờ điều bất ngờ mà Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiệm cũng rất mong đợi. Cô không muốn điều bất ngờ mà Diệp Quân Lâm chuẩn bị là những điều này. Cô muốn những thứ mà Diệp Quân Lâm tự tạo dựng nên bằng hai tay của anh. Rất nhanh tất cả, các khách mời cũng đã đến đầy đủ. Hôn lễ sắp bắt đầu. Mà ở phía bên kia của Giang Bắc, Diệp Thần cũng đi ra ngoài. Theo như chương trình, hôn lễ đã gần đến giờ bắt đầu, là thời điểm tốt để đào lại quá khứ đây. Diệp Thần nở nụ cười. Vâng, cậu thân cấp dưới của ông ta đáp. Tất cả quà tặng đã sẵn sàng chưa? Diệp Trấn hỏi. Tất cả đã hoàn thành. Khóe miệng Diệp Thần lộ ra một vòng cung kỳ lạ. Diệp Quân Lâm, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ thích món quà mà tôi chuẩn bị cho cậu. Ha 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 ha. Tân hôn hạnh phúc, Diệp Thần tự phụ cười lớn. Lúc này Diệp Thần nhận được một cuộc gọi từ Diệp Minh Thiên. Con à, ba nghe nói hôm nay là đám cưới của hắn ta. Diệp Minh Thiên hỏi. Vâng, con sắp đi đến đó dự hôn lễ. Diệp Thần trả lời.
Yên lặng một hồi, Diệp Minh Thiên nói, nếu giải quyết trong hòa bình được thì càng tốt, không nên làm loạn gây chết người, nếu hắn chịu thua van xin nhà họ Diệp ta, còn có thể tha cho hắn. Dù sao cũng có nhiều người biết đến sự tồn tại của hắn, nếu hấp tấp giết người thì đối với nhà họ Diệp cũng không tốt lắm. Ba đừng lo, con sẽ chuẩn bị một món quà tuyệt vời cho đứa con hoang này. Con sẽ để nó quỳ dưới chân con mà đau khổ vùng vẫy. Nếu nó muốn cầu xin tha thứ thì cũng không dễ như vậy đâu. Con muốn hắn ta phải trả giá thật đau đớn cho những gì hắn ta đã làm. Diệp Thần lạnh lùng nói. Thôi, con tự lo đi. Ba chủ yếu là sợ chuyện này gây ảnh hưởng không tốt. Về phần tên đó, ba cũng không quan tâm, con muốn xử lý như thế nào thì tùy con. Diệp Minh Thiên cúp sau khi nói xong thì cúp máy. Trong đám cưới lần này, những người thân và bạn bè của Lý Tử Nhiệm không có nhiều thay đổi. Nhưng bên phía Diệp Quân Lâm lại có thêm rất nhiều người. Rất nhiều người. Mẹ, em gái và rất nhiều người anh em. Chỉ có Lê Minh Cường là vắng mặt, nhưng ba mẹ của anh ấy cũng đã đích thân đến. Đối với Diệp Quân Lâm, hôn lễ này đã thành công tốt đẹp. Đủ để bù đắp những tiếc nuối 6 năm trước. Đối với Lý Tử Nhiệm, cô cũng nghĩ như vậy. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Lý Tử Nhiệm khoác tay Đoàn Hồng Thái, đi đến trước mặt Diệp Quân Lâm. Hai người ôm chặt lấy nhau. Bùm bùm bùm. Đúng lúc này, hai đội áo đen đều bước tiến vào sân. Đằng sau là người đẩy súng đại bác. Tất nhiên đó là súng đại bác bắn pháo hoa. Những người này là quân đoàn Thiên Long do Tô Hoàng Long lãnh đạo. Sau đó họ bắt đầu dàn trận. Bắn. Tô Hoàng Long ra lệnh. Pháo hoa bắn lên không trung. Tiếng vang thật lớn. Bầu không khí trong hội trường vô cùng náo nhiệt. So với 6 năm trước, Lý Tử Nhiệm vô cùng hạnh phúc. Bản quyền ô vui đến phát khóc. Bà xã, bình tĩnh đã, bất ngờ thực sự vẫn còn ở phía sau mà Diệp Quân Lâm lau nước mắt cho Lý Tử Nhiệm. Em sẽ đợi Lý Tử Nhiệm đáp. Quá trình hôn lễ lần lượt tiến hành. Hai nhà họ Đoàn và họ Trịnh bên dưới càng ngày càng sốt ruột. Khi nào điều bất ngờ mà Diệp Quân Lâm sẽ diễn ra đây? Bọn họ sắp không đợi được nữa rồi. Hôn lễ đã diễn ra được một nửa. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng lắng nghe lời thổ lộ tình yêu của chàng rể mới. Người dẫn chương trình trao micro cho Diệp Quân Lâm. Sau khi cầm micro, Diệp Quân Lâm đầu tiên mở lời chào mọi người. Cuối cùng, anh hướng mắt về phía Lý Tử Nhiệm. Tử Nhiệm, cảm ơn em đã đồng hành cùng anh đến bây giờ. Diệp Quân Lâm nắm tay Lý Tử Nhiệm. Bao năm qua em đã chịu nhiều khổ cực và oan trái, những điều này anh đều hiểu cả. Cho dù anh có nghèo khổ, em cũng không xem thường anh, luôn cổ vũ anh một lần nữa vươn lên. Đời này có em, anh đã thỏa mãn rồi. Nghe đến đây, Lý Tử Nhiệm đã khóc rồi. Tử Nhiệm, anh cũng hiểu. Em không muốn anh dựa vào sự giúp đỡ của bất kỳ ai, em muốn anh dựa vào chính đôi tay của mình để tạo cho em một bất ngờ lớn. Giờ đây anh sẽ cho em biết bất ngờ sắp tới là gì. Xin mọi người chờ một chút. Anh sẽ nói cho em khi anh quay trở lại, người đàn ông của em có thể thống trị thiên hạ. Hôn lễ dừng lại trong chốc lát. Diệp Quân Lâm và Tây Phương đi vào phòng thay đồ. Mỗi người đều khoác lên mình bộ quân phục. Giờ phút này, Diệp Quân Lâm vô địch thiên hạ uy nghiêm trở lại. Diệp Quân Lâm cũng cầm trên tay món quà mà anh đã chuẩn bị sẵn. Còn có bất ngờ gì nữa vậy? Bọn họ không thể tưởng tượng được. Mỗi một người chờ đợi đến miệng khô lưỡi khô. Trên đài, thời gian trôi qua như hành hạ sự chờ đợi của Lý Tử Nhiệm. Rõ ràng chỉ là mới một thời gian ngắn trôi qua thôi, nhưng đối với cô nó dài tựa như vài thế kỷ. Thật sự chờ đợi là chuyện vô cùng dày vò. Những người đại khái biết được sự thật là Trịnh Văn Viễn cùng với hội Diệp Trung Lâm đang rất chờ mong. Đợi Diệp Quân Lâm xuất hiện với thân phận chiến thần Lạc Việt hiến hách. E là lúc đó tất cả mọi người sẽ phải kinh ngạc. Đám người Trí Oánh tuy rằng hồi hộp nhưng trong lòng bà cứ có cảm giác lo lắng bất an, giống như sẽ có chuyện không hay xảy ra. Dù sao nhà họ Diệp cũng đã biết chuyện này rồi. Trong biệt thự, toàn bộ đoàn người Diệp Quân Lâm đã thay đổi xong quân phục rồi. Tập hợp, xếp hàng. Diệp Quân Lâm ra lệnh một tiếng, mọi người xếp thành hai đội. Diệp Quân Lâm đứng ở giữa. Toàn quân nghe lệnh, xuất phát. Cộp, cộp, cộp. Mọi người đi đều từng bước, đi đến trước đại sảnh hôn lễ. Ầm rầm rầm,
Đúng lúc này, bên ngoài cũng truyền đến tiếng động. Một chiếc xe dừng ở bên ngoài. Có rất nhiều người bước xuống. Đứng đầu chính là Diệp Thần. Giờ phút này, xung quanh khu biệt thự Hoàng Thành khoảng chừng đã có hơn 1.000 người. Dù sao sự an toàn của Diệp Thần phải được đảm bảo tuyệt đối. Mọi người có mặt tại đại sảnh hôn lễ nghe thấy tiếng động đều đứng dậy tò mò nhìn ra bên ngoài xem ai đến. Chuyện gì đang xảy ra? Hiện tại còn có người đến tham gia hôn lễ sao? Tất cả mọi người ngờ ngợ suy đoán. Hoặc có thể nói đây là bất ngờ mà Quân Lâm muốn chuẩn bị cho chúng ta. Đám người Đoàn Hồng Thái không kiềm chế được, đứng dậy nghênh đón. Sau khi đám người Chí Oánh nghe thấy tiếng động, sắc mặt biến đổi. Chuyện nên đến cũng sẽ đến. Có muốn trốn cũng không được. Tôi không đến muộn chứ. Lúc này, một giọng nói vang lên giữa sân. Tất cả mọi người đều nhìn qua. Chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú kiêu ngạo chậm rãi đi đến, phía sau có cả ngàn người đi theo. Tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Ai thế? Trong lòng tất cả mi người vô cùng nghi ngờ. Đúng lúc này, ở phía sau, đám người Diệp Trung Lâm tiến lên từng bước nói, tham kiến cậu chủ Diệp Thần. Diệp Trung Lâm kính chào cậu Diệp Thần. Vẻ mặt tất cả mọi người ngơ ngác. Dù sao với người phía trên, mọi người căn bản chưa từng tiếp xúc. Đoàn Hồng Thái thấy thế liền tiến lên cười nói, cậu Diệp Thần cũng đặc biệt đến tham dự hôn lễ của con tôi với Quân Lâm sao? Đúng rồi, tôi đến tham gia hôn lễ của Diệp Quân Lâm, còn chuẩn bị cho anh ta một phần quà lớn để chúc mừng. Diệp Thần cười nói, mau mời, mau mời. Mọi người nghênh đón đoàn người Diệp Thần tiến đến giữa sân. Tuy rằng không biết thân phận thật sự của Diệp Thần, nhưng nhìn cách ăn mặc lẫn khí chất và các phương diện khác của Diệp Thần thì anh ta cũng không phải người bình thường. Thân phận tuyệt đối áp đảo toàn bộ mọi người ở đây. Không có ai có thể một mình quản lý chừng đấy người. Diệp Thần vẫn chưa ngồi xuống, mà đi thẳng vào trong sân, mà cầm lấy micro từ trong tay người dân chương trình, cười hỏi, Diệp Quân Lâm đang ở đâu? Bên này đội ngũ đang chuẩn bị rời khỏi biệt thự thì nghe thấy âm thanh vang lên, nhanh chóng dừng lại. Chuyện gì đang xảy ra? Diệp Quân Lâm đã cảm nhận được có nguy hiểm ập đến. Trung Phương cẩn thận cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh. Anh ta hít một ngụm khí lạnh nói, cao thủ, xung quanh đây tất cả đều là cao thủ. Nơi này đã bị bao vây rồi. Ừ, quả thật là như vậy, ít nhất có hơn 1.000 người, số người có thể còn tăng thêm nhiều hơn nữa, Tân Uyên nói. Vị sát thần ở chiến trường này đã nhận ra được sự tồn tại của nhóm người bảo vệ Diệp Thần. Bắc Phương, tình huống phía trước như thế nào? Diệp Quân Lâm hỏi. Diệp Trung Lâm gọi anh ta là cậu Diệp Thần, hẳn là Diệp Thần đã đến đây. Bắc Phương trả lời. Được, tôi hiểu rồi, Diệp Quân Lâm nói. Hiện tại chúng ta có nên xông lên làm một trận không? Tần Uyên hỏi. Không, chúng ta đổi lại quần áo trước đó đi. Tạm thời tôi không muốn phơi bày thân phận thật sự cho Diệp Thần thấy. Chờ thời điểm tôi đánh nát cửa lớn nhà họ Diệp, tôi mới có thể cho anh ta thấy thân phận đó. Hiện tại không phải thời cơ thích hợp để tiết lộ thân phận. Tần Uyên kinh ngạc nói, đại can anh không muốn nhà họ Diệp biết thân phận của anh cũng được, nhưng anh đã nói sẽ cho chị dâu một bất ngờ lớn, chẳng lẽ còn phải giấu giếm chị ấy sao? Những người khác cũng nghi ngờ nhìn Diệp Quân Lâm. Ai, không còn cách nào khác. Chỉ có thể để lần sau nói cho Tử Nhiệm thôi, huống chi Diệp Thần tuyệt đối sẽ không thật sự muốn đến chúc mừng hôn lễ của tôi đâu. Diệp Quân Lâm thở dài. Được rồi, mọi người mau thay quần áo. Rất nhanh tất cả mọi người đã đổi trở về quần áo trước đó. Trên sân khấu, thừa dịp Diệp Quân Lâm còn chưa đến, tôi sẽ giới thiệu bản thân với tất cả mọi người. Tôi là Diệp Thần, đến từ nhà họ Diệp tại thủ đốt nghe đến đó. Mọi người chỉ nghe được Diệp Thần cùng Diệp Quân Lâm có chung họ. Mặt khác không có gì đặc biệt cả. Dù sao tất cả mọi người cũng chưa bao giờ tiếp xúc với nhà họ Diệp tại Kinh Đô. Chỉ sợ ông cố già nhất chỗ họ cũng không biết được bao nhiêu. Giữa sân chỉ có mấy người Chí Oánh cùng Lý Tử Nhiệm run sợ trong lòng. Diệp Thần nhìn thấy phản ứng ngờ nghệch lơ ngơ như bò đội nón, anh ta nở nụ cười. Quả nhiên là một đám người hoang dã. Không biết. Cái gì cũng không biết. Ngay cả nhà họ Diệp bọn họ cũng không biết. Chỉ có loại hoàn cảnh ngay tại đây Diệp Quân Lâm mới có thể lớn mạnh rồi huênh hoang khoác lác như vậy. Không để nhà họ Diệp vào mắt. Thật đáng thương. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Diệp Thần cười lạnh nói, các người có lẽ không có hiểu biết về nhà họ Diệp,
để tôi tốt bụng giải thích cho mấy người nghe, nhà họ Diệp chính là hầu tước Diệp Trung từng đàn áp tất cả Hải Phòng thời gian gần 30 năm. Nghe đến đó, mọi người hít sâu một hơi vì đã có nhà Hải Phòng chứng minh. Đám người ông cố đều gật đầu, thật sự có chuyện như vậy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc thì nhà họ Diệp này lớn mạnh bao nhiêu? Tại thủ đô, nhà họ Diệp chúng ta được xưng là một trong những gia tộc đứng đầu Lạc Việt, đứng đầu vạn tộc. Diệp Thân nói, ôi, có khái niệm chính xác, tất cả mọi người đều bị dọa đến choáng váng. Đám người Đoàn Hồng Thái dần dần phản ứng lại. Diệp Quân Lâm chẳng phải mang họ Diệp sao? Chẳng lẽ có quan hệ gì với nhà họ Diệp ở thủ đô? Hay đây chính là bất ngờ vô cùng lớn mà Diệp Quân Lâm nói chuẩn bị cho bọn họ? Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm là người của nhà họ Diệp ở thủ đô? Vẻ mặt Đoàn Hồng Thái mừng như điên hỏi. Tất cả mọi người nhìn Diệp Thần, vẻ mặt hy vọng anh ta giải đáp. Diệp Thần cười cười nói, không, anh ta không có tư cách trở thành thành viên của nhà họ Diệp. Những người ở đây quả nhiên toàn người thấp kém vô sỉ. Còn muốn bám vào Diệp Quân Lâm để dựa hơi nhà họ Diệp. Không có chuyện đó đâu, nằm mơ cũng không có. Hoàn cảnh bẩn thỉu nơi này làm sao có thể so sánh với nơi anh ta lớn lên được. Vẻ mặt đám người Đoàn Hồng Thái tràn đầy thất vọng. Lúc này, Diệp Quân Lâm mang theo người quay trở về. Lá gan của Diệp Thần mày cũng lớn đấy, ai cho mày can đảm để đến tham dự hôn lễ của tao thế? Diệp Quân Lâm rít gào nói. Diệp Quân Lâm nhìn lại, Diệp Thần cũng nhìn qua bên này. Bốn mắt hai người chạm nhau, tia lửa văng khắp nơi. Trong không gian nhỏ hẹp, ánh mắt như ngàn vạn thanh kiếm sắc bén hung hăng va chạm với nhau cùng một chỗ. Tình thế hai bên giãng co, không khí hết sức căng thẳng. Đây là lần đầu tiên Diệp Quân Lâm gặp Diệp Thần. Hai anh em cùng cha khác mẹ, lại giống như kẻ thù truyền kiếp. Một loại cảm giác quen thuộc mà xa lạ nảy lên trong lòng. Hử, dám trừng mắt với cậu chủ sao? Muốn chết? Những cao thủ bên người Diệp Thần không đồng ý, tung người muốn giết chết Diệp Quân Lâm. Ở thủ đô, ngay trên địa bàn nhà họ Diệp. Chưa bao giờ có người trừng mắt nhìn Diệp Thần như vậy, làm như vậy với Diệp Thần, đó là không tôn trọng anh ta. Không tôn trọng Diệp Thần, thì đi chết đi. Đây là quy định của nhà họ Diệp. Mọi người phải tuân thủ. Từ từ. Lúc này Diệp Thần khoát tay, khiến cho bảo vệ dừng lại. Diệp Thần nhìn Diệp Quân Lâm nói, anh làm sao mà lại kém cỏi hơn so với sự tưởng tượng của tôi vậy? Hơn nữa tôi nhìn thấy xuất thân lẫn nơi ở hoàn cảnh con người anh tiếp xúc và lớn lên càng khiến cho tôi thất vọng. Khóe môi Diệp Quân Lâm tươi cười sâu sắc, mày cũng khiến tao cực kỳ thất vọng. Chỉ là một tên nhóc con miệng còn hôi sữa. Không nói đến việc Diệp Quân Lâm chỉ lớn hơn Diệp Thần 2 tuổi. Nhưng mà quá khứ 6 năm ròng rã mà anh trải qua, không phải cứ dùng cả đời là ai cũng có thể đạt được. Chẳng giống như Diệp Thần có tài nguyên phong phú lân xuất thân như vậy thì chỉ có thể nhìn lên. Cho nên ở trong mắt Diệp Thần, anh ta thật sự chỉ là một đứa trẻ. Quá ngây thơ còn muốn đấu với anh. Thật sự là một chút hứng thú anh cũng không có. Ờ ó lẽ chỉ có Diệp Minh Thiên, Diệp Cuồng Lan và những người khác còn có thể lọt vào mắt. Thế hệ trẻ tuổi tài năng của nhà họ Diệp mà thế này. Diệp Quân Lâm buông tay. Ha 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 ha. Diệp Thần không giận mà cười. Không tồi. Trước đó bất chợt nghe nói Diệp Quân Lâm anh đây kiêu ngạo đến cực điểm, hôm nay chứng kiến quả nhiên là danh bất hư truyền. Người bảo vệ Diệp Thần cũng nở nụ cười. Nhưng mà đều là cười nhạo Diệp Quân Lâm. Một tên hoang dã mà dám khinh thường Diệp Thần. Đầu, óc bị ứng nước hử. Quả nhiên sinh sống tại nơi chỉ có nông dân trồng trọt, căn bản không biết là núi cao còn có núi cao hơn. Tâm nhìn hạn hẹp. Đời này thành tựu cũng sẽ có hạn. Anh không có tư cách gia nhập vào nhà họ Diệp. Diệp Thần cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm hỏi, anh thật sự có năng lực để nói những lời này với tôi sao? Cú! Diệp Quân Lâm vừa muốn nói, Lê Quân Hào. Nhảy ra ngăn cản anh. Anh em tốt không cần nói lung tung. Đây chính là cậu chủ Thần. Cậu hiểu biết về nhà họ Diệp quá ít, nghe tôi đi, không cần chọc giận anh tan. Thậm chí ngay cả anh em tốt là Giang Cảnh Minh cũng khuyên, Quân Lâm nhịn một chút. Anh ta là người chúng ta không thể trêu vào. Chị Oánh cũng đi đến bên người Diệp Quân Lâm, khiến cho anh tạm thời nhẫn nhịn. Diệp Thần thấy thế, anh ta cười to nói, quả nhiên, vẫn là có người thông minh đấy.
biết nhà họ Diệp của chúng ta lợi hại. Diệp Quân Lâm, bọn họ nói đúng đấy. Tôi là người anh không thể trêu vào. Anh hiểu biết quá ít về nhà họ Diệp. Nếu anh biết điều một chút, anh sẽ không bao giờ nói ra được những lời kiêu ngạo như vậy. Diệp Thần nhìn từ trên cao xuống đánh giá một chút. Bên trong con người của Diệp Quân Lâm lóe lên vài da chết chóc, khóe miệng cong lên một độ cung hoàn mỹ nhưng lạnh lùng. Chi Oánh ngắt gao túm trụ anh. Con ơi, bình tĩnh lại nào. Người này chúng ta không thể trêu chọc, nhịn một chút. Lúc này, ánh mắt Diệp Thần đột nhiên dừng lại trên người Chi Oánh. Bà chính là Chi Oánh sao? Chậc chậc, thật không thể tin được, lúc đó chắc đôi mắt của ba tôi không được tốt, hoặc có thể ông ta mù rồi cho nên mới vừa ý bà. Ồ, tôi biết rồi, nhất định là bà đã chủ động tìm cách quyến rũ ba tôi chứ gì. Sau khi nói những lời này xong, bỗng nhiên Diệp Thần cảm nhận được nhiệt độ quanh mình đang giảm dần xuống. Trong nháy mắt, toàn thân Diệp Thần giống như đang ở nơi tối nhất của cánh đồng băng phương Bắc. Như rơi xuống sông băng. Nhẹ nhẹ từng đợt khí lạnh xâm nhập thân thể. Đây không phải là cảm giác, mà là sự thật đang diễn ra. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được biến hóa của độ ấm. Liếc mắt một nhìn xem một cái, Diệp Quân Lâm tức giận rồi. Diệp Thần bày trò vô sỉ với mẹ anh trước mặt bao nhiêu người. Chính là muốn chết sớm. Diệp Thần nhìn bộ dáng của Diệp Quân Lâm, nâng môi cười nói thế nào. Anh tức giận hử, đây không phải là sự thật sao. Nếu không phải Chí Oánh quyến rũ ba tôi, ông ấy làm sao có thể một phút lầm lỡ mà có anh trên cõi đời này chứ. Kẻ thứ ba sinh ra một đứa con riêng, thật sự là trò đùa cho thiên hạ mài. Nhóm người bảo vệ cho Diệp Thần đều cười nói. Chúng mày có muốn biết tụi mày sẽ chết như thế nào không? Diệp Quân Lâm chợt đè ép giọng nói, âm thanh trầm thấp. Con người anh ta hiện lên tia sáng tàn nhãn khát máu. Đại ca không thể, đây là hôn lễ của anh. Đám người Tần Uyên vô cùng quen thuộc Diệp Quân hiểu được lần này Diệp Quân Lâm thực tức giận rồi. Tên nhóc Diệp Thần này xem như đã xúc phạm vào giới hạn chịu đựng của Diệp Quân Lâm. Dựa vào tính cách trên chiến trường của Diệp Quân Lâm nhất định sẽ giết sạch sẽ không chừa một ai. Diệp Thần với những người này đừng hòng trốn thoát. Nhưng hiện tại đang là hôn lễ của anh, không phải chiến trường. Diệp Quân Lâm không phải muốn gì là làm nấy được. Lý Tử Nhiệm cùng Chí Oánh cũng gắt gao cầm lấy tay Diệp Quân Lâm. Sợ anh xúc động sẽ làm ra chuyện không thể cứu. Nhịn một chút, đây là hôn lễ của con, không thể làm bậy được. Nghe đến đó, lúc này Diệp Quân Lâm mới nhịn xuống. Anh cũng không hy vọng máu chảy thành sông tại hôn lễ của mình và Lý Tử Nhiệm. Thế nào, tức giận, còn muốn giết tôi hử? Diệp Thần nở nụ cười. Quả nhiên là chỉ là một tên ngốc thiếu kiên nhãn, chỉ bị châm chọc một hai câu thì đã tức giận. Cũng không nhìn xem người đối mặt anh là ai. Anh ta chính là Diệp Thần. Người thừa kế duy nhất của gia tộc đứng đầu Lạc Việt. Lúc này mọi người đã dần dần hiểu được. Diệp Quân Lâm thật đúng là người của nhà họ Diệp ở thủ đô. Chẳng qua là con riêng thôi. Bất ngờ. Đây thật sự là một bất ngờ lớn có 102 đám người Ngô Thị Lan không hề có một chút tức giận nào, ngược lại bọn họ mừng rỡ như điên. Tài sản nhà họ Diệp nhiều thể nào. Dù là con riêng thì cũng là thành viên của nhà họ Diệp. Có lẽ sẽ không được hoan nghênh ở nhà họ Diệp, nhưng mà một khi thân phận được xác nhận, Diệp Quân Lâm không phải sẽ muốn gì được nấy sao. Chuyện khác tạm thời không cần nói, có thể dễ dàng khiến cho .SAI nhà Đoàn Trịnh đứng đầu cả khu núi phía Nam, chuyện này không còn xa vời tầm tay họ nữa. Thật là bất ngờ. Thì ra Diệp Quân Lâm thật sự không lừa bọn họ. Quân Hạo, thì ra con là thành viên của nhà họ Diệp tại thủ đô. Đoàn Hồng Thái thiếu chút nữa đã giơ ngón cái với Diệp Quân Lâm. Người của nhà họ Diệp tại thủ đô. Ha ha ha, ai nói thế? Diệp Thần cười nói. Nó không phải là anh trai cậu sao? Nó chính là thành viên của nhà họ Diệp tại thủ đô mà. Đoàn Hồng Thái mờ mịt nói. Đôi mắt Diệp Thần bản ra hai tỉa sáng sắc nhọn lạnh lão, nhà họ Diệp chúng ta không thừa nhận. Không phải là thú cưng như chó mèo. Có thể tùy tiện tiến vào cửa nhà họ Diệp. Anh ta chẳng qua chỉ là một đứa con riêng thôi, có tư cách gì chứ? À, vị cậu chủ này, thế nào là không thể? Vì sao lại không có tư cách trở thành thành viên của nhà họ Diệp? Trên người con dâu tôi hiện tại đang mang dòng máu của nhà họ Diệp đấy. Toàn bộ đám người Đoàn Hồng Thái tràn đầy hy vọng nhìn Diệp Thần.
Đúng đúng rồi, vị cậu chủ này. Cầu xin cậu cho phép con rể chúng tôi tiến vào nhà họ Diệp đi. Nó cũng là một người có năng lực không tồi, có thể cống hiến sức lực cho nhà họ Diệp mà. Đám người Ngô Thị Lan vì muốn bám chắc vào núi to già họ Diệp này, vội vàng khẩn cầu nói. Thiếu chút nữa là quỳ xuống. Cơ hội tốt ngàn năm có một như thế này, làm sao bọn họ có thể buông tha được. Diệp thần sờ sờ cái mũi, cười nói cho anh ta tiến vào nhà họ Diệp cũng được, nhưng mà phải thỏa mãn tất cả điều kiện được đưa ra. Ngô Thị Lan vội vàng hỏi, điều kiện gì? Mời cậu thần nói. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Diệp thần. Diệp thần nhìn Diệp Quân Lâm cười cười, tôi muốn Diệp Quân Lâm quỳ gối trước mặt cầu xin tôi. Nếu anh ta có thể quỳ đủ một buổi sáng trong ngày rồi khẩn cầu tôi lần nữa. Có khi tôi sẽ bỏ qua cho anh ta, thậm chí còn đồng ý cho anh ta tiến vào nhà họ Diệp. Hoặc là Diệp Quân Lâm anh đây có đủ thực lực, làm cho tất cả mọi người tại nhà họ Diệp ở thủ đô tán thành, như vậy anh ta mới có đủ tư cách gia nhập vào nhà họ Diệp. Nghe được điều kiện của người ta, mọi người trực tiếp bỏ qua. Muốn mọi người trong gia tộc họ Diệp ở thủ đô tán thành. Muốn đạt được trình độ như thế phải có khả năng như thế nào? Diệp Quân Lâm làm sao có thể thành công? Thành tích cao nhất của anh là 6 năm trước thành lập tập đoàn Minh Cường mà thôi. Nhưng mà so với gia tộc nhà họ Diệp, tập đoàn Minh Cường chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Cho nên sau khi xem xét tất cả khả năng thì nếu Diệp Quân Lâm muốn gia nhập nhà họ Diệp thì chỉ có một biện pháp duy nhất, quỳ xuống khẩn cầu. Biện pháp này mặc dù có chút nhục nhã. Nhưng mà để tiến vào nhà họ Diệp, điểm nhục nhã ấy chẳng là gì cả. Nói thật, nếu có thể tiến nhà họ Diệp, kêu bọn họ ăn phân cũng được chứ, huống hồ hiện tại chỉ quỳ xuống van xin nói thêm vài câu nhẹ nhàng. Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người ở đây. Một khi đã trở thành người được tán thành của nhà họ Diệp, cuộc sống bình thường trở nên sung tú, kẻ hầu người hạ, vinh nhoa phú quý không ai bằng. Việc này không đáng kể chút nào. Mọi người thậm chí muốn trở thành Diệp Quân Lâm. Nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Diệp thần. Ngô Thị Lan nhìn chăm chăm Diệp thần hỏi, cậu thần nói lời phải giữ lấy lời, có phải Diệp Quân Lâm chỉ cần quỳ xuống dập đầu nhận lỗi như cậu nói, cậu sẽ đáp ứng những gì đã hứa đúng chứ? Ha ha ha, tất nhiên rồi. Diệp thần là ai chứ? Lời đã nói tuyệt đối không rút lại. Diệp thần cười to nói, suy cho cùng ở đây nhiều người chứng kiến như vậy, nếu như tôi qua cầu rút ván. Nhưng thế chẳng phải sẽ tổn hại danh tiếng của nhà họ Diệp sao? Như vậy thì tốt quá rồi. Ngô Thị Lan vui mừng đến mức suýt khóc. Thì ra cơ hội trở thành một trong những gia tộc đứng đầu lại dễ như trở bàn tay. Lúc này, đám người Ngô Thị Lan, Đoàn Văn Chấn đều nhìn về phía Diệp Quân Lâm, con còn đứng đó sững sờ làm gì? Mau quỳ gối dập đầu tạ lỗi với cậu thần đi. Đúng vậy, đứa nhóc này sao không có chút nhanh nhạy nào thế? Mau quỳ gối xin lỗi đi, chỉ cần con quỳ xuống nhẹ nhàng nói vài câu xin lỗi thành khẩn, cậu ấy sẽ cho con tiến vào nhà họ Diệp. Trước sự thúc giục của mọi người, Diệp Quân Lâm không lung lay dù chỉ một chút, nhìn chăm chăm vào Diệp thần. Diệp Quân Lâm anh không cần phải giả vờ, tôi biết anh khát vọng trở thành người của nhà họ Diệp nhiều đến như thế nào. Lúc này anh còn giả bộ cái gì, tôi cho anh biết, chỉ có cơ hội lần này thôi, bỏ qua sẽ không có nữa đâu. Còn chuyện này nữa, chỉ cần anh quỳ xuống dập đầu thành thật xin lỗi, những sai lầm trước kia anh đã làm tôi đều sẽ bỏ qua hết, anh cũng không muốn mẹ lẫn vợ mình sẽ gặp chuyện không may chứ. Diệp thần nói, Lý Tử Nhiệm khẩn trương nhìn Diệp Quân Lâm. Cô sợ Diệp Quân Lâm sẽ quỳ xuống van xin Diệp thần. Anh là một người kiêu ngạo như thế nào? Nếu anh nghe lời quỳ xuống, Lý Tử Nhiệm thật sự lo lắng cô có nên kết hôn hay không? Khi đó cô sẽ khinh thường Diệp Quân Lâm. Cô cũng tin tưởng Diệp Quân Lâm sẽ không quỳ xuống. Nhưng hiện tại tình huống hoàn toàn khác. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như Diệp Thần, Diệp Quân Lâm sẽ thua vì mẹ và cô mất. Cô vô cùng lo lắng. Quân Hạo Anh còn đợi gì nữa? Mau chóng chạy đến dập đầu thành thật nhận lỗi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lê Quân Hào cùng Giang Cảnh Minh cũng khuyên. Gần như trong mắt mọi người. Diệp Quân Lâm chỉ cần quỳ xuống dập đầu là có thể thừa hưởng những gì cao quý nhất. Mọi người đều nghĩ là, quỳ xuống không đáng kể chút nào. Nhưng mà bọn họ làm sao hiểu được. Ở trong mắt Diệp Quân Lâm, đây chính là danh dự của anh. Có thể so với danh dự ngàn vàng ngàn đời của sông núi Lạc Việt. Cả đời này anh chỉ quỳ lại khi kết hôn, quỳ lại cha mẹ.
làm sao có thể khuất phục người khác. Diệp Quân Lâm vẫn đứng đó, không hề có ý định quỳ xuống. Đoàn Hồng Thái và những người khác vô cùng gấp gáp, muốn ấn Diệp Quân Lâm xuống đất. Diệp Thần nhìn Diệp Quân Lâm hỏi, cậu rốt cuộc có quỳ hay không? Diệp Quân Lâm, con còn đang nghĩ gì vậy? Mau quỳ xuống, Ngô Thị Lan lón tiếng thúc giục. Ngay khi Diệp Quân Lâm định nói gì đó, Chị Oánh đã bước tới và nói, cậu chủ Diệp Thần, tôi quỳ xuống trước mặt anh có được hay không? Cả nhà chúng tôi không mong muốn có thể vào được nhà họ Diệp. Cái suy nghĩ xa hoa này tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến. Tôi chỉ cầu xin nhà họ Diệp có thể bỏ qua cho chúng tôi, đừng làm khó dễ chúng tôi nữa. Chúng tôi đảm bảo sẽ không ra bất kỳ gây rắc rối gì cho nhà họ Diệp. Sau một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi, Ngô Thị Lan biết rõ, Diệp Quân Lâm là một kẻ có từ trong xương tủy vẫn vô cùng kiêu ngạo. Lưng này phải đứng thẳng không thể cong xuống, càng sẽ không quỳ xuống trước mặt người khác, vì vậy bà sẵn sàng quỳ gối thay con trai. Ha ha ha! Diệp Thân nhìn thấy cảnh này, liền nở nụ cười. Thật sao, bà đồng ý quỳ gối vì Diệp Quân Lâm sao? Diệp Thần hỏi. Chỉ cần cậu chủ Diệp Thần đồng ý bỏ qua cho chúng tôi đi, tôi tình nguyện quỳ lại cậu. Chi Oánh nói. Bởi vì bà là một người mẹ. Bà sớm đã coi nhẹ cái thứ gọi là lòng tự trọng này rồi. Niềm tin duy nhất của bà hiện tại chỉ là, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm có thể sống tốt. Vì vậy, muốn bà làm bất cứ điều gì, bà đều chấp nhận. Đây là điều một người mẹ nên làm. Vì con cái, bà sẵn sàng cho đi mọi thứ, không cần báo đáp. Được rồi, bà quỳ xuống cũng được. Bà và Diệp Quân Lâm, người nào quỳ xuống cũng đều giống nhau thôi. Chỉ cần bà quỳ đập đầu trước mặt tôi sẽ buông tha cho các người. Diệp Thần cười một cách quái dị. Hắn rất thích cái cảm giác biến mọi người thành đồ chơi trong lòng bàn tay của hắn. Hắn biết rõ, đối với Diệp Quân Lâm mà nói, nếu để Chí Oánh quỳ xuống trước mặt hắn, so với tự mình quỳ xuống còn nhục nhã hơn nhiều. Rốt cuộc thì Diệp Quân Lâm nhất định không nth nhìn mẹ mình phải chịu tủi nhục. Đặc biệt là Diệp Quân Lâm, một người cực kỳ kiêu ngạo. Như vậy sẽ càng cảm thấy nhục nhã. Diệp Thần nhìn Diệp Quân Lâm cười nhạo nói, Diệp Quân Lâm, mẹ cậu đã muốn quỳ xuống trước mặt tôi rồi, cậu vẫn trơ mắt ra nhìn hay sao? Nhưng dù sao thì hiệu quả vẫn giống nhau. Cho dù là mẹ cậu hay cậu quỳ xuống trước mặt tôi cũng sẽ bỏ qua cho các người. Thậm chí, tôi còn có thể chấp nhận cho cậu bước vào nhà họ Diệp. Đây là Diệp Thần đang muốn kích thích Diệp Quân Lâm. Nếu Diệp Quân Lâm không quỳ, vậy mẹ con quỳ cũng được. Mau quỳ xuống dập đầu đi. Ngô Thị Lan và những người khác vội vàng thúc giục. Những người khác cũng ra sức khuyên bảo. Chỉ cần Chí Oánh quỳ xuống, chuyện này sẽ dễ dàng xử lý. Diệp Quân Lâm có thể ngại mất mặt nên không thể quỳ xuống. Nhưng Chí Oánh thì cần mặt mũi gì chứ? Nhanh chóng quỳ xuống đi. Không được phép quỳ. Chí Đông Phương và Chí Nam Yến đang đợi ở một bên vội khuyên can Chí Oánh. Mẹ của Chiến Thần Côn Luân làm sao có thể quỳ lại người khác? Nhà họ Chí các người thật sự muốn chống đối đến cùng với nhà họ Diệp của tôi hay sao? Diệp Thần chế nhạo. Cô chủ không được quỳ. Không bao giờ được quỳ. Lúc này, ông Cố đang đợi các gia tộc lớn khác ở Hải Phòng cũng lên tiếng ngăn cản. Kiên quyết không thể để cho Chí Oánh quỳ xuống. Diệp Thần nhìn thấy tất cả mọi thứ trong mắt, chậc chậc, các gia tộc Hải Phòng các người đều điên rồi đúng không? Tôi sẽ tìm các người, từng cái để giải quyết món nợ này. Diệp Thần lại nhìn về phía Chí Oánh nói, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Tôi đếm từ 1 tới 3, nếu bà không quỳ xuống, bà sẽ không còn cơ hội nữa. Cậu chủ Diệp Thần, không được, tôi khuyên cậu một câu, cậu nên rời đi càng sớm càng tốt. Dù sao đây cũng là đám cưới của người ta. Diệp Trung Lâm tiến lên thuyết phục. Anh thật sự sợ Diệp Thần sẽ chết ở đây. Ha 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 ha, đám cưới sao, tôi đây chính là làm cái đám cưới này náo loạn lên. Diệp Thần cười to, độc đoán và trực tiếp. Không hề che giấu. Hẳn là cậu chủ của gia tộc số 1 của Lạc Việt. Ngay cả các gia tộc thuộc thế hệ thứ 2 cũng nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Khắp nơi trên Lạc Việt này, có ai dám trêu chọc tới hắn chứ? Vì vậy, hắn hành động không có chút phép tắc nào và cũng không đặt ai vào trong mắt. Đặc biệt là ở Giang Bắc, ai có thể đụng chạm tới hắn chứ? Chỉ là một cái đám cưới, hắn có gì mà không dám làm loạn chứ? Ôi! Diệp Trung Lâm thở dài,
im lặng lùi về phía sau. Có khuyên cũng không nghe. Còn có cách nào khác nữa chứ? Đây không phải là đang tìm cái chết sao? Chị Oánh, sao còn không quỳ xuống? Mấy người Ngô Thị Lan hét lên. Diệp Quân Lâm cùng hai nhà họ Đoàn và họ Trịnh có thể một bước trở thành Phượng Hoàng hay không đều lệ thuộc vào cái quỷ này của Chí Oánh. Vì vậy, bọn họ so với bất cứ ai khác đều gấp gáp hơn. Xét cho cùng, nó liên quan đến lợi ích của bọn họ. Chí Oánh hít một hơi thật sâu, khi bà đang định quỳ xuống, một bàn tay to đã đưa ra đỡ lấy bà. Mẹ của Diệp Quân Lâm tôi sẽ không quỳ lạy bất cứ ai cả. Cho dù là trời đất cũng không được. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Về phần tôi quỳ lại cậu, điều này lại càng không thể. Nếu cậu bây giờ quỳ xuống trước mặt tôi, về sau tôi còn có thể tha mạng cho cậu. Lời này khiến người ta ngạc nhiên vô cùng. Diệp Quân Lâm vừa mới dứt lời. Tất cả mọi người đều bị làm cho choáng váng. Mọi người đều nhìn anh một cách không thể tin được. Đây rõ ràng là muốn khiêu khích Diệp Thần mà. Muốn Diệp Thần quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm ư? Đang chơi trò gì vậy? Điên rồi hay sao? Ha 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 ha, Diệp Thần đột nhiên nở nụ cười. Tốt lắm, rất có can đảm, cũng thật tự đại và ngu ngốc. Cậu căn bản không biết nhà họ Diệp rốt cuộc có thực lực mạnh mẽ đến như thế nào, nguy hiểm mà cậu sắp phải đối mặt sẽ như thế nào, cho nên mới nói, kẻ không biết chuyện nên không sợ hãi. Diệp Thần chế nhạo. Về phần đám người Ngô Thị Lan, tất cả đều rất thất vọng. Cơ hội một bước lên mây của bọn họ cứ như vậy mà vụt mất. Rõ ràng là chỉ cần chút ý tứ của Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cứ như vậy mà từ bỏ. Cậu chủ Diệp Thần, cầu xin cậu hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội. Chúng tôi quỳ xuống trước cậu có được hay không? Sau đó chúng tôi sẽ dạy dỗ Diệp Quân Lâm thật tốt. Bọn người Ngô Thị Lan khẩn cầu. Bọn họ không muốn cơ hội này cứ thế mà trôi mất. Diệp Thần nhìn Diệp Quân Lâm cười, cậu có thấy không? Bọn họ so với cậu thì nhìn thấy rõ ràng hơn nhiều. Nhưng tôi cũng đã nói với các người, cơ hội chỉ có một lần. Tôi đã cho các người rồi, sau đó thì sẽ không có nữa. Kết quả này, đối với nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh là không thể chấp nhận được. Thất vọng vô cùng. Diệp Quân Lâm chết tiệt kia, cớ phải là một tên ngốc không? Từ chối một cơ hội tốt như vậy. Giả vờ cái gì chứ? Chết có mặt mũi sống phải chịu tội. Diệp Thần cười nói, Diệp Quân Lâm, cậu thật sự rất là có can đảm, thế nhưng vẫn sẽ phải quỳ xuống dưới chân tôi. Diệp Thần, hôm nay là ngày kết hôn của tôi cũng sẽ không tranh chấp với cậu, mau rời khỏi đây. Diệp Quân Lâm hạ giọng hết mức có thể và nói với Diệp Thần. Nếu không phải là đám cưới, anh nhất định sẽ xé xác Diệp Thần thành từng mảnh trước mặt mọi người. Anh đã từng hối hận một lần về đám cưới với Lý Tử Nhiệm. Anh không muốn hối hận lần thứ hai. Cho nên anh sẽ tha cho Diệp Thần một mạng. Sau mùa thu, hãy giải quyết một lần. Diệp Quân Lâm, con làm sao lại dám đuổi cậu chủ Diệp Thần đi? Con có phải là bị điên rồi không? Bọn người Ngô Thị Lan tất nhiên không dám xúc phạm Diệp Thần. Ừ, đám cưới này, không thích hợp để tôi tham dự. Tôi chỉ đến xem một chút và tặng một phần quà lớn. Diệp Thần ra lệnh, lại đây, mang hết quà lên đây cho tôi. Diệp Thần nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm cười, đây là món quà tôi chuẩn bị cẩn thận cho cậu, hy vọng cậu thích nó. Một chiếc ô tô chạy tới. Tất cả những thứ được chuyển khỏi xe được đưa đến hội trường đám cưới. Bùm! Sau khi nhìn thấy món quà từ Diệp Thần, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi rõ rệt. Đặc biệt là Diệp Quân Lâm. Không vì lý do nào khác. Vì món quà đến từ Diệp Thần. Đó là một cái vòng hoa, một cái quan tài và một cái bia mộ. Cả bia mộ và vòng hoa đều được khắc tên của Diệp Quân Lâm. Vào ngày đám cưới của Diệp Quân Lâm, Diệp Thần lại thật sự tặng ba món quà như vậy. Ý đồ nham hiểm có thể tưởng tượng ra được. Hít. Vào lúc này, im lặng không có tiếng động, cả hội trường đều hít một hơi lạnh. Mọi người đều bị món quà của Diệp Thần làm cho hết hồn. Làm gì có ai tặng những thứ này vào ngày đám cưới chứ? Lý Tử Nhiệm cũng rất tức giận. Sau tất cả, đám cưới viên mãn của cô vẫn bị tô một nét bút hỏng đầy tiếc nuối. Tây Phương, Nam Phương, Tân Uyên và những người khác cũng vô cùng tức giận. Còn có người dám khiêu khích chiến thần thế này sao? Không nhịn được. Hoàn toàn không nhịn được nữa. Trong mắt Trung Phương,
một kẻ vô cùng nóng nảy, đã bốc lên sát khí hừng hực. Ý tưởng của hắn bây giờ rất đơn giản, là phải giết chết Diệp Thần, sau đó giết tới thủ đô, tiêu diệt toàn bộ cái gia tộc số một thủ đô này. Có vẻ như cậu rất thích món quà tôi tặng. Vậy thì tôi sẽ không quấy rầy đám cưới của cậu nữa. Sau khi tặng quà xong, chọc tức Diệp Quân Lâm, Diệp Thần muốn rời đi. Hắn thích cảm giác từ từ chơi chết người khác. Thay vì giải quyết tất cả cùng một lúc. Hắn muốn thấy Diệp Quân Lâm tức giận phân nộ, nhưng bất lực không thể làm gì. Điều anh ta muốn là tra tấn Diệp Quân Lâm, một người đang sống cho tới chết. Làm cho anh sống không bằng chết. Hắn chắc chắn rằng Diệp Quân Lâm bây giờ rất định tức giận muốn bùng nổ. Nhưng anh lại không có sức để đối phó với hắn, nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Ông chủ, để tôi giết chết cái tên khốn nạn này. Trung Phương hét lên một tiếng điên cuồng. Lần này, không có ai ngăn cản Trung Phương. Bởi vì tất cả mọi người đều có cùng ý tưởng, giết chết Diệp Thần. Hắn ta phải trả giá cho sai lầm của chính mình. Ông chủ, anh hạ lệnh đi. Chỉ cần anh hạ lệnh, chúng tôi đảm bảo sẽ san bằng nhà họ Diệp ở thủ đô. Tân Uyên cùng những người khác xin ý kiến. Bọn họ tức giận đến mức không thể chịu đựng nổi. Đặc biệt là khi Diệp Thần chuẩn bị lên xe. Ý tưởng của Diệp Quân Lâm cùng với mọi người không khác biệt lắm. Khi anh định ra lệnh, anh bắt gặp ánh mắt của Lý Tử Nhiệm. Đừng mà! Lý Tử Nhiệm lắc đầu, cô ấy ra hiệu cho Diệp Quân Lâm đừng quá bốc đồng. Mục đích của Diệp Thần rất đơn giản, đó là kích động Diệp Quân Lâm giết anh ta. Bằng cách này, hẳn ta sẽ có lý do chính đáng để giết Diệp Quân Lâm. Nhà họ Diệp sẽ không chịu bất kỳ nỗi nhục nào. Diệp Thần là một người cực kỳ thông minh, nhìn hành vi của hắn có vẻ điên rồ và độc đoán, nhưng thật ra tất cả đều nằm trong tính toán của hắn ta. Để hắn ta đi. Diệp Quân Lâm hít sâu một hơi. CP Tần Uyên và những người khác đều thở dài. Trước tiên hãy thu dọn quan tài lại đi. Nhớ, không được vứt đi. Tôi muốn dùng nó lên người Diệp Thần. Diệp Quân Lâm nhẹ giọng nói. Đã hiểu. Một tia hy vọng bừng lên trong mắt Trung Phương. Diệp Quân Lâm sẽ thanh toán khoản nợ sau mùa thu. Cứ để Diệp Thần bay nhảy thêm vài ngày. Sau đó đám cưới tiếp tục diễn ra. Ngoại trừ rắc rối đến từ Diệp Thần, mọi thứ khác đều suôn sẻ. Anh xin lỗi, Từ Nhiệm, lại làm cho em thiệt thòi rồi. Diệp Quân Lâm thở dài. Không sao, thật ra còn có một câu như thế này, có chút tiếc nuối mới là hoàn hảo. Em sẽ quên chuyện này thôi, anh đã cho em một đám cưới rất hoàn hảo. Chỉ cần anh không đối đầu cứng rắn với nhà họ Diệp nữa, em đã rất hài lòng. Có khó khăn nguy hiểm gì em cũng sẽ cùng gánh với anh. Lý Tử Nhiệm bày tỏ suy nghĩ của mình. Em yên tâm đi, anh sẽ không quỳ xuống trước bất kỳ ai. Cả đời này cũng sẽ không. Hơn nữa em cũng đừng lo lắng, nhà họ Diệp không thể làm gì được anh đâu. Diệp Quân Lâm đảm bảo. Chuyện này em biết, chỉ cần anh không khiêu khích nhà họ Diệp, bọn họ không có lý do gì đối phó với anh. Lý Tử Nhiệm quay về phía trước hỏi, đúng rồi, anh muốn cho em bất ngờ gì vậy? Đương nhiên là có bất ngờ. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Mọi người ở phía dưới đều nhìn về phía họ. Diệp Quân Lâm lấy vòng cổ và nhẫn tự chế của mình ra, đeo chúng lên cho Lý Tử Nhiệm. Lý Tử Nhiệm nhìn những chiếc vòng cổ và nhẫn được mài nhẫn từ vỏ đạn, lòng đầy xúc động. Những cái này so với vòng cổ và nhẫn bạc tỷ còn quý giá hơn. Đây là món quà mà em yêu thích nhất trên đời. Lý Tử Nhiệm nắm chặt sợi dây chuyền. Lý Tử Nhiệm nhìn Diệp Quân Lâm và nói, đây còn không phải là tất cả những bất ngờ mà anh muốn dành cho em đúng không? Diệp Quân Lâm vì đám cưới này đã chuẩn bị rất nhiều. Bất ngờ sẽ không chỉ đơn giản đến từ hai món quà này. Bên cạnh đó, Diệp Quân Lâm đã nói với bọn họ rằng, anh không phải ngôi tù, nhất định phải có lời giải thích cho vấn đề này. Anh nói đi. Em hy vọng anh đích thân nói cho em bất ngờ này, em đã đợi quá lâu rồi. Lý Tử Nhiệm nhìn Diệp Quân Lâm đầy mong đợi. Diệp Quân Lâm trong lòng vô cùng phức tạp. Nếu không phải hôm nay Diệp Thần đột nhiên tới đám cưới làm loạn, thì anh sẽ nói cho Lý Tử Nhiệm biết tất cả bí mật cũng như thân phận của anh. Ngay cả quân phục anh cũng đã mặc tốt rồi. Bây giờ, tên đã lên cung, không thể không bắn. Nếu anh không tiết lộ bất cứ điều gì cho Lý Tử Nhiệm, vậy thì không có cách nào để giải thích hết. Thật ra anh là ông chủ của tập đoàn Minh Cường, Diệp Quân Lâm nói. Hiện tại, vì nhà họ Diệp,
anh không thể tiết lộ thân phận chiến thân. Nhưng thân phận ông chủ tập đoàn Minh Cường thì không có vấn đề. Anh cũng biết nhà họ Diệp nhất định đã biết. Cạch, khi Diệp Quân Lâm nói những lời này, tất cả mọi người ở hội trường đều kinh ngạc. Đặc biệt là nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh. Họ nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Một kẻ không có tích sự lăn lộn ngoài đường trong mắt bọn họ, lại là ông chủ bí ẩn của tập đoàn Minh Cường. Tập đoàn Minh Cường đó, thậm chí tập đoàn Tam Tinh cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đám người Ngô Thị Lan ngạc nhiên đến mức lập tức đứng dậy. Thân thể bọn họ đều run lên vì phấn khích. Ngay cả Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên cũng vậy. Nghĩ đến những chuyện xảy ra ở Giang Bắc lúc trước, da đầu hai người Đoàn Hồng Thái căng ra như muốn nổ tung, hai mắt như sắp bay ra ngoài. Mọi người trong nhà họ Đoàn và nhà họ Lý đang đưa mắt nhìn nhau. Tất cả những hành vi bất thường của Diệp Quân Lâm trước đây, thái độ không để nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh vào trong mắt đều có thể giải thích được rồi. Với thân phận là ông chủ của tập đoàn Minh Cường, anh không cần phải sợ bất cứ ai hết. Đặc biệt là hai nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh, thật sự không đáng để anh đặt vào mắt. Khi Lý Tử Nhiệm nghe thấy câu này, hả, cơ thể cô run lên, nước mắt không thể khống chế được mà rơi xuống. Giống như nước làm vỡ đê. Tại sao ông chủ của tập đoàn Minh Cường lại giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác, mà không đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp nào? Tại sao Diệp Quân Lâm lại ở trong tập đoàn Minh Cường với thân phận ăn không ngồi rồi? Tại sao Phùng Ngọc Hân sau khi gặp mặt ông chủ thì lại do dự, im lặng không nói gì? Tại sao tập đoàn Quân Lâm lại đổi tên thành tập đoàn Minh Cường? Mọi manh mối đều chỉ ra rằng Diệp Quân Lâm chính là ông chủ của tập đoàn Minh Cường. Ngoại trừ Diệp Quân Lâm, không có ai trên đời này sẽ đối xử tốt với cô như vậy. Thật ra thì, khi Lý Tử Nhiệm nghe nói rằng Diệp Quân Lâm sẽ cho cô một bất ngờ, cô đã mơ hồ đoán được. Rốt cuộc thì trước đó có quá nhiều manh mối bất thường. Đặc biệt là hành vi bất thường của Phùng Ngọc Hân sau khi biết thân phận của ông chủ càng khiến cô thêm nghi ngờ. Lý Tử Nhiệm nghĩ tới đó, mọi manh mối đều chỉ về phía Diệp Quân Lâm. Vì vậy, trước đám cưới, cô đoán rằng sự bất ngờ mà Diệp Quân Lâm muốn dành cho cô chính là cho cô biết về thân phận của anh. Chỉ là cô muốn nghe Diệp Quân Lâm đích thân nói ra. Bây giờ những gì Lý Tử Nhiệm nghĩ đã được xác nhận. Lý Tử Nhiệm ôm lấy Diệp Quân Lâm, khóc lớn, Quân Lâm, anh vẫn luôn là người hùng trong tâm trí em. Giờ phút này, cô giống như đã gặp lại Diệp Quân Lâm tỉnh thần sán lạn của 6 năm trước. Không dựa đấm vào bất kỳ ai, chỉ dựa vào chính đôi tay của mình, nỗ lực để tạo ra thế giới riêng. Đây mới là điểm mà cô thưởng thức Diệp Quân Lâm nhất. 6 năm trôi qua, phong thái của Diệp Quân Lâm vẫn không hề thay đổi. Chỉ là trở nên có chút âm thầm và che giấu. Thành tựu của anh ấy, tính cách của anh ấy, vẫn như trước, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Lý Tử Nhiệm hiện rất hài lòng với Diệp Quân Lâm của hiện tại. Cô không đòi hỏi anh có thành tựu cao hơn nữa. Chỉ cần anh có cái tâm giống như trước đây là được. Đây là bất ngờ lớn nhất đối với em. Lý Tử Nhiệm không ngừng khóc. Diệp Quân Lâm giúp cô lau nước mắt, nhìn Lý Tử Nhiệm với biểu cảm phức tạp. Trong lòng anh tự bổ sung một câu, thật ra đây không phải là bất ngờ. Bất ngờ thật sự còn chưa thể nói cho em biết. Tuy nhiên, vấn đề của nhà họ Diệp rất nhanh sẽ được giải quyết, tới lúc đó Lý Tử Nhiệm cũng sẽ biết. Ngày này sẽ không còn xa, mặc dù Diệp Quân Lâm chỉ ra thân phận của anh là ông chủ của tập đoàn Minh Cường. Nhưng ở hội trường, ngoại trừ Lý Tử Nhiệm cảm thấy đó là một điều bất ngờ. Những người khác không ai cảm thấy vui vẻ hết. Cho dù Diệp Quân Lâm là ông chủ của tập đoàn Minh Cường thì sao? Ở đây, ngay cả Hải Phòng và những nơi khác, tuy là tồn tại hàng đầu. Nhưng cũng thể mạo phạm nổi nhà họ Diệp ở thủ đô. Điều này khiến một chút thành tựu của Diệp Quân Lâm bị lu mờ. Đối mặt với một nhà họ Diệp khổng lồ, một cái tập đoàn Minh Cường, thậm chí không đáng giá một xu. Điều quan trọng nhất là Diệp Quân Lâm vẫn có mối hận sâu nặng và mối quan hệ phức tạp đối với nhà họ Diệp. Mọi bước đi tiếp theo, đều chứa đầy nguy hiểm. Một chút thân phận này, ở trước mặt nhà họ Diệp, chẳng khác gì người thường. Này, cậu trai, chúng tôi rất vui khi biết tin tập đoàn Minh Cường thuộc về anh. Nhưng anh tính dùng một chút thực lực nhỏ bé này để chống đối lại nhà họ Diệp sao? Đây đơn giản chính là kẻ ngốc nằm mơ mà. Lê Quân Hào biết quá rõ thực lực của nhà họ Diệp, biết rõ việc Diệp Quân Lâm đối đầu với nhà họ Diệp,
tương đương với việc đập trứng chọi với đá. Ngay cả chị Oánh cũng nói, con trai, mẹ rất vui khi nhìn thấy thành tích của con. Nhưng con gặp phải, chính là nhà họ Diệp. Con à, con để mẹ đi cầu xin nhà họ Diệp đi. Chúng ta cứ yên ổn mà sống có được không? Đám người Ngô Thị Lan lập tức nói, đúng, đúng vậy. Cho dù bà quỳ xuống dập đầu với cậu chủ Diệp thì có sao đâu chứ. Vì một chút mặt mũi đó, có thể lấy làm cơm ăn sai. Nói chăng ra, cậu chính là quá coi trọng mặt mũi. Còn không phải sao, chỉ cần cậu quỳ xuống cầu xin, cậu chính là cậu chủ nhà họ Diệp. Của cải giàu có, vinh hoa phú quý không tốt sao? Không lẽ cậu muốn từ nhiệm cùng cậu trải qua một sống cuộc sống nguy hiểm như vật sao? Biết đâu một ngày nào đó cả từ nhiệm và đứa con trong bụng gặp nguy hiểm thì sao? Sao cậu không nghĩ đến điều đó? Đối với nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh, họ thích leo lên nhà họ Diệp ở Bắc Kinh hơn. Còn về cái thân phận này của Diệp Quân Lâm, hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Anh ta không thể tự bảo vệ mình. Càng không nói đến việc một bước lên mây. Diệp Quân Lâm, cậu đối với người khác rất tốt, nhưng sáu ó hai điểm. Thứ nhất, tầm nhìn của cậu còn quá hạn hẹp. Thứ hai, cậu không biết phán đoán tình huống. Trịnh Quốc Thắng lạnh lùng nói. Giống như những gì Diệp Thần đã nói, môi trường trưởng thành của cậu và những người cậu tiếp xúc sẽ quyết định tầm nhìn của cậu, nó là quá hạn chế. Cậu nên duy trì một trái tim khiêm tốn. Có quá nhiều người mạnh hơn cậu, cũng giống như nhà họ Diệp vậy, cậu kiêu ngạo đến mức muốn thách đấu với họ sao? Lần này, nhà họ Diệp không quan tâm đến thân phận của cậu, chấp nhận đưa cậu trở về. Cậu chỉ cầu quỳ xuống dập đầu một cái mà thôi. Một chút tình huống như vậy thôi mà cậu không hiểu sao. Mọi người đều đồng ý với những gì Trịnh Quốc Thẳng nói. Diệp Quân Lâm quá kiêu ngạo, mọi người đều không đồng ý. Kết quả của việc này có thể sẽ giống như 6 năm trước. Đoàn Văn Chấn hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm nói, Diệp Quân Lâm, kết quả cuối cùng có khả năng chính là cả cậu và Từ Nhiệm đều gặp nguy hiểm. Đến lúc đó tính mạng cũng không còn, vậy cậu cần cái mặt mũi đó để làm gì? Đúng vậy, đối mặt với lợi ích như vậy, mặt mũi là cái thứ gì chứ? Diệp Quân Lâm, cậu đúng là người thông minh, chuyện này cậu không hiểu sao? Cũng có nói, người khôn không tự chặn đường của mình, nhà họ Diệp không muốn thu nhận cậu, chủ yếu là đo thân phận của cậu quá thấp kém, đê tiện. Và những thành tựu mà cậu làm ra chẳng là gì trong mắt họ. Nhà họ Diệp thân phận cao quý, thể diện là trên hết, cũng sẽ không hạ thân phận chủ động tới đón cậu. Còn cậu thì sao, chỉ cần cậu nói vài câu để nghe với ba của cậu, cậu còn không phải có thể lập tức quay lại nhà họ Diệp sao? Quỳ gối thì có gì sai? Đó cũng là người nhà của cậu. Không có gì phải xấu hổ mọi người lần lượt buộc tội Diệp Quân Lâm. Trong mắt hầu hết mọi người, quỳ xung dập đầu là chuyện quá dễ dàng, phải không? Mặt mũi ở cái thứ này, trong thời buổi này còn có giá trị sao? Trong điều kiện hiện nay, không ai coi trọng điều này hết, không phải sao? Nhưng tại sao trong mắt Diệp Quân Lâm, việc này lại trở nên khó như vậy? Thể diện thanh cao sao lại có sức nặng như vậy? Diệp Quân Lâm liếc nhìn mọi người và nói, thứ nhất, bọn họ không coi tôi là người nhà, tôi cũng không coi bọn họ là người nhà. Thứ hai, tôi nghĩ rằng mặt mũi rất quan trọng. Ít nhất là tôi, Diệp Quân Lâm, không thể đánh mất. Cậu quá cố chấp, mấy người Đoàn Văn Chấn bị Diệp Quân Lâm nói tới tức giận, lớn tiếng mắng. Đời này, thành tựu của cậu cũng sẽ chỉ tới đây thôi. Tuyệt đối không thể tiến thêm một bước nào nữa. Ngô Văn Lan hét lên. Mặt mũi cũng phải xem là lúc nào chứ. Đến lúc này mặt mũi cũng chỉ là rác rưởi. Đoàn Văn Chấn tức giận đập bàn giữ đội. Lý Tử Nhiệm đứng về phía Diệp Quân Lâm. Cô nói con cũng nghĩ là Quân Hạo nói đúng. Chính là một chút mặt mũi thôi. Con cũng cho là vô cùng quan trọng nhất. Tại sao chúng ta phải thỏa hiệp? Hạ thấp nhân phẩm của chính mình và để người khác coi như một con chó. Lê Quân Hạo bất lực thở dài, em gái, nói thật. Làm chó cho nhà họ Diệp cũng rất tốt, không biết có bao nhiêu người cho dù nằm mơ cũng muốn tranh giành đến đổ máu vì nó đâu. Ngô Văn Lan và những người khác gật đầu một cái. Bọn họ nghĩ Lê Quân Hạo nói rất đúng. Ngay cả một con chó của nhà họ Diệp ở thủ đô cũng là thân phận rất cao. Càng đáng nói hơn. Diệp Quân Lâm là con trai của người thừa kế tiếp theo của nhà họ Diệp. Mấy đứa còn quá trẻ, đối với tất cả mọi việc đều quá lý tưởng hóa. Mấy đứa cần phải đối mặt với thực tế, đến khi bằng tuổi chúng ta, mấy đứa nhất định sẽ hối hận.
Lý Tử Nhiệm nhìn mọi người một cách khó tin. Không ai coi nhân phẩm là một thứ đáng giá. Bọn họ thậm chí còn muốn trở thành một con chó của nhà họ Diệp. May mắn thay, Diệp Quân Lâm đã giữ được một cửa ải này. Được rồi, không cần nói về nó nữa. Mỗi người đều có những lý tưởng khác nhau, nếu còn tiếp tục thì cũng sẽ cãi nhau thôi. Lý Tử Nhiệm lạnh lùng nói. Đám cưới cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng đối với Lý Tử Nhiệm, không có gì tiếc nuối hết, mà là tất cả đều là những gì mà cô muốn. Sau này, bất kể là con đường như thế nào, em sẽ cùng anh đi tiếp. Lý Tử Nhiệm mỉm cười nói. Em yên tâm, có anh ở đây, tuyệt đối sẽ không để em và con gặp bất kỳ ấm ức nào. Ở một chỗ khác, cậu chủ Diệp Thần, Diệp Quân Lâm này quả thật có chút can đảm. Diệp Thần cười nói, dù sao cũng có được huyết thống nhà họ Diệp, ngỗ nghịch là chuyện bình thường. Nhưng tôi muốn xem thử, cậu ta có thể cứng rắn được bao lâu. Tôi muốn cậu ta hiểu được sự tàn khốc của hiện thực, phải cúi đầu trước mặt tôi, từ bỏ đi cái thứ gọi là mặt mũi này. Cậu chủ Diệp Thần, chúng tôi rất mong chờ. Ha ha ha. Diệp Quân Lâm vẫn còn quá yếu, nếu mạnh hơn chút nữa thì tốt biết bao. Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài nói, bây giờ tôi muốn đối phó hẳn thì biện pháp có vô cùng nhiều. Ví dụ như Lý Tử Nhiệm cùng đứa con trong bụng cô ta. Tôi muốn đứa trẻ đó bằng cách nào cũng không thể sinh ra được. Đúng vậy, cậu Thần, ngài hạ lệnh đi, để cho chúng tôi đi xử lý Diệp Quân Lâm. Tuy nhiên Diệp Thần chỉ lắc đầu một cái, không không không. Tôi phải từ từ chơi chết hắn, tôi muốn phá hủy sự kiêu ngạo của hắn khiến hẳn một đòn cũng chịu không nổi. Đêm động phòng hoa trúc, tôi cũng sẽ không để cho hắn được trôi qua yên ổn. Người đâu, đi, bên này Diệp Quân Lâm đang cùng các anh bè, bạn bè uống rượu. Những người bạn đặc biệt của anh thật sự cũng quá khó khăn để tụ hội lại với nhau. Các anh em ở đây, thầy cũng ở đây, Diệp Quân Lâm cảm giác vô cùng mãn nguyện. Sư phụ của anh Trung Long Xuyên nói, Quân Lâm, tình hình của con thế nào ta đều biết, có sao nói vậy, nhà họ Diệp ở thủ đô quả thực không bình thường. Hơn ngàn năm lịch sử như vậy, nói về võ lực, chính là cao thủ nhiêu như mây. Ta có thể nói cho con một vài số liệu được chứ? Bảng xếp hạng đội quân Lạc Việt chắc con cũng biết. Diệp Quân Lâm gật đầu một cái. Bảng xếp hạng quân đội Lạc Việt là danh sách các cao thủ trong đội quân Lạc Việt, phàm là đầu bảng chắc chắn đều là cao thủ cấp cao. Tuy nhiên giống như Diệp Quân Lâm cùng với chiến thần Côn Luân lại thuộc vào hàng cao thủ bí mật. Sẽ không được chọn ở trên bảng xếp hạng quân đội. Bọn họ chỉ biết là danh sách xếp hạng rất mạnh, cụ thể như thế nào, cũng không biết được. Bảng xếp hạng quân đội Lạc Việt, con cháu của nhà họ Diệp ước chừng chiếm 2 vị trí. Cùng nhà họ Diệp có liên quan ước chừng khoảng 46 vị trí. Nói cách khác, cao thủ trên bảng quân đội Lạc Việt dường như đầu có liên quan tới nhà họ Diệp. Sau khi Trung Long Xuyên nói ra con số này, Diệp Quân Lâm cùng tất cả mọi người đều giật mình. Những người trong danh sách đều là những kẻ tàn nhẫn trong quân đội. Mỗi một người đều là kẻ điên cuồng trên chiến trường, nổi danh ác liệt cả trong và ngoài nước. Mỗi một người không chỉ có chiến công hiển hách mà còn có thực lực cực mạnh. Cao thủ có liên quan tới nhà họ Diệp, lại có nhiều như vậy. Thực lực của nhà họ Diệp có thể thấy là điều hiển nhiên. Tuy nhiên theo những gì mà Diệp Quân Lâm cùng mọi người từng thấy trước đây, một người hầu nhỏ bé cũng có sức mạnh đủ để nghiền nát một thành phố. Sức mạnh thực sự của nhà họ Diệp nếu để lộ ra ngoài, đúng là không cách nào tưởng tượng nổi. Không chỉ có như vậy, nhà họ Diệp còn có những cao thủ ở nhiều phương diện khác, có thể nói là rất nhiều lai lịch, thế gia đệ nhất Lạc Việt quả thật là danh bất hư truyền. Thậm chí so với ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, dẫu sao ta cũng chưa hiểu sâu về ó. Hơn nữa mẹ của Diệp Thần là Long Thanh Tình lại là viên Minh Châu trong tay thế gia thứ hai của Lạc Việt nhà họ Long, cho nên hai gia tộc này chính là như một. Một khi thấy nhà họ Diệp xuất chiến, nhà họ Long cũng sẽ tham dự vào. Trung Long Xuyên nhìn Diệp Quân Lâm nói, chiến thần, ta hy vọng con khi đối phó với nhà họ Diệp ở thủ đô cũng phải cẩn thận một chút. Nhất định phải cẩn thận. Diệp Quân Lâm gật đầu một cái, yên tâm đi, sư phụ, mọi việc con sẽ lo liệu. Tuy nhiên, con cũng không thể quy trách nhiệm cho nhà họ Diệp. Tất cả mọi người đều biết, Diệp Quân Lâm quyết định hướng nhà họ Diệp xuất chiến. Đã từng đối mặt với 18 nước hẳn cũng không sợ. Một nhà họ Diệp có thể khiển hẳn lui về phía sau sao. Thời điểm mọi người đang uống say sưa, lại có người xông vào.
nhìn thoáng qua ai cũng nhận ra đây là thủ hạ của Diệp Thần Ban ngày hôm qua vừa mới xuất hiện. Mày có chuyện gì? Trung Phương Hạ thấp giọng hỏi. Thủ hạ Dương Thần, Diệp Đông Long cười nói, Diệp Quân Lâm, tao tới nói cho mày một chuyện. Chuyện gì? Ân nhân cứu mạng mày đang bị đe dọa tính mạng, mày có muốn cứu không? Diệp Đông Long cười nói. Ân nhân cứu mạng của tao. Diệp Quân Lâm sắc mặt biến đổi. Đúng, không sai, hẳn ta bây giờ sắp không xong rồi. Là ai? Diệp Quân Lâm hỏi, có phải Diệp Nguyên hay không? Chí Oánh cả người run rẩy hỏi. Nếu như Diệp Quân Lâm chỉ có một ân nhân cứu mạng ở nhà họ Diệp, vậy chỉ có thể đại quản gia nhà họ Diệp, Diệp Nguyên. Ban đầu Diệp Nguyên coi bà như con gái mà đối xử. Âm thầm hỗ trợ không ít. Có thể nói bà có thể còn sống là đo sự giúp đỡ rất nhiều từ Diệp Nguyên. Ban đầu sau khi bà sinh đứa nhỏ bị Diệp Minh Thiên bế đi, bà thật ra rất lo lắng không biết đứa bé có còn sống hay không. Là Diệp Nguyên đã hứa với bà nhất định giữ đứa trẻ còn sống. Không sai, chính là Diệp Nguyên. Nói thật cho các người biết, ban đầu nhà họ Diệp không muốn để cho Diệp Quân Lâm còn sống nên vứt hắn ở nơi núi thẳm trong rừng hoang, là lão già đáng chết Diệp Nguyên này. Bí mật đem Diệp Quân Lâm đi, đem hắn ném trên đường phố Giang Bắc. Nếu không hắn đã sớm chết, Diệp Đông Long cười lạnh nói. Oanh, tin tức này đối với Chí Oánh mà nói giống như sấm sét giữa trời quang. Hóa ra nhà họ Diệp chính là đang lừa bà. Diệp Minh Thiên vẫn luôn lừa bà. Bọn họ cũng không định bỏ qua cho Diệp Quân Lâm. Chẳng qua là Diệp Minh Thiên không có nhẫn tâm sát hại, mà là đem Diệp Quân Lâm vứt bỏ ở rừng hoang, nhưng việc này với giết người có cái gì khác nhau. Hóa ra nhà họ Diệp vẫn không có ý định để cho con trai của bà sống. Vốn dĩ bà còn tưởng rằng Diệp Minh Thiên đối với đứa trẻ cuối cùng có chút tình cảm, mọi việc có thể xử lý ổn thỏa. Vậy mà cuối cùng, đường đường là đệ nhất gia tộc Lạc Việt lại có thể lật lọng như vậy. Những gì đã hứa cũng không làm được, nhưng có thể bà không biết, ở loại gia tộc như thế này, lợi ích mới là trên hết. Chỉ cần có lợi ích ở trước mắt, mọi thứ đều không là gì. Huống chỉ chuyện này căn bản không có ai biết. Diệp Minh Thiên, là tôi nhìn lầm anh. Hổ dữ không ăn thịt con. Anh quả thật là quá tàn nhẫn. Chí Oánh nắm chặt nắm đấm, thân thể khẽ co giật. Đau lòng, quá đau lòng, đối với một người tuyệt vọng trong nháy mắt. Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm cũng có chút khiếp sợ. Hóa ra ngày xưa mình từng suýt chút nữa mà chết. Hắn cũng đã hiểu. Tại sao trước đây những người hầu lại đối phó hẳn. Hóa ra, trên dưới nhà họ Diệp đều tưởng rằng hắn đã chết. Diệp Minh Thiên mày thật là ác độc. Là cha ruột nhưng đối với máu thịt của mình còn xuống tay ác độc như vậy, quả là tàn nhẫn. Đều do lão thất phu Diệp Nguyên, nếu không bây giờ cũng không xảy ra nhiều chuyện phiền phức như vậy. Diệp Đông Long hừ lạnh nói. Diệp Quân Lâm, bây giờ thế nào? Có cứu Diệp Nguyên hay không tự mày quyết định? Cho mày 3 tiếng đồng hồ, nếu mày không tới. Diệp Nguyên sẽ vì máu trên người đều chảy hết mà chết. Diệp Đông Long cười một tiếng sau đó liền rời khỏi nơi này. Diệp Quân Lâm liền hỏi Chí Oánh về chuyện của Diệp Nguyên. Con trai, xem ra quả thật là chú Diệp Nguyên đã cứu con. Chí Oánh khẳng định nói. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, được, nếu đã là ân nhân của Diệp Quân Lâm con, cũng chính bởi vì con mà gặp nạn, dù có ra sao con cũng phải đi cứu. Con trai. Thật ra Chí Oánh muốn khuyên Diệp Quân Lâm không nên đi. Bà biết chắc rằng đây chắc chắn là mưu kế của Diệp Thần, muốn khiến cho Diệp Quân Lâm mắc câu, hẳn ta liền có lý do chính đáng để giết Diệp Quân Lâm. Như vậy, nhà họ Diệp cũng sẽ không mang phải tiếng xấu. Cho nên một khi Diệp Quân Lâm đi, chắc chắn sẽ vô vàn nguy hiểm. Đêm nay hẳn vừa mới thành hôn xong đã gặp phải nguy hiểm như vậy. Làm một người mẹ, đương nhiên bà sẽ không muốn con trai mình gặp nguy hiểm. Nhưng mặt khác bà lại hy vọng Diệp Quân Lâm là một người có tình nghĩa, nếu Diệp Nguyên đã là ân nhân cứu mạng thì bằng mọi giá cũng phải cứu. Mẹ, yên tâm đi, con cùng với Diệp Thần sớm muộn gì cũng phải đối đầu với nhau. Diệp Quân Lâm sau khi nói xong liền đi tìm Diệp Thần. Diệp Nguyên hẳn nhất định phải cứu, ai cũng không thể ngăn cản. Quân Lâm, nhìn bóng lưng Diệp Quân Lâm rời đi, Chí Oánh ngây người tại chỗ. Không được. Bà không thể để cho Diệp Quân Lâm cứ thế đi chịu chết. Chí Oánh cũng lập tức rời đi, không biết đi nơi nào. Sơn Trang Giang Bắc. Vốn dĩ nơi này là nhà của gia đình giàu có họ Trâm, tuy nhiên bọn họ rời đi đã lâu.
Diệp Thần này quả thật là một tên biến thái. Cậu Thần, Diệp Quân Lâm chắc chắn sẽ đến chứ? Diệp Đông Long hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái, ừ, không sai. Ta nhìn người rất chính xác, Diệp Quân Lâm người này quá trọng tình nghĩa. Trọng tình nghĩa đối với ta và cha ta mà nói, đây hoàn toàn chính là khuyết điểm, nó sẽ trở thành gánh nặng của bản thân, tới thời điểm quan trọng chính nó cũng sẽ lấy mạng mình. Đây là khái niệm mà Diệp Minh Thiên luôn luôn dạy dỗ Diệp Thần, ngàn vạn lần không thể trọng tình nghĩa, thời khắc quan trọng có thể vứt bỏ hết tất cả, để cho bản thân tàn nhẫn vô cảm, như vậy mới có thể làm được việc lớn. Đây cũng chính là nguyên do mà Diệp Minh Thiên có thể dễ dàng vứt bỏ mẹ con Chí Oánh. Đây cũng chính là nguyên tắc làm việc của Diệp Minh Thiên. Thời khắc quan trọng có thể vứt bỏ hết thảy. Chứ đừng nói là những người trong mắt hắn không có một chút giá trị như Chí Oánh cùng Diệp Quân Lâm. Những thứ muốn gây cản trở hắn trên con đường thăng tiến, hắn sẽ tự nhiên gạt sang một bên. Đây là sự thật, nếu như Diệp Quân Lâm không trọng tình nghĩa như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tới, chứ đừng nói là phải chết. Diệp Đông Long cười nói. Diệp Thần gật đầu một cái, ừ, không sai, chính là đạo lý này. Nếu hắn không tới, chắc chắn sẽ không có việc gì. Diệp Thần mày quá âm hiểm, vậy mà muốn chọc giận cậu chủ Lâm Lâm để cậu ấy tới công kích mày, từ đó mà giết cậu ta. Diệp Nguyên mắng to. Nụ cười trên môi Diệp Thần càng sâu, loại con hoang này còn không có cách nào tiến được vào cửa nhà họ Diệp, mà bây giờ người biết tới hắn quả thật quá nhiều. Thời thời khắc khắc đều có người nhìn chằm chằm, ta lại không thể tùy tiện ra tay giết hại, chỉ có thể chọc giận hắn mà thôi. Mày, một tiếng lại một tiếng ho khan. Diệp Nguyên do kích động khiến máu tươi nơi vết thương càng chảy đầm đìa. Những vết thương trên người ông như đâm xuyên khắp các dây thần kinh, khiến ông ta rên rỉ thảm thiết. Chịu đựng một chút, Diệp Quân Lâm rất nhanh sẽ tới, đến lúc đó mấy người cùng nhau xuống địa ngục, cũng sẽ không phải chịu đau khổ nữa. Diệp Thần lại cầm lên một con dao kiểu cách phương Tây, rạch trên người Diệp Nguyên từng nhát. Chết tiệt! Rất rõ ràng, Diệp Nguyên bị treo ngược, máu tươi càng chảy nhanh hơn. Diệp Nguyên đã không thể chống đỡ được lâu hơn nữa. Trước khi máu chảy hết, có thể đau tới mức chết đi. Diệp Thần, ta đã tới. Lúc này, cửa sơn trang đột nhiên bị người đạp đổ, bên ngoài một giọng nói truyền tới. Ha ha ha, cậu Thần quả nhiên liệu sự như thần, Diệp Quân Lâm quả nhiên đến tìm chết. Diệp Đông Long cười nói. Hết Diệp Nguyên lặng lẽ thở dài. Đứa nhỏ này đáng lẽ không nên tới đây. Chỉ thấy Diệp Quân Lâm một cước đá bay cửa, bước vào giang bắc sơn trang. Bên trong sơn trang giang bắc, người của Diệp Thần ước chừng phải hơn 1000. Toàn bộ bọn họ đều xuất hiện, nhìn chăm chăm Diệp Quân Lâm đang đi vào. Bắt hẳn lại. Tất cả chuẩn bị động thủ. Từ đã, để cho hẳn vào đi. Từ bên trong truyền ra một giọng nói. Sau khi nhận được mệnh lệnh, hơn ngàn cao thủ nhường ra một con đường, đứng ở hai bên, nhìn Diệp Quân Lâm tiến vào. Quả nhiên toàn bộ đều là cao thủ. Nội lực nhà họ Diệp hùng mạnh quả nhiên là sự thật. Rất nhanh, Diệp Quân Lâm đã tới phòng khách. Thấy Diệp Nguyên bị treo ngược bên trên, hẳn ánh mắt híp một cái. Diệp Thần này quả thật độc ác. Nhìn bãi máu trên mặt đất, Diệp Quân Lâm lại càng thêm tức giận. Diệp Quân Lâm, đây chính là ân nhân cứu mạng của mày. Nếu không phải ông ta cứu mày, mày vừa mới sinh ra đã phải chết ở nơi âm u. Diệp Quân Lâm giết chết đại quản gia Diệp Nguyên, hẳn vì trả thù cho Diệp Nguyên mà giết chết Diệp Quân Lâm. Lý do này quả thực rất hợp lý. Dù người khác biết rõ là mưu kế, nhưng không có cách nào phản bác được. Ở một bên khác, Chí Oánh vội vàng trở về phòng của mình, gõ ra một số điện thoại mà bà từng nhớ kỹ. Mau nghe máy, trễ hơn chút nữa Hạo Thần sẽ xảy ra chuyện mất. Chí Oánh vô cùng sốt ruột. Alo, ai vậy? Cuối cùng người ở đầu bên kia điện thoại cũng đã nghe máy. Tôi là Chí Oánh. Sau khi Chí Oánh nói ra thân phận, đối phương liền im lặng một hồi lâu, ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe thấy. Diệp Minh Thiên tiên sinh, tôi không muốn cùng ngài nói nhảm, tôi chỉ có một thỉnh cầu. Chí Oánh không nhiều lời, lập tức nói ra mục đích. Bà lo lắng nếu chậm, Diệp Quân Lâm sẽ gặp nguy hiểm. Nói, tôi muốn ngài buông tha cho con trai của tôi. Chỉ cần lần này, chỉ cần ngài bỏ qua cho con trai tôi bảo đảm mẹ con hai người chúng tôi tuyệt đối sẽ không dính líu tới nhà họ Diệp nữa. Tôi làm người thế nào ngài cũng biết. Ta nói được là làm được.
Chí Oánh giọng khẩn cầu. Chuyện này không phải mình tôi có thể quyết định, ai bảo hắn cuồng vọng như vậy, ngay cả đại gia tộc Diệp gia cũng dám khiêu khích. Diệp Minh Thiên lạnh lùng nói. Hẳn còn trẻ, không có biết gì, van cầu ngài bỏ qua cho hẳn một lần. Chỉ lần này, Chí Oánh tôi chưa từng cầu xin ngài điều gì, chỉ cầu ngài buông tha cho con trai tôi một lần. Tôi cũng có thể chết thay hẳn. Tôi van cầu ngài, tôi quỳ xuống cầu xin ngài đấy. Chí Oánh đã khóc tới thảm thiết. Tôi không đối phó với hẳn, không có nghĩa là những người khác trong nhà họ Diệp cũng không đối phó với hắn. Diệp Minh Thiên cứ thế cự tuyệt. Diệp Minh Thiên, nếu cô không đáp ứng, tôi liền đem bí mật của cô nói ra. Chí Oánh đột nhiên hét lớn. Gói. Lần này, ở đầu bên kia điện thoại giọng Diệp Minh Thiên đột nhiên thay đổi. Chí Oánh, trước kia cô nói yêu tôi cả đời, sẽ vĩnh viễn bảo vệ bí mật này giúp tôi. Bây giờ lại muốn nói ra, đồ đàn bà hạ tiện này. Diệp Minh Thiên tức giận nói. Không, vì tính mạng của con trai tôi sẵn sàng mặc kệ. Hoặc là bỏ qua cho hắn, hoặc là tôi nói Red Chí Oánh hoàn toàn bị ép. Được, tôi hứa với cô, tha cho hắn một mạng. Nhưng còn có một chuyện, nếu như sau này cô lại lợi dụng điểm yếu là bí mật này uy hiếp tôi thì làm thế nào? Diệp Minh Thiên hỏi. Tôi đảm bảo sau này sẽ không uy hiếp ông, chỉ có lần này. Diệp Minh Thiên trầm giọng nói, không, bây giờ tôi phát hiện, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Oanh, Chí Oánh thân thể run lên, cả người luống cuống. Như vậy đi, một mạng của cô đổi lấy một mạng của Diệp Quân Lâm. Chờ sau khi Diệp Quân Lâm không việc gì. Tôi cho người tới đón cô trở lại kinh thành. Diệp Minh Thiên chắc chắn không cho phép bí mật này có thể để lộ ra bên ngoài. Trước đây ông ta không có để tâm. Chính là bởi vì ông ta tin chắc rằng Chí Oánh quá yêu ông ta. Dù cho bà có chết, cũng phải bảo vệ bí mật của mình. Tuy nhiên bây giờ lại nhiều thêm một Diệp Thần cười cười nói, Diệp Quân Lâm, cổ mày sắp lìa tới nơi rồi. Bây giờ, còn đám mạnh miệng nói càn. Về phần ngày hôm nay, là tôi cố tình vì cậu mà chọn lựa đẩy. 6 năm trước, vào đêm tân hôn, mày bị cắt đứt tứ chỉ, ném trên đường chính. 6 năm sau, cũng vào đêm tân hôn, mày bị người ta giết chết. Đánh cho tới chết, ha ha ha. Trong chốn U Minh tất cả đều đã có tính toán từ trước. Diệp Thần càn rỡ cười to nói. Diệp Nguyên rất tức giận. Biến thái, qua biến thái. Thuộc hạ bên người của Diệp Thần còn cười lớn nói, thằng nhãi. Tự cầm vòng hoa tới để trên quan tài bia mộ của bản thân sao? Vậy bọn họ cũng chuẩn bị cho mày rất kỹ càng đó. Diệp Quân Lâm vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, Diệp Thần, sai lầm lớn nhất của ông là tự mình đi tới Giang Bắc. Gì cơ, sai lầm? Diệp Thần nghi ngờ hỏi lại. Bởi vì hôm nay ông nhất định phải chết, dù hôm nay có là ngày cưới của tôi, nhưng tôi cũng sẽ vì ông mà phá lệ, tay nhuốm máu tanh. Diệp Quân Lâm đã quyết tâm phải giết. Diệp Thần phải chết. Người đâu? Diệp Thần vừa muốn hạ lệnh. Nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại. Cái gì? À, tại sao? Được, con biết, cha. Sau khi Diệp Thần cúp điện thoại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Quân Lâm. Cậu Thần, hạ lệnh đi. Diệp Đông Long sốt ruột thúc giục. Vậy mà Diệp Thần lại phất tay một cái nói, tất cả đều lui xuống đi. Không giết Diệp Quân Lâm. Hả? Quyết định này ban xuống đều khiến tất cả mọi người sửng sốt hồi lâu. Sao lại không giết Diệp Quân Lâm nữa? Được rồi, Diệp Quân Lâm, coi như mày may mắn. Hôm nay không giết mày, Diệp Nguyên cũng ném cho mày. Diệp Thân vô cùng buồn bực nói. Hắn không hiểu vì sao cha lại không muốn giết Diệp Quân Lâm nữa. Đưa cho hẳn một cái mệnh lệnh mà chẳng giải thích gì. Vậy cũng không được, ông không giết tôi thì không có nghĩa là tôi sẽ không giết ông. Diệp Quân Lâm đang đáng sát khí nhìn chăm che ám Diệp Thần. Diệp Quân Lâm cảm thấy rất buồn cười. Hẳn nói không giết mình liền xong chuyện sao? Hắn có hỏi qua ý của anh chưa? Diệp Thần căn bản không có hiểu ai giết ai. Hả? Diệp Thần hơi ngạc nhiên một chút. Bản thân hẳn đã không muốn giết hắn ta nữa, hắn ta lại còn muốn giơ đầu trước họng súng. Các người đều nghe rõ chưa? Đây là hắn muốn giết ta. Vậy nếu bây giờ ta có giết hắn? Cha cũng sẽ không trách tội ta. Ha ha ha. Diệp Thần vốn dĩ còn tưởng rằng hôm nay không thể giết được hẳn. Không nghĩ tới Diệp Quân Lâm còn tự đem mình tới chịu chết. Đây đúng là chuyện tốt. Diệp Thần vì thế mà bật cười.
Diệp Quân Lâm, đây là người tự mình chui đầu vào chỗ chết. Đừng trách ta lòng dạ ác độc. Người đâu, giết Diệp Quân Lâm. Bầu không khí trong phút chốc trở nên bùng nổ, Dương cũng bạt kiếm. Cậu chủ, bên ngoài có một đàn bà tới, tên là Chí Oánh. Ngay lúc này lại có người chạy vào báo. Rất nhanh Chí Oánh đã di tới trong sảnh. Diệp thần, cha của cậu đã đáp ứng bỏ qua cho chúng tôi. Cậu cũng không thể lật lọng như thế chứ. Chí Oánh từ từ nói. Ừ, ta bỏ qua cho Diệp Quân Lâm. Diệp thần nói. Mẹ, người rời đi trước đi. Hắn muốn bỏ qua cho ta, nhưng ta cũng không bỏ qua cho hẳn. Diệp Quân Lâm nhất định phải giết chết Diệp thần. Con trai, mẹ cầu xin con, đừng làm loạn nữa. Chúng ta đi nhanh lên, đừng làm loạn nữa. Hôm nay là ngày vui của con suy nghĩ một chút tới đứa trẻ trong bụng của Từ Nhiệm đi. Chí Oánh nằm trên đất, ôm chặt lấy đùi của Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm lúc này mới lộ vẻ xúc động, hắn nhìn Diệp thần nói, được, coi là hôm nay số ông may mắn. Giữ được một mạng, bây giờ cút nhanh lên, chờ tới khi ta đổi ý, sợ là ông muốn rời khỏi Giang Bắc cũng không đi được đâu. Ha 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 ha, Diệp thần không giận ngược lại cười lớn. Nói thật, ta thật chưa bao giờ thấy qua kẻ nào ngu xuẩn tới như vậy. Diệp Quân Lâm mày yên tâm đi, hôm nay là tao phải rời đi, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày mày lại rơi vào tay của tao. Mày không phải muốn khiêu chiến nhà họ Diệp, muốn đánh tới của nhà họ Diệp sao? Tao ở nhà họ Diệp chờ mày, mày cũng không nên không đến chứ. Diệp thần cười to nói. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ tới nhà họ Diệp. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm cõng theo Diệp Nguyên cùng mẹ cùng nhau rời khỏi Sơn Trang Giang Bắc. Am! Diệp thần tức giận đấm mạnh một cái ở trên vách tường. Ngay lập tức, vách tường chỗ này lập tức đổ xuống, theo sau là cả một tòa kiến trúc đồ sộ cũng hóa thành cho bụi, khói bụi mù mịt dâng lên. Thứ nhất, có thể thấy được sức mạnh thật sự của Diệp thần quả thật rất mạnh, một đấm liền đánh sập cả một tòa kiến trúc. Thứ hai, cũng có thể thấy được Diệp thần tức giận như thế nào. Bị một đứa con hoang khiêu khích như vậy, nhưng lại không thể giết được, quá khó khăn, quá tức giận. Cậu chủ tiếp theo tính như thế nào? Diệp Đông Long hỏi. Ngay cả hắn cũng không nhịn được. Còn tính cái gì nữa, sự việc đã thành ra như vậy rồi, còn có thể thế nào? Rút lui. Trong một đêm, Diệp thần liền rời khỏi Giang Bắc. Hẳn không hiểu nổi, cha vì sao lại đưa ra một quyết định như vậy. Trước kia rõ ràng là đã đồng ý với hắn. Sau khi bà đem Diệp Nguyên sắp xếp xong xuôi, Chí Oánh liền nhận được một cuộc điện thoại từ Diệp Minh Thiên. Người ta cũng đã thả, cô cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ. Diệp Minh Thiên lạnh lùng nói. Được, Chí Oánh tôi nói được là làm được. Nhưng tôi hy vọng ông không nên lật lọng. Chí Oánh chính là có ám chỉ. Chỉ trích việc Diệp Minh Thiên trước kia từng có ý giết hại Diệp Quân Lâm khi hẳn còn là trẻ sơ sinh. Yên tâm đi, sẽ không. Cô cứ chuẩn bị xong, lát nữa tôi sẽ phái người tới đón cô đi. Diệp Minh Thiên vẫn là bộ dạng lạnh lùng nói. Ừ, được. Sáng sớm ngày hôm sau. Liền truyền tới tin tức, không thấy Chí Oánh đâu. Không xong rồi. Diệp Quân Lâm thầm nói một tiếng không tốt. Diệp thần chắc chắn không thể vô duyên vô cớ lại bỏ qua cho mình, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Hôm nay xem ra khẳng định chuyện này nhất định có liên quan tới mẹ anh. Mẹ e nhất Euro có thể đang gặp nguy hiểm. Có thể tưởng tượng được, Chí Oánh hơn một nửa là đã có giao dịch gì đó với nhà họ Diệp. Nếu không nhà họ Diệp chắc chắn sẽ không bỏ qua mình. Lúc này, Chí Oánh đã được đem tới thủ đô. Bà bị mang tới trước mặt của Diệp Minh Thiên. Xa cách cũng đã được 20 năm, bây giờ hai người lại gặp nhau lần nữa. Chỉ là vật và người đã không còn như xưa. Diệp Minh Thiên vẫn như ngày xưa khắp người tỏa ánh sáng rực rỡ. Khí độ bất phàm, so với năm đó càng thêm trưởng thành hơn, hoàn mỹ hơn nhiều. Diệp Minh Thiên cả đời này quá hoàn mỹ. Cho dù là ở trên bất kỳ phương diện nào. Hiện tại hắn sắp trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp, khi đó, hắn sẽ trở thành người đàn ông tôn quý nhất trên đời này. Nhìn lại Chí Oánh, hào quang ngày xưa đã không nữa, hình dáng giả nua, nếp nhăn đầy trên trán, thân thể vô cùng gầy gò. Từ thiếu nữ đã từng rực rỡ xinh đẹp như hoa nay đã biến thành bà lão gần đất xa trời. Hai người đứng chung một chỗ, tạo thành so sánh đặc biệt rõ ràng. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, hai người đã từng là tình nhân. Trông thấy Diệp Minh Thiên,
Triệu Ánh tâm tình phức tạp, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc. Diệp Minh Thiên thấy hình ảnh này của Triệu Ánh hẳn liền bật cười. Đầu tiên hắn tự cười chính mình, cười mình năm xưa quá ngu xuẩn quá rốt nát, vậy mà lại vừa ý người đàn bà này. Thứ hai, hắn cười Triệu Ánh, cười nhạo bà lại vọng tưởng muốn gả cho mình, gả vào cửa nhà họ Diệp. Hồ đồ, năm đó mình vậy mà lại mê mệt người đàn bà này, thiếu chút nữa đã từ bỏ tương lai tốt đẹp cùng Tinh Nhi. Quả nhiên khi đó quá trẻ tuổi, bây giờ Triệu Ánh đến nhìn thêm chút nữa cũng ngại. Bà xứng sao? Bà căn bản không xứng. So với người vợ hiện tại của ông là Long Thanh Tình, Triệu Ánh thực sự không là cái gì, khoảng cách giữa hai người chênh lệch quá xa. Thậm chí cường điệu mà nói Diệp Minh Thiên bây giờ nhìn Triệu Ánh một cái đều muốn ói. Đem so sánh với ông, quả thật là một người ở trên trời, một người dưới đất. Loại người hèn mọn này, còn muốn trở thành vợ mình. Nằm mơ đi, cả đời cũng không thể. Triệu Ánh sẽ chỉ khiến cho ông xem thường. Nhưng có lẽ ông đã quên, Triệu Ánh biến thành như vậy, đều là do một tay ông tạo thành. Triệu Ánh đã từng là thiếu nữ xinh đẹp như hốt lại vì Diệp Minh Thiên mà đánh đổi tất cả. Hủy diệt cả đời mình. Nếu không có hẳn, Triệu Ánh vẫn sẽ rạng rỡ vô hạn. Thật là không có nghĩ đến chúng ta còn sẽ gặp mặt. Cô cũng thật may mắn. Diệp Minh Thiên đều cho rằng Triệu Ánh hôm nay có thể trông thấy mình đều do bà may mắn. Đúng là, dựa theo thân phận mà nói, Triệu Ánh là loại người hèn mọn ở tầng thấp, quả thật không có tư cách thấy hắn. Ừ, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Ánh thở dài nói. Bất quá đây, tôi nói cho cô biết, cô tốt nhất đừng nên ôm bất kỳ mộng tưởng nào đối với tôi. Giữa chúng ta cả đời này cũng không thể nào. Tôi nói thật với cô, thân phận hai chúng ta chênh lệch quá xa. Qua hơn 20 năm, chênh lệch càng ngày càng lớn. Cô hoàn toàn không xứng với tôi. Cô tự nhìn cô rồi nghĩ xem, cô có thể so sánh được với Thanh Tình sao? Hoàn toàn không có. Ban đầu chẳng qua là mắt tôi mù nên mới nhìn chúng cô. Diệp Minh Thiên rất sợ Triệu Ánh ôm hy vọng trong lòng, trực tiếp gạt bỏ đi hết bất kỳ ý niệm gì trong đầu bà. Nghe vậy, Triệu Ánh cúi đầu. Trong lòng từng tia hy vọng xa vời cũng bị mất. Bà cùng Diệp Minh Thiên chênh lệch xác thực quá lớn. Nếu như đặt ở cùng một trong hoàn cảnh, ai mạnh hơn ai cũng chưa biết được đâu. Ai nói khởi đầu của con trai tôi hoàn mỹ? Đột nhiên một giọng nữ lạnh lùng chuyên tới. Mười phần đều mang sự mạnh mẽ như nữ vương Long Thanh Tình xuất hiện. Nàng mới cùng Triệu Ánh tạo thành sự tương phản rất rõ ràng. Thanh Tình, ban đầu anh lựa chọn em quả thật là một quyết định sáng suốt. Diệp Minh Thiên cười to nói. Long Thanh Tình đi tới trước mặt Triệu Ánh, trực tiếp cười lạnh nói, Triệu Ánh tôi nói cho cô một sự thật, đảm bảo cô chắc chắn sẽ chịu đả kích. Thật ra thì thần nhi cũng không phải như được nuôi trong lồng kính tại nhà họ Diệp mà lớn lên. Ngay từ khi ra đời thần nhi đã bị mang tới phương Bắc cực hàn để khổ luyện. Đương nhiên, khi hắn còn nhỏ cũng không biết thân phận thật sự của Minh là gì, nhà họ Diệp cũng chưa từng trợ giúp cái gì cho hắn, ngược lại ở nơi mà trên đường gặp trùng trùng hiểm trở lại giúp hắn trở nên mạnh mẽ. Diệp thần dựa vào chính hai bàn tay của mình cùng chí khôn gắng gượng mở một đường máu tới. Cho đến trưởng thành, cho tới sau khi hắn trưởng thành, đủ mạnh mẽ rồi nhà họ Diệp mới tới đón hắn trở về. Thành tựu của hắn lúc bấy giờ so với những người trẻ tuổi đồng trang lứa có thể nói hắn thừa sức xếp thứ nhất, cũng tuyệt đối không có bất kỳ ai có thể thay thế. Mà nhà họ Diệp vì tạo cho hắn khó khăn đã tiêu phí kinh phí trên 10 tỷ, tổn thất số người cũng đạt hơn 3.000. Ban đầu cùng chung khổ luyện với hẳn có ước chừng khoảng 80 người, chỉ có một người có thể đi tới cuối cùng, Diệp thần chính là giết sạch tất cả những người khác mà đi ra. Sau khi nghe được những sự thật này, người Triệu Ánh không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Như vậy xem ra, trước khi trưởng thành, những gì Diệp thần trải qua so với Diệp Quân Lâm còn thảm hơn nhiều. Chỉ cần một phút hơi lơ là, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Nhưng cũng chính vì loại huấn luyện tàn nhẫn này mà nhà họ Diệp mới có thể chui luyện ra một thiên tài. Phải nói một điều rằng, lấy thành tựu trước mắt mà Diệp Quân Lâm lấy được đem so với Diệp thần mà nói chăng khác nào chín châu mà so với một con mèo. Đứa con hoang đó của cô mà cũng dám đem so sánh với Diệp thần của ta sao? Không thể nào. Long Thanh Tình lạnh lùng nói. Chí Oánh trầm mặc. Mặc dù bà vẫn hy vọng Diệp Quân Lâm thắng, nhưng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối như vậy, quả thật hoàn toàn vô dụng. Minh Thiên, anh bắt cô ta trở lại đây là muốn làm gì?
Long Thanh Tình hỏi. Bà cũng không lo lắng hai người bọn họ sẽ nối lại tình xưa, dẫu sao với bộ dáng hiện tại của Trí Oánh, tuyệt đối không hình thành bất kỳ uy hiếp gì đối với vị trí của bà. Anh muốn giết cô ta? Diệp Minh Thiên đáp. Được, thừa dịp còn sớm giết cô ta đi, giữ cô ta lại cũng không có ích gì. Long Thanh Tình lạnh lùng nói. Trí Oánh lập tức quỳ xuống đất khẩn cầu, van cầu các người, có thể cho tôi thêm một chút thời gian nữa có được hay không? Tôi muốn nhìn mặt cháu trai một cái, vì cháu trai làm mấy bộ quần áo. 9 tháng sau, đứa bé trong bụng Lý Tử Nhiệm sẽ chào đời. Bà muốn nhìn mặt đứa trẻ một lần. Ánh mắt Trí Oánh nhìn về phía Diệp Minh Thiên, sắc mặt hắn thoáng chốc liền thay đổi. Dẫu sao Trí Oánh cũng đang nắm giữ bí mật của hắn. Cũng được, vậy đi, dù sao sớm muộn gì cô cũng phải chết, chưa cho cô một chút thời gian thì cũng có ảnh hưởng gì. Diệp Minh Thiên đáp ứng. Long Thanh Tình cũng không suy nghĩ nhiều, người đâu, đem cô ta giam lại, đừng để cho cô ta chạy thoát. Tinh Nhi yên tâm đi, cô ta bị giam ở nhà họ Diệp, dù cho người khác có bản lĩnh lên trời cũng đừng nghĩ đến chuyện cứu được cô ta. Diệp Minh Thiên tiến lại gần an ủi mấy câu. Sau khi đem Trí Oánh giam lại, Long Thanh Tình cười hỏi, anh Thiên, anh nói xem cái đứa con hoang có tới cứu con tiện nhân kia hay không? Em nghe nói đứa con hoang kia rất dễ bị kích động. Ngay cả đến Diệp Nguyên hắn cũng tới cứu, đằng này lại là mẹ của hắn, hẳn càng phải tới cứu chứ. Cứu người nhà trên địa bàn họ Diệp, hẳn lấy cái gì cứu người, thật là buồn cười. Diệp Minh Thiên nghe thấy liền cười lớn, dù cho đứa con hoang này bản lĩnh có lớn đi nữa thì thế nào, ngay cả cửa chính nhà, họ Diệp hẳn còn không thể bước vào chứ đừng nói là làm những chuyện khác. Em ngược lại là hy vọng thấy đứa con hoang kia tới cứu người đó, lúc đó chắc chắn sẽ là một hình ảnh rất thú vị. Rất đáng trông chờ. Long Thanh Tình rất muốn chứng kiến cảnh đứa con hoang kia như con kiến hôi giấy giụa trước cái chết sẽ như thế nào. Tuy nhiên Diệp Minh Thiên lại lạnh lùng lắc đầu, không, sẽ không có ngày đớ. Long Thanh Tình sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn về phía ông ta anh. Anh muốn giết Trí Oánh sao? Ừ, không sai. Một tiện nhân như cô ta còn muốn có tư cách trả giá với anh hay sao? Còn muốn chờ cô ta mấy tháng? Không thể nào, căn bản là Diệp Minh Thiên sợ bí mật của mình sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài. Đêm dài lắm mộng, đối với Trí Oánh hắn muốn nhanh chóng diệt trừ, càng sớm càng tốt. Chẳng qua chỉ là ngoài mặt đáp ứng thôi. Trí Oánh lại một lần nữa bị lừa. Diệp Minh Thiên có thể nói, lời ông ta nói ra không có một chút uy tín nào. Nhất là Trí Oánh người đang nắm giữ bí mật của ông ta, người có thể khiến tiền đồ của ông ta bị lung lay. Vì vậy ông ta tuyệt đối không thể để Trí Oánh sống. Diệp Minh Thiên đi tới nơi giam giữ Trí Oánh. Ông tới giết tôi có đúng không? Trí Oánh đã sớm phần nào đoán được ý đồ của Diệp Minh Thiên. Vốn dĩ tôi cho rằng cô sẽ bảo đảm giữ bí mật này cho tới hết đời, hôm nay xem ra cô cũng không yêu tôi nhiều như vậy đi. Ban đầu là ai luôn miệng nói sẽ yêu tôi cả đời, nguyện vì tôi mà bỏ ra hết thảy. Diệp Minh Thiên giễu cọt nói. Diệp Minh Thiên. Coi như tôi đời này đã nhìn lầm ông, vốn đi ông đến chút tình cảm cũng, không có. Ông chính là loài động vật máu lạnh, Trí Oánh nhìn chằm chằm Diệp Minh Thiên cả giận nói. Diệp Minh Thiên nghe thấy mà cười lạnh, đây chính là điểm khác biệt giữa tôi và những kẻ tâm thường như cô. Trong nguyên tắc ở nhà họ Diệp, đàn bà tuyệt đối không thể trở thành đá ngáng chân. Chỉ có thể là công cụ thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi vứt bỏ cô đối với tôi mà nói. Cùng những đàn bà khác không khác nhau chút nào, không có một chút điểm giá trị lợi dụng, không những thế còn trở thành đá ngáng chân trên con đường của tôi. Chỉ có Long Thanh Tình mới là bạn đời tốt nhất của tôi, thời gian này chỉ có cô ấy mới xứng với tôi. Trí Oánh cố kìm nén không khóc. Bà cười lạnh nói, ông cũng chỉ là nhìn chúng tài nguyên phía sau gia tộc chống lưng cho Long Thanh Tình thôi đúng chứ? Ông cũng không có thích cô ta là bao có phải không? Đối mặt với sự chất vấn của Trí Oánh đích. Diệp Minh Thiên chỉ châm mặc. Đúng là như vậy. Ban đầu khi ông ta cưới Long Thanh Tình cũng chỉ vì ông ta nhìn chúng ra cảnh phía sau của nàng thôi. Ông quả là vì để đạt được mục đích, bất kể thủ đoạn nào cũng không từ. Trí Oánh diêu cợt nói. Cô căn bản không hiểu được, nếu muốn leo lên chỗ cao nhất, phải biết bỏ đi rất nhiều thứ. Là mấy người không tới được cái vị trí kia, căn bản sẽ không biết. Trí Oánh lập tức đặt câu hỏi, cho nên... Đây cũng chính là nguyên nhân ông phế bỏ em trai ruột của mình sao? Gỡ Diệp Minh Thiên nổi giận.
bởi vì những lời này của Trí Oánh chính là bí mật kia của ông ta. Một người khiến cho Diệp Minh Thiên sợ hãi bí mật bị tiết lộ tới ngủ không yên giấc. Bên trong nhà họ Diệp ở thủ đô nhân tài nhiều như mây. Nhất là ở thế hệ của Diệp Minh Thiên, tất cả đều là tinh anh. Diệp Minh Thiên cũng không phải là người đứng đầu ở phương diện nào. Ở thời thế khi đó của ông ta chỉ xếp thứ ba, em trai thứ tứ của ông ta Diệp Lăng Phong mới là đệ nhất thiên tài của nhà họ Diệp, năng lực có thể nghiền ép tất cả mọi người. Cũng chắc chắn trở thành chủ nhân của vị trí gia chủ kỳ kế tiếp. Diệp Minh Thiên chí có thể trơ mắt nhìn. Là Diệp Minh Thiên bày mưu tính kế, khiến cho Diệp Lăng Phong trở thành phế nhân, đến nay hẳn ngoài năm một chỗ ở trên giường cũng không thể làm gì. Cho tới nay tất cả mọi người trong nhà họ Diệp, tất cả mọi người đều cho là việc Diệp Lăng Phong suýt chết kia đều là do chuyện ngoài ý muốn đệ nhất thiên tài đã không còn, thiên tài thứ hai là Diệp Minh Thiên lên chức, sau đó liền được trao cho làm người thừa kế. Tuy nhiên vô tình Trí Oánh lại biết được bí mật này. Bây giờ ông ta vô cùng lo lắng Trí Oánh sẽ đem bí mật này nói ra. Một khi để cho nhà họ Diệp biết hết mọi thứ, ông ta đừng nghĩ tới việc có thể trèo lên vị trí gia chủ nữa. Dựa theo gia quy nghiêm khắc của nhà họ Diệp, thậm chí ông ta còn phải chịu hình phạt cực lớn. Trong gia quy nhà họ Diệp có một điều quan trọng nhất, người nhà họ Diệp không được phép chém giết lẫn nhau. Trí Oánh là cô ép tôi, hôm nay tôi phải giết cô. Diệp Minh Thiên đỏ mắt, gắt gao nhìn chăm chăm Trí Oánh. Trí Oánh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Diệp Minh Thiên đã từ từ giơ bàn tay phải của mình lên. Sắp rơi xuống đỉnh đầu của Trí Oánh oanh, một chưởng này mang theo kình phong cuồng bạo vô cùng. Trí Oánh đã cảm nhận được cái chết. Ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc thì Diệp Minh Thiên lại dừng tay. Trí Oánh đợi nửa ngày, không có động tĩnh, bà lúc này mới mở mắt ra. Ông không giết tôi, Trí Oánh kinh ngạc nói. Diệp Minh Thiên thân sắc quái dị nhìn bà, cũng không nói chuyện. Sau đó, Diệp Minh Thiên đóng cửa lại rời đi. Ánh mắt Trí Oánh lóe lên, rất nhanh bà liên hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Là Diệp Minh Thiên đang lo lắng. Ông ta lo lắng bà có thể đem điều bí mật này nói cho Diệp Quân Lâm biết. Ông ta không dám đánh cuộc. Lỡ chẳng may Diệp Quân Lâm biết thật, một khi ông ta giết Trí Oánh, Diệp Quân Lâm nhất định sẽ đem bí mật này ra ánh sáng. Đây chính là điều mà Diệp Minh Thiên lo lắng. Vì tiền đồ của ông ta, vì vị trí gia chủ của ông ta không dám đánh cuộc. Trước kia ông ta không cần lo lắng cái vấn đề này, bởi vì Trí Oánh đủ yêu ông ta, nguyện ý vì ông ta bỏ ra sinh mạng, chứ đừng nói chỉ là bảo vệ bí mật. Nhưng hôm nay, có Diệp Quân Lâm ở đây, Trí Oánh thay đổi. Trí Oánh rất có thể vì bảo vệ Diệp Quân Lâm, đem điều bí mật này nói cho hắn. Ông ta cũng vì vậy mà không dám tùy tiện giết Trí Oánh. Phải nghĩ biện pháp thăm dò Diệp Quân Lâm có biết bí mật này hay không. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm ở trong phòng phát hiện Trí Oánh lưu lại tờ giấy. Đại khái là nói kêu hắn yên tâm, bà không có sao, cũng không cần phải đi tìm bà. Mẹ, làm sao con có thể không đi tìm mẹ được? Diệp Quân Lâm đột nhiên vỗ bàn. Từ việc này hắn càng khẳng định đây chính là nhà họ Diệp làm. Mẹ hắn muốn đi chết thay cho hắn. Mẹ muốn bọn họ không làm gì được con trai nếu không phải do mẹ ngăn cản, hắn chắc chắn đã giết chết Diệp Thần. Diệp Quân Lâm vẻ mặt không biết làm sao. Vốn là Diệp Quân Lâm chuẩn bị qua một thời gian ngắn, sẽ tới phương Bắc lần nữa. Ít nhất phải là sau khi Lý Tử Nhiệm sinh con. Nếu cô mang thai như thế này, hẳn không an lòng. Dẫu sao Lý Tử Nhiệm cũng cần phải có người chăm sóc. Tuy nhiên mẹ của hẳn gặp nguy hiểm. Khiến hẳn không thể không đẩy nhanh tiến độ trước thời hạn, nhanh chóng tới thủ đô. Ngay khi hẳn chuẩn bị hạ lệnh cho Tây Phương cùng những người khác thì hắn nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Khi điện thoại vừa được kết nối, ở đầu dây bên kia đối phương đã nói trước tên họ của mình, ta là Diệp Minh Thiên. Cái gì, là ông, mẹ tôi có phải đang ở trong tay ông có đúng không? Diệp Quân Lâm lập tức hỏi. Hạ hẳn cũng rất kinh ngạc trước cuộc điện thoại của Diệp Minh Thiên. Không nghĩ tới ông ta lại gọi điện cho hẳn. Đúng, không sai. Nhưng cô ta không có sao, tối nay ta sẽ tới Giang Bắc, ta có chút chuyện muốn gặp cậu nói chuyện. Nghe được mẹ không có sao, Diệp Quân Lâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mẹ xảy ra chuyện gì, Hà nhất định lật tung toàn bộ nhà họ Diệp. Bất kỳ một người nào người cũng sẽ không lưu lại. Được, tôi chờ ông.
Phàm là mẹ tôi nếu có bất kỳ nguy hiểm gì, ông cũng đừng mong có thể sống. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Ha ha. Đầu bên kia Diệp Lăng Thiên nghe thấy không khỏi buồn cười. Diệp Quân eo ớ em chấm ui hiếp ông ta cũng chỉ là vì lực bất tòng tâm mà tức giận thôi, làm sao có thể khiến ông ta sợ hãi. Muốn giết ông? Có bản lãnh này sao? Buổi tối 8 giờ. Một chiếc phi cơ tư nhân đáp xuống phi trường Giang Bắc. Diệp Minh Thiên cực kỳ khiêm tốn đi tới nơi đã hẹn cùng Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm đã chờ ở chỗ này từ sớm. Hai cha con cuối cùng cũng chân chính chạm mặt. Diệp Quân Lâm đánh giá Diệp Minh Thiên đồng thời đối phương cũng quay lại đánh giá anh. Diệp Quân Lâm đánh giá Diệp Minh Thiên là một người có tài. Trầm ổn, bình tĩnh, trên người có khí thế uy quyền khiến người khác phải coi trọng. Cũng ẩn chứa sự tàn nhẫn. Giết một người thì là tội. Giết hàng nghìn người thì là anh hùng. Diệp Minh Thiên đúng là loại người như vậy. Ánh mắt, lông mày, có một loại khí chất hống hách của đế vương nắm rõ mọi vật ở trong tay. Ông ta còn là người thừa kế tương lai của Lạc Việt. Không ai có thể sánh vai cùng. Diệp Minh Thiên không tệ, có chút bản lĩnh. Trước đó, Diệp Quân Lâm đã cho phép Bắc Phương dùng quyền hạn của mình để kiểm tra Diệp Minh Thiên. Trước đây anh không dùng đến quyền hạn của mình, vì anh sợ một số người ở kinh thành biết chuyện sẽ gây sự. Nhưng hiện tại quan hệ giữa anh và Diệp Minh Thiên đã gây xôn xao, người ở kinh thành có khi cũng đã biết. Anh sử dụng quyền hạn điều tra Diệp Minh Thiên, cũng là phải phép. Tàn nhẫn. Vì để đạt được mục đích, không từ bất kỳ thủ đoạn. Sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ. Anh xem đủ mọi loại chuyện xấu mà ông ta đã từng làm. Quả nhiên, Diệp Minh Thiên là người làm những việc lớn. Anh thậm chí còn phát hiện ra bí mật lớn nhất của Diệp Minh Thiên, sắp đặt kế hoạch hãm hại Diệp Minh Phong, để trở thành người thừa kế. Mà nhà họ Diệp này đã tồn tại từ lâu đời, phát triển rất hưng thịnh. Đặc biệt trong gia đình này cũng có một quy định rất nghiêm khắc, người trong dòng tộc không được làm hại đến nhau, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Quy định này nhằm để cho nhà họ Diệp từ lớn tới bé cùng nhau đoàn kết, không phân biệt khoảng cách hay bị chia rẽ. Vì vậy, bao nhiêu năm nay, nhà họ Diệp vô cùng đoàn kết, chưa bao giờ tình cảm gia đình bị xích mích. Đây cũng là lý do tại sao nhà họ Diệp lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhưng Diệp Minh Thiên đã vi phạm quy định của gia đình này vì ham muốn ích kỷ của bản thân. Đây là điều tồn tại tối kỵ nhất, trong mắt ông ta, tình yêu, tình thân không quan trọng. Điều quan trọng nhất là lợi ích của bản thân ông ta. Ngay khi họ gặp nhau, Diệp Quân Lâm đã phân tích ông ta rõ ràng. Nhưng trong mắt Diệp Minh Thiên, Diệp Quân Lâm là một người ngạo mạn, đôi mắt tràn đầy sự hiếu kỳ. Ông ta đã từng chứng kiến nhiều người trẻ tuổi như vậy. Có chút thành tựu liền tưởng bản thân mình là giỏi nhất. Nhưng Euro cuối cùng, cuộc sống khi nghiệt sẽ dạy lại những người như vậy. Tuổi trẻ kiêu ngạo thì không sao. Nhưng nếu quá kiêu ngạo thì cuối cùng sẽ khốn khổ. Diệp Minh Thiên chỉ nhìn vào điều tương tự và kết luận rằng tương lai của Diệp Quân Lâm là không dài. Nó không thể so sánh với Diệp Thần. Diệp Thần cũng kiêu ngạo, nhưng anh ta có quyền được kiêu ngạo. Hai gia tộc mạnh nhất hậu thuẫn phía sau, anh ta cũng là người có tài. Về phần Diệp Quân Lâm, ngoại trừ mang trong mình dòng máu của ông ta. Ở khía cạnh khác, anh không xứng là con của ông ta. Anh cũng sẽ không bao giờ thừa được nhận điều đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.